Hy đạo quan đồ. Chương 11, ngàn dặm quan đồ. Trương Dương quay đầu đi, nguyên lai like là Tả Hiểu Tình cùng Hồng Linh sóng vai từ đường cái đối diện đi tới, chủ động tìm hắn chào hỏi chính là Hồng Linh, từ sau khi trải qua đêm đó sự kiện bảo vệ khoa, Hồng Linh đối với Trương Dương ấn tượng cũng đã nghiêng ngả, nếu là trước đây thì sẽ không chủ động chào hỏi tên vệ giáo thực tập sinh này. Tả Hiểu Tình tuy rằng đã sớm thấy được Trương Dương, trong lòng đầu tiên là một trận vui mừng, mà khi hắn ý thức được chính bởi vì sự xuất hiện của Trương Dương mà vui mừng thì, lập tức tự ép mình mình nhớ Trương Dương ngày đó ghê tởm, bởi vì hắn cùng Cao Vĩ tranh chấp, bản thân vài ngày này bị mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ chế giễu tự nhiên ngay cả câu xin lỗi cũng không có liền nghênh ngang mà đi, tính ra cũng đã ba ngày không có hắn. Audio điện tử võ tấn bền Thấy có người tới, từ lập hoa cuống quyết quay mặt đi, lặng lẽ xóa đi nước mắt trên mặt, hướng tả hiểu tình cùng Hồng Linh cười cười tả hiểu tình tạo nên vẻ một người thùy mị mà núm đồng tiền ôi bác gái nàng đã đoán được thân phận của từ lập hoa từ lập hoa gật đầu trong lòng lại bị người con gái thùy mị xinh đẹp này hấp dẫn thế nhưng bà lập tức lại nghĩ tới bản thân ăn mặc có chút mộc mạc lại đứng trước mặt con trai có chút hoảng loạn nói bác còn có việc đi trước mẹ trương dương nắm lấy tay bà sau đó thoải mái hướng tả hiểu tình cùng hồng linh giới thiệu đây là mẹ mình tiếng giới thiệu của trương dương khiến từ lập hoa trong lòng đau xót, tan thương, trong đôi mắt bịt kín một tầng lệ quang nhàn nhạt, nhạt. bà còn nhớ rõ quá khứ tìm đến con trai, nó chẳng bao giờ hướng người khác giới thiệu mình, trái lại dục bản thân nhanh nhanh rời đi. bà biết chẳng qua là xuất phát từ lòng tự tôn. tuy rằng bà không trách cứ con trai, thế nhưng vẫn tránh không được len lén rơi lệ, nghĩ không ra trương dương ngày hôm nay thản nhiên thân thiết như vậy đem mình giới thiệu với bạn bè, điều này làm cho từ lập hoa cảm thấy vui mừng khôn xiết. Người làm mẹ thì làm sao không cần được tôn trọng với sự cảm thông. Tả Hiểu Tình nhìn Trương Dương có chút trách mắng, "Trương Dương, bên ngoài lạnh như thế, vì sao cậu không mời bác về ký túc xá ngồi?" Sâu trong nội tâm Hồng Linh lại coi thường Từ Lập Hoa quần áo mộc mạc, thế nhưng Tả Hiểu Tình lại biểu thị như vậy, nếu như tỏ ra bất cứ điều gì bất kính thì chỉ rước lấy sự phản cảm của người khác, cô tỏ ra không thân thiết bằng Tả Hiểu Tình, mà nhẹ nhàng tự nhiên. Cô tiến lên kéo lấy cánh tay Từ Lập Hoa, "Bác gái, đi thôi bác, chúng ta trở về ký túc xá. Từ lập hoa chân tay có vẻ luống cuống, bà nhìn một bên con trai mỉm cười, trong lòng bắt đầu sinh ra một tình cảm ấm áp xa cách từ lâu. Thế nhưng bà vẫn lắc đầu, bác thực sự còn có việc, bác còn muốn cùng nó làm cơm. Bàn tay Trương Dương buông ra, thịt bò cùng lạp xưởng cho cậu nếm thử, tất cả đều là chính mẹ mình làm đấy. Trương Dương biết mẹ nói vậy thực chất chỉ là mượn cớ. Hắn sợ triệu thiết sinh làm cho tả hiểu tình cùng Hồng Linh, Trương Dương không thể vạch trần, nhẹ nhàng gật đầu, mẹ, con bảo anh Lưu đưa mẹ trở về. Không được, mẹ đi xe đến đây, từ lập hoa hướng tả hiểu tình cùng Hồng Linh cáo biệt. Hoang mang rối loạn nhìn về ngõ phố phía xa đi đến. Trương Dương cũng không có theo kịp, từ trong sâu thẳm đôi mắt toát ra yêu tư nhàn nhạt, nhạt. Sự yêu tư cũng không thoát khỏi con mắt tả hiểu tình. Cô cảm thấy có chút hiếu kỳ, Trương Dương tuổi còn trẻ mà trong lòng cất giấu nhiều điều bí mật mà không muốn người khác biết. Lưu Hải Đào đã sớm chờ, có chút không nhịn được. Thấy Từ Lập Hoa rời đi, hắn bước nhanh tới bên người Trương Dương, "Trương Dương, chúng ta có thể đi chưa?" Tả Hiểu Tình vốn định cùng Trương Dương nói vài câu, thế nhưng nghe được Lưu Hải Đào nói như vậy, cô chỉ có thể nhìn Trương Dương gật đầu cùng Hồng Linh đi về ký túc xá. Đi được hai bước, Trương Dương ở sau hô lên, "Tả Hiểu Tình, cô vẫn chưa ăn cơm?" Cùng đi ăn cơm thôi. Tả hiểu tình dừng lại đi bộ, đang muốn cự tuyệt cho thấy Hồng Linh dáng tươi cười thần bí mà nhìn hắn. Lập tức đoán được cô nàng này đang nghĩ đến một nơi nào đó. Mặt cười hơi có chút đỏ lên, còn chưa kịp trả lời thì Hồng Linh đã giành trước đáp lại không? Đang chuẩn bị trở lại phía dưới. Từ trước mặt cửa hiệu Hồng Linh đã nhìn ra, người lái xe này nhất định rất có địa vị, nàng khôn khéo mà não qua cùng lòng hiếu kỳ đồng thời lần này nói không chừng có thể trông thấy nhân vật lẫy lừng sau lưng Trương Dương. Hồng Linh nói như vậy, tả hiểu tình tự nhiên cũng không cách nào cự tuyệt. Lưu Hải đào thoáng trần chờ một chút, tự mình lập tức giật lại cửa xe, Lý Trường Vũ mời Trương Dương đi ăn, mình có thể quyền lợi thuyết ba đạo tứ. Ô tô hướng vi viên chạy tới, hộp đĩa ở giữa nhẹ nhàng cất lên thanh âm kỳ ảo trong trẻo, đem đến cho người ta một cái không gian, có một người đi qua. Trương Dương ngồi ở trên phó giá chậm rãi nhắm lại hai mắt, hưởng thụ bóng đêm đồng thời lắng nghe những thanh âm của sự yên lặng, hắn nhớ tới quá khứ, nhớ tới chính mình, nhớ tới bản thân hắn trước kia. Tuy rằng Hồng Linh sớm đã có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng nàng biết được là tới Xuân Dương huyện ủy bậc nhất thư ký Lý Trường Vũ làm khách, vẫn đang kinh ngạc, tuy rằng đến từ cấp thị Giang Thành, thư ký huyện ủy trong mắt Hồng Linh vẫn đang đại diện cho quyền lực cùng địa vị, cho nên hắn ăn nói nhất thời trở nên hạn chế rất nhiều ngược lại tả hiểu tình vẫn bình tĩnh như trước đây, bình thản tự nhiên. Tô lão thái thích nhất náo nhiệt, thấy Trương Dương cùng hai người bạn học bày tỏ, càng nhiệt tình hiếu khách, ngồi xuống bắt chuyện ba bọn họ, Lý Trường Vũ cũng từ lầu hai thư phòng xuống tới, Lý Thư Ký cũng không có mời bởi vì Trương Dương tự ý mời hai người bạn học cùng đến, bên trái là tả hiểu tình và hồng linh trong mắt vị Lý Thư Ký này mười phần hòa ái dễ gần. Lý Trường Vũ lần đầu tiên nhìn thấy Tả Hiểu Tình cũng đã nhận ra nàng chính là cô gái đêm đó ở bờ sông Xuân Thủy cùng Trương Dương đi ra. Bất quá Tả Hiểu Tình lúc đó vẫn ở bên ngoài xe cùng Cát Xuân Lệ, cũng không biết Lý thư ký ra vẻ đạo mạo đã ở hiện trường. Lý Trường Vũ lo lắng so với người thường càng nhiều hơn, hắn thậm chí cho rằng Trương Dương đêm nay là cố ý đưa Tả Hiểu Tình đến, điều tra qua thân phận Tả Hiểu Tình, Lý Trường Vũ thậm chí cho rằng Trương Dương sở dĩ có can đảm cùng mình có kè mặc cả khả năng là bởi vì duyên cớ tả hiểu tình, bởi vì tả hiểu tình hiểu sâu bối cảnh, Lý Trường vô từ đáy lòng đối với cô gái này còn có chút kiêng kỳ, sở dĩ ăn thì tận lực biểu hiện ra hình dạng một người trưởng giả dày rộng, am hiểu về chính trị, hắn sẽ không chủ động liên quan đến. Đương nhiên cũng không cần phải liên quan đến. Tuy rằng Trương Dương đã biểu hiện ra lợi ích mạnh mẽ quyền lợi muốn cùng tiến tới, thế nhưng tại lý trường vũ xem ra chỉ là một người tuổi trẻ vốn có sự nhiệt tình trong tinh quái rất nhanh hắn sẽ tại hiện thực chạm phải sẽ đầu rơi máu chảy sau bữa tối thừa lúc bác tô cùng hai người con gái nói chuyện phiếm lý trường vũ cùng trương dương đi ra ngoài nói chuyện hắn rút ra một điếu thuốc châm hút rồi đưa bao thuốc mời trương dương trương dương đối với cái trò hút thuốc rất có hứng thú thế nhưng học theo lý trường vũ châm một điếu lên hút thì ho khan kịch liệt nước mắt giàn ruộng ta trước đây cũng là một tay chơi có hạng, thế nào giờ lại trở thành một tên lạc hậu cái gì cũng không biết thế này Lý Trường Vũ nhàn nhạt cười hút thuốc không tốt cho sức khỏe thanh niên không nên dùng nhiều a ngữ khí hết sức bình thản nhưng tựa hồ như bao hàm một tầng ý tứ khác mãi lúc sau trương dương mới thở phảo nhẹ nhõm sặc chết mất hắn thực sự không nghĩ ra hút thuốc có chỗ nào tốt nhưng nếu làm ra vẻ tay kẹp điếu thuốc nhà khói vi vu trông rất huyền ảo khó lường a chả trách mấy bác lãnh đạo, bác nào cũng thích chơi món này. Lý Trường Vũ nhả một hơi khói giải nói, xã Hắc Sơn còn khuyết một cái ghế cán bộ chủ nhiệm sinh kế kế hoạch hóa gia đình không biết người có hứng thú không. Trương Dương vài ngày hôm nay có đọc gấp qua những tài liệu về quan trường hiện đại, nên nhiều khái niệm còn hết sức mơ hồ, cán bộ chủ nhiệm sinh kế là cái cấp bậc gì. Chính thức mà nói thì là biên chế nhân viên cấp phòng, bất quá người đến vệ giáo cũng chưa tốt nghiệp, hiện tại ta chỉ có thể an bài giúp ngươi tạm quyền chủ nhiệm, sau này dần dần sẽ tìm biện pháp đưa vào biên chế chính thức. Qua lần nói chuyện lần trước, Lý Trường Vũ đối với Trương Dương cũng biết, chẳng lan man dườm già mà đi thẳng vào vấn đề. Trương Dương suy nghĩ một chút, hắn đối với cán bộ xã cũng biết lờ mờ xã trưởng với trưởng trấn các thứ, bí thư đảng ủy xã Hắc Sơn bất quá cũng chỉ là cấp phòng, đằng này nhân viên so với bí thư là còn kém một đoạn hay là vì mình không có trình độ nên Lý Trường Vũ này qua loa cho xong chuyện. Trương Dương có chút buồn bực, nguyên bản là hắn trông cậy vào Lý Trường Vũ cho hắn cái chức chủ nhiệm hay gì gì, đương muốn phát tiết. Lý Trường Vũ là loai lão làng, nhìn qua biểu hiện của Trương Dương là biết tiểu tử này nhất định bất mãn, liền nói tiếp quan trường có quy củ của quan trường, trừ phi người có chỗ dựa vô cùng chắc, bằng không thì quan lộ sẽ vô cùng gian nan. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp, Trương Dương, Ta đã nói sẽ tận lực trợ giúp ngươi thì tất nhiên ta sẽ làm được, thế nhưng hiện tại ta chỉ cũng chỉ có thể làm được những việc trong khả năng. Thân là quan phụ mẫu một phương, ta phải công bình công chính, không thể để sơ hở cho người khác đâm sau lưng được. Nếu ngay bây giờ đem ngươi đặt vào một địa vị cao, sẽ chỉ làm ngươi trở thành mục tiêu chú ý của nhiều kẻ, không hề tốt cho sự nghiệp của ngươi. Ngày trước, khởi đầu của ta còn không bằng được ngươi, chịu bao khổ cực đắng cay mới được như hôm nay. Muốn nói cho ngươi biết đối với một kẻ trẻ tuổi mới bước chân vào quan trường thì tích lũy kinh nghiệm cùng thành tích là phi thường trọng yếu. Người muốn bước đi trên con đường này, thì đầu tiên người phải hiểu quy tắc của nó, người muốn nhanh chóng trở thành nhân thượng chi nhân, thì nhất định phải có được thành tích lớn. Nếu cả hai điểm cơ bản này mà ngươi cũng không thể hiểu rõ được, thì ta khuyên ngươi nên từ bỏ đi. Lý Trường Vũ giết một hơi dài, ánh mắt xa xăm nhìn trời đêm, lời này của hắn là thực sự chân thành chỉ dạy cho Trương Dương bằng kinh nghiệm được đúc kết nhiều năm của chính bản mình. Trương Dương từ lời của Lý Trường Vũ cũng nghe ra có chút kích tướng, nhưng suy cho kỹ thì nhưng lời không phải có lý. Tuy rằng mới đến thời đại này, nhưng hắn cũng minh bạch cái gì là cơ sở rèn luyện, bất luận một người cán bộ nếu không đi qua tôi luyện chẳng khác nào không giác ngộ tư tưởng đành, trừ phi hắn cả đời muốn yên vị, nếu không sẽ rất khó có thể thăng tiến. Cán bộ chủ nhiệm sinh kế, Trương Dương âm thầm nhầm lại cái chức danh này, là nhân viên cấp phòng. Chả nhẽ lại đem cái chức này ghi lên bảng hiệu so ra thì chắc có lẽ vẫn lớn hơn trưởng thôn một chút. Trương Dương Yên lặng tính toán khoảng cách giữa chức danh của hắn với bí thư đảng ủy, xã trưởng là cấp phòng, trực thuộc huyện, chính là trực thuộc quyền huyện ủy bí thư. Giả như Lý Trường Vũ thực sự toàn ý tương trợ thì cũng chẳng mất chốc là có thể leo lên rồi. Lý Trường Vũ lặng lẽ quan đến những biến hóa rất nhỏ trên mặt Trương Dương. Giả như Trương Dương cử tuyệt đề nghị của hắn thì thật sự là hắn cũng hết cách. Lý Trương Vũ nhỏ giọng nói, thời gian người tốt nghiệp vệ giáo cũng không còn xa nữa. Về phía vệ giáo Giang Thành ta sẽ giải quyết cho ngươi. Tốt nghiệp xong xuôi, tương lại cũng thuận lợi hơn. Lý Trường Vũ chấp thời cơ bày ra trước mặt Trương Dương một cái bánh ngọt. Hắn sở dĩ dám đánh liều đặt cược như vậy là vì hiệu trưởng Giang Thành vệ giáo kiêm đảng ủy bí thư Hoàng Thành Mẫn là bạn cũ của hắn. Cho dù Trương Dương không có tham gia thi tốt nghiệp hắn vẫn có thể giúp Trương Dương tốt nghiệp được, trương dương đối với cái tốt nghiệp này cũng không quá quan tâm bất quá hắn đối với đợt thực tập cũng đã sớm mất hứng thú lý trường vũ coi như cũng đã giúp hắn giải quyết một nan đề cái vấn đề thực tập kia thì xem xét chuyện nhỏ lý trường vũ mỉm cười nói đúng là tiêu hài tử đến tốt nghiệp ta còn xử lý được nữa là cái chuyện thực tập kia ta lúc nào có thể tới nhận chức xem ra trương dương đối với khởi đầu trốn quan trường thập phần mong đợi ngày mai người phải tới phòng nhân sự huyện báo danh, trưởng phòng nhân sự huyện Dương Ngọc Cầm ta đã an bài. Trường đại thần y mặc dù ở giới y học là cao thủ tịch mịch, nhưng đối với quan trường lại là người mới hoàn toàn, những gì hắn có được chỉ là chút kinh nghiệm trong quan trường thời cổ đại. Nguyên nhân chính là như vậy nên hắn đối với tương lai lại càng mong chờ, nhiệt huyết sôi sục. Trương nhất châm ta không làm làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho nên nghiệp. Xong xuôi, Trương Dương tối đó thực hiện lời hứa của chính mình, vì Tô lão thái trừ tận gốc bệnh đau nửa đầu, rồi lại đả thông kinh mạch cho Lý Trường Vũ. Một châm hạ xuống, Lý bí thư cũng có cảm thấy bản thân có chút hồi phục. Lời Trương Dương nói trước khi bắt tay vào làm cũng làm cho Lý bí thư tràn ngập hy vọng chỉ cần kiên trì trị liệu, không những có thể khang kiện mà còn có thể kéo dài tuổi thọ. Lý bí thư bỗng phát hiện ra tiểu tử này thực sự bản lãnh, chỉ cần tìm cách phát triển theo đà này, ắt hẳn có tương lai lý tưởng đúng là có thể thay đổi một con người trong một khoảnh khắc tả hiểu tình cùng hồng linh đều cảm thấy được biến hóa phát sinh trên người trương dương hắn từ lúc ra khỏi vi viên thì có vẻ vô cùng vui sướng đắc chí con người gặp việc vui vẻ thì tinh thần luôn thoải mái trương dương tuy rằng biết người trong quan trường thì hỉ nộ phải vô thanh vô sắc nhưng hiện giờ ta còn chưa vào a hà tất phải trì hoãn cái sự sung sướng trước khi chia tay ở ký túc xá Trương Dương mở miệng nói, ngày mai ta bắt đầu thôi không tới bệnh viện thực tập nữa. Tả Hiểu Tình cùng Hồng Linh đều bất ngờ, biết Trương Dương cùng huyện ủy bí thư có quan hệ, các nàng đương nhiên không nghĩ rằng hắn sẽ bị trục xuất khỏi bệnh viện, hai nàng vội hỏi nhưng ngươi còn chưa có lấy kết quả thực tập. Trương Dương nhếch môi đắc ý, chuyện nhỏ. Vậy ngươi dự định làm gì? Hồng Linh đối với việc gì cũng luôn truy hỏi rõ ràng. Hắc hắc, tạm thời bí mật. Tả Hiểu Tình ngáp một cái, lắm chuyện bi thương giữ một mình, vui vẻ thì cần người chia sẻ. Trương Đại Thần Y thấy tả hiểu tình chẳng quan tâm, trong lòng có ít nhiều phiền muộn, nguyên bản thiếu chút nữa nói mấy câu ngang tàng nhưng lại nuốt trở về. Thật mất hứng đúng như làm tình đến cao trào lại người khác phá đám. Trương Dương có chút khó chịu nhếch miệng, tái kiến. Xoay người bước đi hai bước thì nhớ ra rằng ngoại trừ tả hiểu tình thì đúng là mình chẳng còn bằng hữu nào. Chuyện vui vẻ như thế hắn tìm ai chia sẻ, lại dừng bước quay lại, tả hiểu tình tả hiểu tình vẫn đang đứng ở đó đôi mắt đen lấy lộ chút vẻ tinh quái ngày thường ít thấy chuyện gì cho ta số điện thoại của ngươi trương dương dõng giặc nói tả hiểu tình quen thói cắn môi dưới tiểu tử này thật sự là đáng ghét a à. thường ngày đi với hắn cũng không thèm nhớ tới hỏi số điện thoại của mình hôm nay đang đi cùng hồng linh thế nào tự nhiên lại hỏi phải biết rằng số điện thoại của nàng cũng chẳng mấy người biết nhất là nam sinh chả lẽ hắn cố ý làm vậy không nên để Hồng Linh biết mình đối với hắn không giống như với những kẻ khác. Xuất phát từ tiểu thư vốn rụt rè định cự tuyệt hắn, nhưng lại nhớ tới những lời lúc nãy, hình như hắn sắp nghỉ, nếu cự tuyệt chẳng phải là không thể gặp hắn nữa sao. Tả hiểu tình nhỏ giọng đọc số điện thoại, sau đó xoay người rời đi, căn bản không để ý tới vẻ kinh ngạc của Hồng Linh. Từ lúc tả hiểu tình đưa số điện thoại cho Trương Dương, trong lòng có chút mong chờ hắn liên lạc. Thế nhưng hắn lại mất tích luôn vài ngày từ tối đó, mãi cho đến tận chủ nhật mới nhận được tin nhắn, 6 giờ 30 tối nay, tại vị cư quán. Nhớ phải đến, nhắn tin kiểu này căn bản là không để người ta thương lượng. Tả hiểu tình trong lòng có chú bực mình, ngươi là cái gì của ta mà nói cái ta phải đi ngay sao? Hận không thể cầm điện thoại mà đáp vào mặt hắn. Tiểu tình, chuyện gì thế? Người hỏi là anh họ của nàng Điền Bân. Sự tình ở nhà ga lần trước của nàng vẫn bị truyền đến tai Điền Khánh Long, tuy rằng chưa tạo thành hậu quả gì, nhưng Điền Khánh Long hết sức tức giận, trực tiếp gọi điện cho cục trưởng cục công an huyện Thiệu Vệ Giang. Thiệu Vệ Giang sau khi nhận được điện của Điền Khánh Long mới biết chuyện, cũng biết Điền Khánh Long hết sức yêu thương cô cháu gái, nên hết sức xin lỗi, cùng cam kết sẽ xử lý những kẻ liên quan. Từ đó về sau, mỗi lần từ Giang Thành về Xuân Dương, Điền Khánh Long đều bảo Điền Bân đưa nàng về. Điền Bân tuy rằng cũng mới có 20 năm tuổi, nhưng cũng đã là sở trưởng sở công an Thiết Sát Sơn hắn với cha hắn tính cách cũng thập phần tương tự, đối nhân xử thế đều cực kỳ cường thế. Ngay cả cục trưởng phân cục ở đó cũng phải nể hắn vài phần, có tin đồn trong năm nay hắn sẽ thăng nhiệm làm cục phó khu vực. Hắn lần này không chỉ hộ tống tả hiểu tình về, mà còn một nhiệm vụ trọng yếu khác đó là gặp cục trưởng công an huyện Thiệu Vệ Giang. Điền bân trong nghiêng tuy rằng chẳng nói gì, nhưng trong lòng nghĩ ông già đúng là chuyện bé xé ra to, chỉ là chuyện vớ vẩn với mấy tên ăn hại còn con, có cái gì mà phải nóng thế chứ. Điền Bân tuy ở ngoài hô phong hoán vũ, nhưng trước mặt Điền Khánh Long thì lại hết sức ngoan ngoãn. Cho tới bây giờ, Điền Khánh Long phàm là xem hắn làm gì không vừa ý đều vẫn cho ăn trưởng hết, không đánh không nên người, giám đốc công an thành phố Giang Thành nghĩ thế. Nghe thấy anh họ hỏi, khuôn mặt tả hiểu tình nháy mắt có chút ửng đỏ. Nhà họ Điền đều là công an, điều tra chính là nghề của họ, thấy sắc mặt tả hiểu tình có chút thoáng xấu hổ, Điền Bân cảm nhân được ngay sự vi diệu trong đó, Bân Quơ hỏi, nói chuyện với người yêu hả? Anh, nói bậy bạ cái gì thế? Điền Bân cười, nhà họ Tả nam nhân không có thiếu, nhưng lại chỉ có một cô gái như Tả Hiểu Tình. Nhà họ Điền cũng vậy, cho nên Tả Hiểu Tình chẳng những là hòn ngọc quý của Tả lão gia, mà còn là công chúa bảo bối của lão điền. Trong mắt hắn, phụ thân yêu quý che chở cho nàng có khi còn hơn cả đối với hắn. Điền Bân chỉ hơn Tả Hiểu Tình 3 tuổi, nhưng kinh nghiệm xã hội so với cô em họ còn đang học này hơn rất nhiều hắn biết tả hiểu tình tương lai đã được gì sắp xếp tương tất cả rồi, biểu muội này của hắn nhất định giá nhập một nhà đại phú đại quý, trở thành danh môn phu nhân. Điền Vân đối với tả hiểu tình cũng biết tính nàng vốn ôn hòa, hướng nội, trước giờ vẫn là một tiểu cô nương ngoan ngoãn nghe lời, chuyện tình cảm cá nhân hẳn cũng sẽ không thoát ly khỏi quỹ đạo của cha mẹ. Điền Vân qua kính chiếu hậu khi nãy rõ ràng thấy được là tả hiểu tình có chút khẽ cáu, giờ lại có vẻ xấu hổ, là một tay lão làng trong tình trường, hắn có thể khẳng định cô em họ mình chắc là có mối tình đầu rồi. Phía trước đã là trạm thu phí huyện Xuân Dương, Điền Bân lạnh lùng nhìn tên nhân viên thu phí, tiểu tử này nhất thời cảm nhận được sát khí từ Điền Bân, nhanh chóng mở berry trên đường cho xe qua. Tả hiểu tình không nhịn được cười, anh à, người có thể đừng làm ra cái khuôn mặt hung thần ác sát đó được không? Bệnh nghề nghiệp, thành quen rồi, Điền Bân cười nói, rồi bỗng nhiên chuyển chủ đề, hứa ra dũng hè năm nay sẽ về đó vẻ tươi cười trên mặt tả hiểu tình lặng dần. Hứa ra dũng mà Điền Bân nhắc tới là bạn học trung học của hắn, cũng là được cha mẹ nàng chấm là con rể tương lai, trọng yếu là thân phận phận của hắn, con trai của bí thư thành ủy hứa thường đức. Hứa ra dũng trước mắt đang học tập ngành kinh tế tại Anh, tại Giang Thành cũng là một công tử có tiếng. Với học vấn cùng thân thế hứa ra dũng, từ lâu đã trở thành người trong mộng của vô số thiếu nữa, thế nhưng hứa ra dũng từ khi tình cờ gặp tả hiểu tình thì đã đem lòng yêu nàng lại nói bọn họ sở dĩ quen nhau là do Điền Bân giới thiệu. Trưởng bối hai nhà đều tỏ thái độ đồng ý, chỉ tiếc Tả Hiểu Tình thủy chung vẫn giữ thái độ bình thường, chưa bao giờ có thái độ đặc biệt gì với Hứa Gia Dũng. Điền Bân từ đáy lòng thì thực sự là rất muốn đẩy nhanh cuộc hôn nhân này, giả như có thể thành công thì mấy đại gia tộc bọn họ quan hệ sẽ lại càng chặt chẽ. Tả Hiểu Tình tuy rằng chưa bao giờ thể hiện thái độ gì, thế nhưng trong lòng nàng cũng hiểu thậm chí cũng biết hè năm kia gặp hứa Gia dũng cũng không phải ngẫu nhiên mà là do Điền Bân cùng mấy vị trưởng bối sắp xếp. Tả hiểu tình cũng không thể phủ nhận rằng hứa Gia dũng tại bất cứ phương diện nào cũng đều ưu tú, cũng đều là xuất chúng trong đám thanh niên, thế nhưng khi đối mặt với hắn lại luôn thấy có một khoảng cách khó hiểu. Điện thoại dùng một tiếng cắt đứt hồi trầm tư của tả hiểu tình, nàng cúi đầu nhìn điện thoại bắt đầu đếm ngược. 30p, nhất thời trước mắt tả hiểu tình hiện ra dáng vẻ bất cần của Trương Dương thì nở nụ cười trong lòng cảm thấy một chút ấm áp chút cảm giác không thoải mái vừa nãy đã bay biến tự lúc nào điền bân tay trái cầm lái tay phải đưa tới cho anh mượn điện thoại chút tả hiểu tình lắc đầu không anh cũng có điện thoại cơ mà điền bân làm vậy là dụng ý muốn thử nàng giả như tả hiểu tình không muốn cho hắn biết thì khẳng định là sẽ từ chối thử một chút trong lòng điền bân cũng đã có chút suy tính chưa đầy một phút sau điện thoại rung lên một hồi tả hiểu tình nhìn số điện thoại thì càng trở lên vui vẻ, sắc mặt hồng nhuận, chút vẻ ngượng ngùng vui sướng càng làm nàng thêm xinh đẹp, vẻ kiều diễm làm cho người khác phải kinh ngạc, say mê. Có thể vì sợ Điền Bân trông thấy biểu tình của mình, nên nàng hướng mặt ra phía ngoài xe, tay phải tắt chuông điện thoại, ổn định lại tâm tình nói, anh. Tới đường thanh niên, cầu Minh Châu đi, ta có hẹn bạn ở đó. Lời nói dối như vậy khó có thể qua được mắt Điền Bân, nhưng hắn vẫn gật đầu, dựa theo lời tả hiểu tình mà hướng xe chạy tới. Tả hiểu tình không dám trực tiếp đi tới vị cư quán, xuống xe tại đường Minh Châu, giả vờ đi bộ một chút, thấy Điền Bân không theo nữa, sau đó mới yên tâm đi sang bờ bên kia sông Xuân Thủy, hướng ra đường Duyên Khánh mà đi. Điền Bân lẫn trong đám người xa xa nhìn theo bóng dáng tả hiểu tình mà buồn cười. Nhà đầu này lại muốn qua mặt một sĩ quan cảnh sát tốt nghiệp đại học đường hoàng như mình đúng là không tự lượng sức. Nhưng biểu hiện bất thường của Tả Hiểu Tình hôm nay làm hắn có chút sầu lo. Trong lòng hắn vốn luôn nghĩ biểu muội này chính là một lợi thế chính trị quan trọng, cho nên không thể để xảy ra chuyện gì sai sót. Trương Dương móc chiếc điện thoại mới ra nhìn thời gian, đã là 6 giờ 40 rồi mà Tả Hiểu Tình vẫn chưa có xuất hiện. Ngày mai rời khỏi viện Xuân Dương rồi, ngẫm lại bằng hữu bên cạnh, hắn cảm thấy chỉ cần cáo biệt Tả Hiểu Tình không chỉ bởi hắn đối với nàng có nhiều hào cảm mà cũng bởi hắn ý thức được tả hiểu tình đối với hắn cũng không lạnh lùng như với người khác. Trương Dương đứng dậy, đang chuẩn bị rời đi thì thấy bóng dáng xinh đẹp của tả hiểu tình xuất hiện, nàng mặc một chiếc áo khoác đen, chỗ lưng áo là một chiếc thắt lưng bản rộng hơi ôm lấy, càng làm cho eo nhỏ thêm tinh tế, đi một đôi bút đen làm cho đôi chân trông càng thêm thon dài. Khuôn mặt xinh đẹp lấp nó sau cái cổ áo lông tựa như đóa hoa bách hợp trong gió lạnh, làm cho người khác không khỏi sinh ra cảm giác yêu thương trước khi trương dương thấy tả hiểu tình đi tới thì tả hiểu tình đã thấy hắn đứng ở trước cửa vị cư quán tiểu tử này vẫn là mặc âu phục lần trước áo sơ mi đen bên trong lần này có thêm một chiếc ca vát trắng phối hợp lại cùng nhau trông có chút vẻ hơi lạ tóc cũng dựng đứng hẳn là chút không ít mút tuy rằng trông khá là năng động khỏe khoắn nhưng không khỏi làm người ta liên tưởng đến con nhím tả hiểu tình thật không nhịn được cười trên thực tế đúng là thời gian đi cùng Trương Dương là thời gian rất vui vẻ. Tả hiểu tình, Trương Dương cố sức vẫy vẫy tay cứ như sợ người khác không trông thấy hắn. Người xung quanh đầu tiên là nhìn Trương Dương, sau đó hướng tới nhìn phía tả hiểu tình làm cho khuôn mặt của nàng đỏ lên. Tên gia hỏa này trước giờ đúng là toàn như thế, chả lẽ hắn không be bé cái miệng được sao? Điều chỉnh vẻ mặt một chút, rồi sau đó nàng bước về phía Trương Dương. Trương Dương rút điện thoại ra nhìn rồi nói, đại tiểu thư, người trầm 20 phút a. Cái động tác này giống đúng như là đang khoe của, đầu những năm 90 này người có điện thoại không nhiều, hơn nữa chả có việc gì mà cũng móc ra, hình như là sợ người khác không biết hắn có điện thoại. Tả hiểu tình không nói gì, cũng không nhìn Trương Dương mà bước luôn vào quán. Trương Dương thấy vậy ít nhiều cũng có chút xấu hổ, cười trừ mà bước theo nàng đi vào, hắn đã đặt trước một bàn cạnh cửa sổ, hắn tiếp nhận chiếc áo khoác ngoài của nàng rồi kéo ghế lui lại mời nàng ngồi. tả hiểu tình vô cùng kinh ngạc nhìn hắn. đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn lịch sự như vậy a. À. trương dương cười mời nàng ngồi xuống. tả hiểu tình bên trong mặc một chiếc áo nhung hồng, càng có vẻ thanh xuân động lòng người. chiếc áo bó càng tôn thêm đường cong mỹ miều trên ngực. ngực thiếu nữ thường thiếu chút đấy đà, nhưng vẻ đàn hồi tràn đầy sức sống lại hấp dẫn ánh mặt người ta hơn. Tả hiểu tình lập tức phát hiện ánh mắt Trương Dương đang dừng ở nơi nào, khuôn mặt càng nóng lên, người theo bản năng lùi về sau một chút tựa lưng vào ghế, người tìm ta làm gì. Ánh mắt hắn còn lưu luyến chưa muốn rời đi nhưng thấy tả hiểu tình nhìn chằm chằm nên hắn đành quay đi, cười nói, mọi người quen biết được một thời gian, lần này là nói lời cáo biệt. Cáo biệt, ngươi đi đâu? Trương Dương tiếp nhận menu từ tay người phục vụ, lịch sư đưa tới trước mặt tả hiểu tình, muốn ăn gì cứ gọi, hôm nay ta mời. Tả Hiểu Tình nói, "Lễ hạ vu nhân, tất có sở cầu. Trước tiên nói xem vì sao ngươi mời ta ăn?" Nàng trong quá khứ chính là muốn nhờ hắn làm lá chắn nên mời hắn dùng cơm. Hôm nay hắn lại mời cơm nàng, không biết là có mục đích gì. Tả Hiểu Tình trong lòng thầm đề phòng. Trương Dương thở dài, "Đúng là không có chút nhân tính nào a. À. Một chuyện nhỏ hết sức đơn giản qua miệng ngươi nói lại trở lên tầm thường như vỡ ủy. Ngươi mới chỉ là một tiểu nha đầu 20 tuổi a." À đừng có việc gì cũng đem người ta ra để phòng suy xét. Ta với có cần tính toán như con buôn thế không? Chẳng lẽ cứ phải có việc nhờ và mới mời ăn được sao? Tả hiểu tình bị hắn thuyết giáo cho tức đến chút nữa thổ huyết, đúng từ lúc chào đời đến giờ mới có kẻ nói nàng như vậy. Nâng chén trà lên nhấp một ngụm, đôi mắt lộ hung quang gắt gao nhìn Trương Dương, người mới là đồ con buôn. Trương Dương thở dài, vẻ mặt trở lên sâu xa, ta rất cô độc, một người nếu vui vẻ mà không thể chia sẻ với ai, thật sự là bi ai tả hiểu tình cố nín cười cảm giác được trương dương mời mình ăn là muốn chia sẻ niềm vui của hắn nhưng nghĩ lại thì hắn với ta quan hệ gì thế nào lại gọi mình tới chia sẻ nàng đang muốn phản bác thì trương dương đưa cho nàng một ly nước chanh sau đó rót cho mình một chén rượu rồi nói ngàn vạn lần không cần phải suy nghĩ nhiều ta đối với ngươi không có ý gì chỉ là tất cả trước giờ ta coi là bằng hữu chỉ có ngươi tả hiểu tình nhìn trương dương Tiểu tử này thế nào lại coi trọng mình thế chứ? Nhưng nàng cũng không vội nâng cốc, vẫn duy trì bộ dáng cười nhàn nhạt hỏi: người vẫn chưa nói cho ta biết, rốt cuộc người có chuyện gì mà vui vẻ thế? Trương Dương một hơi uống hết chén rượu, đắc ý nói: ta đi làm quan. Tả Hiểu Tình ngẩn người, sau đó không nhịn được cười: cán sự trường hay lớp cũng vẫn là học sinh thôi. Trương Dương lắc đầu, chậm rãi rót đầy chén rượu biểu tình trịnh trọng, ngày mai ta bắt đầu là cán bộ chủ nhiệm sinh kế xã Hắc Giả Sơn. Tả Hiểu Tình đang uống được một ngụm nước chanh thì, phốc. Phun ra, bắn cả tới mặt của Trương Dương, ho khan kịch liệt, thằng nhãi này đúng là thực sự không còn gì để mà nói, một câu mà suýt làm cho người ta sặc chết. Trương Dương chậm rãi cầm giấy ăn lau chút nước trên mặt mình. Đầu lưỡi nhấp nhấp bên môi, tưởng tượng tới chiếc miệng xinh đẹp của Tả Hiểu Tình, trong lòng bất giác nóng lên, tiếc là chỉ là gián tiếp nếu có thể trực tiếp thưởng thức thì thực sự là tuyệt vời a. À. Tả hiểu tình đương nhiên không biết mấy ý đồ dâm đáng xấu xa trong đầu hắn, thấy bộ dạng nhếch nhác của hắn thì có chút áy náy, cắn cắn môi đào, xin lỗi. Dù sao thì hành động vừa rồi cũng không hợp với hình tượng thục nữ thường ngày của nàng cho lắm. Trương Dương rộng lượng lắc đầu, không sao, dù sao trong miệng cũng không có gì bẩn. Những lời này tràn ngập ý khiêu khích, quá đáng là Trương Dương lại còn cố tình liếm liếm mấy giọt nước ở sát môi, tả hiểu tình xấu hổ chín cả mặt, tên này đúng là cực kỳ vô liêm sỉ. Tả hiểu tình ổn định lại dáng vẻ, bộ dạng như một học tỷ hỏi, vậy nghiêm túc đi, đừng có nói giỡn, người mời ta đi ăn vì cái gì. Trương Dương nghiêm túc nói, thực sự, người nghĩ ta nói phép sao, hắn rút giấy ủy nhiệm từ trong áo đưa ra. Tả hiểu tình thấy giấy ủy nhiệm được chính huyện ủy bí thư đóng dấu kia mới tin tưởng lời Trương Dương. Sự tình phát sinh hết sức đột ngột khiến người khác không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà tất cả lại hết sức rõ ràng, một người còn chưa tốt nghiệp vệ giáo cư nhiên lại nhận mệnh làm cán bộ chủ nhiệm sinh kế một xã. Tả Hiểu Tình rất nhanh nhớ tới Lý Trường Vũ, không thể tưởng tượng đúng là Lý bí thư này chẳng có gì không dám làm, trả trách biểu hiện của Trương Dương tại bệnh viện lại qua loa như thế, người ta có chỗ dựa có khác. Tuy rằng thấu hiểu mọi chuyện, nhưng trong lòng Tả Hiểu Tình lại vẫn cảm thấy chuyện này có chút ngoài ý muốn. Trương Dương đắc ý cất giấy ủy nhiệm đi, sáng mai ta sẽ tới xã hắc giả sơn nhậm chức sau này cơ hội gặp lại sợ rằng không còn nhiều tả hiểu tình nhìn hắn một cái biểu tình của tiểu tử này lúc này thật hết sức khoa trương đâu có thấy một chút lưu luyến tạm biệt nào nàng lạnh nhạt nói chúc mừng được thăng chức trương dương tủm tỉm cười một cái chức cán bộ chủ nhiệm sinh kế xã nhỏ nhoi có đáng gì đâu chính thị là hắn đang cố khoe khoang nhìn bộ dạng đắc ý của hắn tả hiểu tình nhịn không được nói một câu quyền chủ nhiệm trương dương vẫn mỉm cười quyền chủ nhiệm cũng vẫn là chủ nhiệm ta dự định cố gắng mau chóng vào đảng trước hết sẽ làm một cái chức danh phó phòng ban nào đó sau đó ba năm cố gắng leo tới chủ tịch huyện gì đó tả hiểu tình nghe lời hắn nói thực sự là khóc không ra nước mặt trời ạ à, tên tiểu tử này rút cuộc là ai hắn cho rằng làm quan cũng giống đi học lên chức cũng đều đều như lên lớp chắc tạm thời không nói đến cái chức chủ nhiệm sinh kế xã này nhưng cho dù là trung ương có chỗ dựa thì vẫn phải có năng lực nhưng tả hiểu tình rất nhanh ý thức được không thể tin được cái tên này từng câu từng chữ rõ ràng là bốc phét tả hiểu tình nhẹ nhàng nâng chén trà từ nay về sau gặp ngươi phải gọi là trương chủ nhiệm rồi không dám không dám cứ gọi trương dương đi hai ta là ai chứ tả hiểu tình mày liễu dựng đứng người khác nghe thấy không biết lại tưởng mình và hắn có quan hệ xem ra cần phải nói rõ ràng một chú chúng ta chỉ là bạn bè bình thường ha ha bất quá ta coi ngươi là hảo bằng hiếu, với người khác có chút khó nói, với ngươi thì cứ thoải mái. Hiểu tình à, sau này có gì cần giúp đỡ cứ gọi ta. Trương Dương bất chi giác toát ra một chút khí thế bình thản của kẻ làm quan, đây chính là hắn bỏ ra không ít công phu nghiền ngẫm luyện tập. Tả hiểu tình trong lòng có chút bực mình, cái tên này chưa bắt đầu làm quan đã đắc chí, có đúng là người làm một cái chức chủ nhiệm sinh kế không? Ta thấy giống như làm đại quan hơn, đúng là chưa bao giờ gặp loại người như hắn ngẫm lại cái tên trương dương đúng là thật hợp với tính cách của hắn tả hiểu tình thẳng thắn nói trương dương nếu ngươi coi ta là hảo bằng hữu thì ta cũng có vài lời muốn nói trương dương liên tục gật đầu làm lãnh đạo tối quan trọng là phải lắng nghe ý kiến quần chúng ngươi cứ nói đi tả hiểu tình đúng là không hiểu nổi tiểu tử này là cố ý giả bộ hay là sướng quá hóa hâm trước mặt mình mà hắn cũng làm ra cái vẻ lãnh đạo thật nàng nâng chén trà lên nhấp một ngụm nói, ta tuy không phải là lãnh đạo, nhưng đối với người ta cảm thấy căn bản là khả năng leo lên lãnh đạo rất thấp. Ta rất là chú ý, đấy người xem, chuyện ta tới đảm nhận chủ nhiệm sinh kế xã ta chưa từng nói cho ai, ta thực sự rất chú ý. Trương Dương vẻ mặt chăm chú, nhưng lời nó lại tồn tại chút tâm tư đùa cợt, nhìn mỹ nữ giận tái cả mặt là một loại hưởng thụ hiếm có được, hắn lặng im nhìn tả hiểu tình mà sinh lòng lang dạ sói tả hiểu tình giơ bàn tay nhỏ bé trắng như bạch ngọc, trơn chu nhẵn mịn lên, móng tay được cắt mài tỉ mỉ như những cánh hoa hồng. Vừa đếm ngón tay vừa nói, nhân viên, phó phòng, trưởng phòng, phó ban, trưởng ban, nới tới đây tả hiểu tình cũng không cần nói thêm phía sau nữa, dù là phó phòng với hắn mà nói cũng là nói nhảm. Nàng chẳng nề nang gì mà nói thẳng với hắn, cho dù là nhân viên trong biên chế, tất cả mọi sự đều thuận lợi mà nói thì ba năm thăng một cấp, 30 tuổi lên được trưởng phòng cũng đã chẳng dễ dàng gì, chứ đừng nói là giấc mộng 3 năm lên làm chủ tịch huyện. Người tỉnh lại đi. Trương Dương chính là cái dạng lợn chết không sợ nước sôi, sự tải nhân vi. Mọi sự tại người A, à. chỉ cần ta có thành tích, mọi sự đều có thể. Tả hiểu tình thiếu chút nữa té xỉu, mặt dày gặp không ít, nhưng mà đến mức này thì trước giờ chỉ có mình Trương Dương hắn. Người biết cán bộ sinh kế làm gì chưa? trương dương uống một hớp rượu không phải là kế hoạch hóa gia đình sao ai dám phá kế hoạch ta liền xử lý a à? thanh âm của hắn hơi lớn một chút khiến cho nhiều ánh mắt chú ý nhìn lại có kinh ngạc có bực mình cũng có hoảng sợ có đôi vợ chồng mang theo ba đứa nhỏ thấy trương dương nói như vậy cuống quyết tính tiền chạy mất tả hiểu tình xấu hỏ đỏ cả mặt mắng người có cái tật to mồm không sửa được à hét lên thế để làm gì sợ người khác không biết mình là cán bộ sinh kế à Cán bộ chủ nhiệm sinh kế xã Hắc Giả Sơn, Trương Dương Tủm tìm cười chỉnh lại cho đúng, sau đó hạ giọng nói một câu khiến cho tả hiểu tình nổi giận, cái khác ta không dám cam đoan, nhưng chắc chắn là từ sau, muốn sinh hài tử tất phải tìm ta. Tả hiểu tình hung hăng đạp lên chân hắn, trừng phạt hắn là đúng tội. Tiểu nhi tử hạ trọng cước, trên mặt lại tươi cười mê người, đau không? Trương Dương sắc mặt không đổi, không đau, dẫm trên người ta, đau trong lòng ngươi. Tả hiểu tình nghe thấy lời này của hắn lại càng hung hắn dẫm mạnh nữa. Trương Dương nghiêng người tới trước, một đôi chân dài cư nhiên vươn tới kẹp đôi chân nhỏ của tả hiểu tình vào trong. Trương Dương đột nhiên làm vậy khiến cho tả hiểu tình tim đập mặt đỏ, nàng muốn dãy ra lại bị hắn kẹp chặt lại. Ánh mắt hai người chạm nhau, nàng cảm thấy ánh mắt hắn trở lên nóng rực thì vội vàng né tránh, tay cầm chiếc đúa gõ nhẹ vào đầu hắn, lui ra, nếu không muốn làm ta cáu thực sự a. À. Trương Dương lúc này mới thôi, hài lòng nâng chén rượu lên, chén này chúc cho ta đi. chương 12, anh không muốn dùng bạo lực. Xã Hắc Sơn Tử nằm ở phía đông bắc huyện Xuân Dương, là khu vực giáp danh giữa hai tỉnh Bắc Nguyên và Hòa Bình Hải, lưng dựa vào núi Thanh Thai, độ cao trung bình so với mặt nước biển là 1.800 mét. Vì là vùng giáp danh giữa hai tỉnh, hơn thế nữa xã Hắc Sơn Tử lại nằm giữa con đường thông thương giữa hai tỉnh đó, thế nên trước kia nơi đây cũng được coi là địa lợi, Vậy mà từ khi có đường hầm thông suốt qua núi Thanh Thai thì nơi đây lại dần dần trở nên vắng vẻ, hơn nữa đường đi lên núi lại hiểm trở, kể từ đó người ở hai tỉnh Bắc Nguyên và Hòa Bình Hải cũng chẳng ai muốn đi qua nơi này nữa, mà trực tiếp thông qua đường hầm thông thương qua lại, bởi vậy nền kinh tế xã Hắc Sơn Tử cũng bị ảnh hưởng to lớn, càng ngày càng tụt lùi, người rời bỏ quê hương đi nơi khác làm ăn ngày càng nhiều. Trương Dương lúc 9 rưỡi bắt đầu lên xe xuất phát rời khỏi huyện Xuân Dương, ngồi trên cái xe đỏ rách nát tung tóe này chưa ra đến khỏi địa phận huyện Xuân Dương đã gặp trục trặc rồi, sửa xe mất hơn 1 giờ đồng hồ, một lần nữa xuất phát thì cũng đã là gần 11 giờ sáng rồi. Từ huyện Xuân Dương đến xã Hắc Sơn Tử Đại Khái khoảng 50 km, đường xá tuy không xa thế nhưng đại bộ phận đều là sơn đạo gập gành khó đi, hơn thế nữa vì có đường hầm qua núi Thanh Thai nên đường này nhiều năm không có gì đi cũng không có được tu sửa nâng cấp lại. Nên lái xe cũng cẩn thận không có đi quá nhanh, chỉ dám đi cỡ khoảng hơn kém 10 km trên giờ mà thôi lúc 12 rưỡi thì xe lại dừng ở một quán trọ bên đường để hành khách nghỉ ngơi ăn uống. Trương Dương cũng muốn đi nghe điện thoại một chút, thế nhưng rất nhanh cái chuyện buồn bực thứ hai lại đến. Ở đây không có sóng, trông cái đồ chơi nho nhỏ này thế thôi, chứ cũng đã ngốn của hắn 2.800 tệ rồi đó, cũng phải vất vả lắm mới đem lên được xã Hắc Sơn Tử này, thế nhưng lại không có sóng, vậy chẳng khác nào nó thành đồ trưng bày rồi sao? trương dương cố sức quơ đi quơ lại thế nhưng nó vẫn cứ chẳng có chút tín hiệu nào hắn không khỏi có chút căm tức bỗng dưng bên tai truyền tới một âm thanh khàn khàn ta hỏi anh bạn chút đó có phải là điện thoại di động không trương dương ngẩng đầu phát hiện người đứng bên cạnh mình là một đại hán trung niên cao to đang chăm chú nhìn cái đồ chơi trong tay mình ánh mắt đầy hâm mộ cùng ước ao trương dương cười cười nhẹ gật đầu đại hán trung niên có lòng tốt nhắc nhở trương dương chắc là không gọi được đâu ở núi này thì không có tín hiệu, điện thoại của ngươi chắc chỉ dùng được chức năng xem giờ mà thôi. Thật tình đúng là như vậy, Trương Dương thầm kêu khổ, cũng chỉ còn cách cất điện thoại đi, đại hán trung niên hỏi tiếp có đi xe không? Trương Dương chỉ chỉ vào cái xe cà tàng đang nằm bên vệ đường, sửa xong rồi à? Đại hán trung niên lắc đầu, xe kia hỏng rồi, tài xế vẫn còn đang sửa, xem ra còn lâu lắm mới sửa xong được, tiểu huynh đệ, người xe mây đen đang kéo đến rồi kìa, nên mau rời khỏi đây thôi, buổi tối đi đường núi không an toàn đâu. Hắn chỉ một chiếc mô tô hạnh phúc 250, 5 đồng. Liền đưa ngươi tới tận cửa. Trương Dương cười cười đứng dậy, cũng được, chờ ta suy nghĩ một chút đã. Chờ ngươi nghĩ thì đến bao giờ? Trương Dương cũng không có tin tưởng lời gã trung niên này lắm, đứng chờ cả nửa giờ đồng hồ, mãi sau gã tài xế xe đỏ kia mới giơ cái tay đầy dầu mỡ của hắn lên hô to, thực là xin lỗi các vị, xe hỏng nặng không sửa được xin trả lại nửa tiền cho mọi người. Không ít hành khách vẫn nộ gào ầm lên, thế nhưng gã tài xế xe đỏ vẫn không có để ý tới. Người bán vé cười cười nói, ai vui lòng chờ thì cứ tiếp tục chờ, không muốn chờ nữa liền trả lại tiền nửa giá vé. Phải biết rằng từ huyện Xuân Dương đến xã Hắc Sơn tử giá vé xe đi cũng chỉ có 3 đồng, tài xế đáp ứng trả lại nửa tiền vé tức là một đồng rưỡi. Rất nhiều hành khách cũng không muốn chờ thêm nữa, tuy rằng tính ra là lỗ, thế nhưng vẫn chấp nhận nhận nửa tiền vé, rồi đi tìm mấy chiếc mô tô dường như đã chờ sẵn ở gần đó từ trước, cỡ khoảng hơn chục chiếc mô tô đã dựng sẵn ở trước cửa quán trọ. Trương Dương rất nhanh nhìn ra được vấn đề trong đó, chắc chắn 8 phần 10 là đám xe đỏ sẽ gặp sự cố ở đây, sau đó đám xe mô tô này sẽ sống bằng số khách xe đỏ nhả ra, dám khẳng định là tài xế với đám mô tô này thông đồng cấu kết với nhau làm việc xấu, lấy phương thức này làm kiếm ăn, thu hoạch lợi ích phi pháp. Gã đại hán trung niên vừa nãy bắt chuyện với Trương Dương lại đi đến, Phía sau đã có hai gã nữa đi cùng, bọn họ chắc là người bản địa xã Hắc Sơn Tử làm cò mồi, này, năm đồng hai người, có đi không? Trương Dương nhìn một chút sắc trời, nếu như không đi thì thực sự là trời sẽ tối đen mất, hắn lớn giọng nói, ta cho ngươi 10 đồng, đi được chưa? Ngẫm lại không phải là mình bị coi thường sao? Vừa rồi năm đồng không đi, giờ ta liền cho ngươi 10 đồng. Gã Trung niên nghe thế đương nhiên buông tha hai gã cò mồi kia cười cười đi hướng tới chỗ Trương Dương đi tới thế nhưng hai gã cò mồi lại chừng mắt với Trương Dương, ta nói tiểu tử ngươi, ngươi nói lại nhảy cái gì đó, bọn ta đã thỏa thuận xong hết rồi. Trương Dương chỉ khinh khỉnh cười nhạt, mẹ nó chứ cái bọn điêu dân này sợ rằng vẫn còn chưa có nhận ra được là ta tới cái xã này nhận chức trưởng ban kế hoạch hóa gia đình, chỉ hư lạnh một tiếng cũng được thôi, 50, có đi không? Vừa dứt lời, một đám xe ôm chừng sáu gã bỏ mặc đám khách đang ngơ ngác đứng nhìn chạy hết lại chỗ Trương Dương, có cả gã tài xế xe đỏ cũng chạy tới nóng nảy chửi gã xe ôm đang ra giá kỳ kèo với Trương Dương, lần này là ta đến trước, con mẹ nó thằng nào dám tranh cướp với ông. Là người phá hỏng xe mình, người ta cũng chẳng thèm để ý đến người làm gì. Mẹ nó, người nói ai? Vài tên xe ôm cũng hùa theo chửi nhau òm tỏi. Trương Dương thấy tên tài xế xe đỏ cũng chẳng thèm sửa xe nữa, chạy tới đây giành khách giờ lại là người chửi bới nhiều nhất, con người ta hễ thấy tiền là sáng mắt, nhìn mấy gã xe ôm đang tranh nhau tới đỏ mặt tía tai, hắn lại cảm thấy thích thú. Thế nhưng cho tới bây giờ hắn vẫn chưa có chỉ định một gã xe ôm nào cả, cứ nhìn cái đám háu đấp tranh giành với nhau, chỉ hờ hững móc điện thoại di động ra nhìn một chút, đáng tiếc, ta còn muốn chờ người, tạm thời không muốn đi. Các người cứ đón mấy người khác đi trước đi, 9 giờ tối nay ai tới trước thì ta sẽ ngồi xe của hắn. Lời vừa dứt, mấy gã xe ôm cũng lờ mờ cảm thấy như mình bị tiểu tử này đùa bỡn nãy giờ, cả đám cũng lục đục rời đi, có mấy gã miệng vẫn còn lẩm bẩm chửi thầm Trương Dương, nháy mắt hơn 10 chiếc xe máy đã đi hết sạch sẽ. Trương Dương đi đến gã tài xế xe đò đằng xa, hắn thấy trong mắt Trương Dương lộ hung quang thầm có chút khiếp sợ, giọng run run hỏi, người muốn làm gì? Trương Dương chậm rãi lấy ví ra, từ giữa lấy ra hai tờ xanh graphic cho người 200, nội trong 5 phút phải sửa xong xe, đưa ta đến trước cửa ủy ban xã. Tài xế do dự một chút, thế nhưng ánh mắt rơi vào hai tờ tiền màu xanh trong tay Trương Dương, đôi mắt sáng ngời, như bản năng vươn tay ra định cầm lấy, thế như Trương Dương đã cất trở lại, đến nơi trước, trả tiền sau. Tiền tài thực là có sức mạnh vô hạn, chưa đầy 3 phút sau động cơ ô tô một lần nữa đã khởi động, những hành khách khác đã rời đi từ sớm, chỉ còn lại Trương Dương với một ông lão cùng đứa cháu gái nhỏ. Trương Dương lên xe, hai ông cháu kia cũng lên theo, tài xế thấy Trương Dương không có phản đối gì cũng không có muốn nói nhiều nữa, dù sao trong xe bây giờ chỗ ngồi cũng còn nhiều, có thêm hai người nữa thì cũng chẳng chiếm được bao nhiêu diện tích, hắn cũng chẳng thèm để ý nữa, cho xe một mực chạy thẳng. Tốc độ xe rõ ràng nhanh hơn rất nhiều, Trương Dương nhìn cũng đã phát chán cảnh vật xung quanh đường rồi, kể cả mấy cái vực sâu không thấy đáy kia nữa. Thầm nghĩ, từ huyện Xuân Dương đến xã Hắc Sơn Tử này cũng phải mất hơn 50 km, nếu như mỗi lần cũng đều gặp phải tình huống bán khách như vừa rồi thì phải phải thực sự rất phiền phức hay sao? mà trước khi tới đây nhận chức, Trương Dương cũng đã đem chiếc xe địa hình có bộ chuyển đổi tốc độ đưa cho tả hiểu tình dùng. Ban đầu hắn cũng vốn có ý định đem cho cô em gái tiểu tính kia, thế nhưng nghĩ kỹ lại nếu làm thế chẳng phải lại làm cho cái triệu gia kia nổi thêm một hồi sóng gió nữa hay sao? Cũng chỉ bảo cô em gái tiểu tính, nhắn lại với mẫu thân từ lập hoa là hắn đã thôi học và rời khỏi huyện Xuân Dương rồi. Hắn cũng không muốn che giấu hay nói dối mẫu thân xa lạ này, mặc dù hắn cũng có chút tình cảm, thế nhưng đó cũng chỉ là xuất phát từ lòng thương hại, cũng là xuất phát từ một loại đạo nghĩa, chính mình đã chiếm thân xác con người ta, dù sao cũng phải thay người ta mà tận hiếu mới phải đạo làm người chứ. Trương Dương cũng theo sự rung lắc của ô tô mà miên man suy nghĩ, cũng không có biết là vì 50 đồng mà cái đám xe ôm kia có nửa đêm đến đó chờ mình không nữa, cái bọn điêu dân không có mắt đó, bị ta trêu đùa một chút cũng là xứng đáng. Ô tô rốt cuộc cũng tới được của Ủy ban xã Hắc Sơn Tử, trên núi gió lớn, ngã tư đường ủy ban xã mà bụi bặm ghê hồn, ông lão cùng cô cháu gái chậm rãi đi xuống xe, Trương Dương ngáp dài một cái lúc này mới lục đục xuống. Trương Dương vừa bước xuống đã thấy gã tài xế đón đợi từ trước, này, tiểu huynh đệ, trả thù lao đi. Trương Dương nở nụ cười tà ác nhìn hắn, sau đó lấy ra đúng một đồng năm lúc nãy bị trả lại ném trên mặt đất. Tài xế trừng mắt hỏi Trương Dương, tiểu huynh đệ, người đùa ta phải không? Trương Dương lại nở nụ cười ngây thơ, hồn nhiên trả lời, cháu trai, là ta trêu đùa người đó. Người có biết hay không đây là chỗ nào? Gã tài xế lúc này vẫn còn không có tức giận gì, chỉ âm trầm hỏi lại. Trương Dương nhìn xung quanh một chút, cô gái bán vé giờ đang tiến đến bên này, đi cùng nàng ta có bốn gã đại hán hùng hùng hổ hổ nhìn hắn. Nghĩ không ra một gã tài xế xe đò nho nhỏ tại cái địa phương hẻo lánh này mà cũng có được thế lực như vậy, không biết vì sao, Trương Dương bỗng nhiên lại nhớ tới Lưu Hải Đào, hắn tuy chỉ là tài xế của bí thư huyện ủy thế nhưng cũng uy phong lẫm lẫm. Cũng tương tự thế, xe ra cái gã tài xế xe đỏ này cũng có quyền lực không nhỏ rồi, thử xem ngươi có thể xuất ra được cái năng lực cỡ nào. Trương Dương thực cũng không muốn động thủ đánh người làm gì, đánh người vốn là việc nặng nhọc, mà hiện tại hắn cũng sắp vào quan trường, muốn sử dụng bạo lực thì cũng phải cẩn thận cân nhắc suy xét, quan trường vốn là nơi dành cho những người có trí tuệ, động một chút là đánh người thực không có trình độ tẹo nào. Bốn gã đại hán to lớn ăn mặc đồng bộ là áo bông quần bông đen, trong tay hoặc cầm gậy gỗ hoặc cầm giáo, hung thần ác sát đứng vây quanh Trương Dương, mắt lăm le nhìn hắn. Tài xế xe bass lạnh lùng nhìn Trương Dương, trong mặt tràn ngập vẻ ngạo mạn, bởi vì hắn cho rằng mình giờ đây đã hoàn toàn nắm được quyền chủ động, hắn cũng không có muốn đánh người, dù sao tại trước cửa ủy ban xã mà đánh người thì cũng không hay ho cho lắm, cũng không muốn dây dưa với Trương Dương làm gì cho mệt, chỉ hạ tối hậu thư cho Trương Dương, trả thù lao. Trương Dương đang cố nén cảm giác kích thích muốn đem đám điêu dân này nện cho một trận, chỉ lắc đầu là công ty vận chuyển hành khách. Mấy ngày trước hàn Truyện bảo bị ta đánh cho một trận, người đã nghe qua chưa? Có muốn hay không để ta gọi một cú điện thoại cho hàn duy chính? Tài xế xe bát hiền nhiên cực kỳ sừng sốt, hắn thế nào lại không biết chuyện hàn Truyện bảo bị người ta đánh cho lê lết ở tại đại bản doanh của mình. Hắn cũng được biết người đánh hàn Truyện bảo tên là Trương Dương, là một thực tập sinh vệ giáo, thế nhưng tiểu tử này với cái sự kiện đó thì có quan hệ gì được nhỉ? Trương Dương nheo mắt lại, nhìn mây bay trên trời, chẳng thèm để đám người xung quanh vào trong mắt, vẻ mặt có phần khinh thường, lại có phần cao ngạo ta là Trương Dương. Nội tâm gã tài xế trầm xuống, ánh mắt cũng phức tạp nhìn Trương Dương, hắn không thể nào kết luận được gã thanh niên trẻ tuổi trước mặt này đến tột cùng có phải là cái gã Trương Dương kia hay không, hắn không dám đánh cược, lại càng không có cam đảm mà liều mạng. Nếu như người hiện tại còn không đi, thì tự gánh lấy hậu quả. Trương Dương đã nhìn thấu nội tâm hắn, tranh lệch, đây thực sự là tranh lệch quá lớn, đối phương đến cả việc đơn giản nhất là che giấu nội tâm cũng đều không biết, đây là trình độ, là đẳng cấp, thực sự là bất đồng đẳng cấp, gã tài xế này đến cả tư cách làm đối thủ của hắn cũng không có. Gã tài xế xe bus cũng không có nói lời nào cả, cố sức phất phất tay, xoay người hướng ô tô đi đến bốn gã đại hán to con cũng không ngờ được kết quả cuối cùng lại chỉ như thế này, cả bọn vẫn ngơ ngác đứng chân ngốc tại chỗ. Ánh mắt lãnh khốc của Trương Dương quét qua từng người trong đám bọn họ, lạnh lùng nói một câu ta đã nhớ kỹ mặt các ngươi. Cũng chẳng thèm liếc nhìn lại, trực tiếp đi đến của ủy ban xã. Gió vẫn thổi ào ào, bụi vẫn bay ngập trời, trong gió núi truyền đến âm thanh của một tiểu cô nương, ông nội, bỏ họ là người tốt hay người xấu. Một âm thanh già nua vang lên, thế giới này không có người tốt tuyệt đối, cũng chẳng có kẻ ác cùng cực, người còn nhỏ, chờ người sau này lớn lên sẽ tự hiểu. Trương Dương cũng không có lấy cái tiêu chuẩn tốt xấu đó để cân nhắc chính mình cả, hắn cũng chẳng cần quan tâm đến quá khứ, mà tương lai phía trước hắn cũng không muốn người khác nói gì mình, có câu thế nào ấy nhỉ. Nhâm ngã sinh tiền vinh hoa phú quý, na quản tử hậu hồng thủy thao thiên. Đối với một người đã từng chết một lần như Trương Thần Y mà nói, thì được sống thêm một ngày là lời một ngày, sống thêm một đời là lời to rồi. Đời người sống phải biết hưởng thụ, lão tử lần này muốn sống thật thống khoái. Trương Dương ngẩng đầu ưỡn ngược đi vào cửa chính ủy ban xã, rất nhanh khiến cho nhiều người chú ý đến hắn. Thật đúng là đời sống của xã Hắc Sơn Tử so với huyện Xuân Dương cách nhau một trời một vực, ngay đến cả cái ủy ban xã này trông cũng thập phần tồi tàn, cổng chính ủy ban xã bằng sắt cũng đã dì xét loang lổ, hai cái cột trụ xi măng màu vàng thì lớp sơn cũng đã như muốn bong ta từng mảng lớn. Nếu như không phải trên cái trụ bên trái có treo tấm biển đề, ủy ban xã Hắc Sơn Tử, thì thực sự Trương Dương cũng chẳng dám nghĩ tới đây là nơi mình sẽ làm việc, thế này thì còn nói gì tới uy nghiêm nữa. Bảo vệ cửa là một ông già mạp mạp, ướn cái bụng vệ ra ngăn cản Trương Dương, đến có việc gì. Sắp tan tầm rồi, có việc gì thì mai trở lại. Trương Dương móc điện thoại ra nhìn giờ một chút, hiện tại mới là 2 giờ trưa, theo như lý thuyết hắn học gần đây thì 2 giờ chiều mới là giờ đi làm, Thế nào mà đã là giờ tan tầm rồi. Mới đến nơi này, hay là gã nha dịch này muốn đối đãi với người mới như vậy? Cũng chẳng cần thăm dò xem tình hình như thế nào, cũng chẳng cần biết đó là ai thì cũng đừng nên mù quáng mà hư trương thanh thế như vậy chứ. Bảo vệ tuy chỉ là một nhân vật không đáng để vào trong mắt, thế nhưng những người đi ra đi vào đều không qua khỏi được mắt của bọn họ, người nào mới người nào cũng bọn họ có thể nhận ngay ra được. Thế nên có mà mới đến là họ trước tiên cứ phải ra oai bắt chẹt trước đã, rồi sau đó mới xem quan hệ người ta như thế nào, có gì bất chắc thì xin lỗi sau cũng không muộn, người không biết thì không có tội. Trương Dương cười cười, từ trong túi lấy ra một bao a thi mã còn chưa có bóc tem, đưa tới tay lão bảo vệ béo. Lão béo bảo vệ cửa họ tôn, danh hiệu tôn lão đầu, thấy Trương Dương ra tay hào phóng như vậy không khỏi có chút sửng sốt, trước kia cho dù có người cho hắn thuốc lá, thì cũng chỉ là một hai điếu mà thôi, hơn nữa phân nửa đều là loại hồng bảo, là hàng bản địa, A à Thi má tuy rằng lão chưa có dùng qua, thế nhưng loại này lão cũng biết giá, một bao bảy đồng rưỡi. Tiểu tử này ra tay cũng quá hào phóng rồi, chẳng lẽ là có việc muốn nhờ. Tôn lão đầu cân nhắc thật kỹ lại, cũng không dám nhận bao thuốc đắt tiền kia, chỉ đẩy trả lại trương dương, tiểu tử, nơi này là ủy ban xã, đừng có dở trò hối lộ như vậy. Trương Dương cười nhạt, này lão, ta là đến đây đi làm, thuốc này cứ yên tâm mà nhận đi, cứ coi như là quả gặp mặt. Đi làm, Tôn lão đầu không hiểu ra sao cả, lão nhớ rõ chưa có từng gặp mặt qua tiểu tử này, như thế nào lại nói là làm việc ở đây. Nhìn bộ dạng tuấn tú lịch sự, lại cười rung đầy mặt của Trương Dương, cùng với biểu hiện cực kỳ hào phóng vừa rồi của hắn, lão Tôn bất giác đối với Trương Dương cũng có ba phần hảo cảm, tiểu đồng chí, ngươi là làm ngành gì? Sao trước đây ta như thế nào chưa từng thấy qua mặt ngươi? trương dương lại đem bao a thi mã đặt trở lại tay lão tôn là phòng nhân sự huyện phái ta xuống công tác làm chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình xã tôn lão đầu vừa nghe xong cũng lờ mờ hiểu ông lớn ta không có nghe lầm chứ chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình đó chẳng phải đều là chỗ mấy bà mẹ già làm sao thế nào lại có tiểu tử muốn làm bên kế hoạch hóa gia đình không sợ bị người ta cười đến rụng răng sao lão bán tín bán nghi nhìn nhìn lại trương dương Lúc này một gã đàn ông trung niên cưới một chiếc xe đạp vĩnh cửu 28 đi đến trước cổng ủy ban xã, vui tươi hớn hở tiếp chuyện với tôn lão, tôn lão, người nhà hà. Vị mới tới này chính là phó trưởng xã Hắc Sơn Tử tên Lý Trấn Dân, quản lý ban văn hóa và giáo dục, năm nay 52 tuổi, đã là cái tầm tuổi không còn cơ hội thăng chức nữa rồi, giờ thì chỉ còn thành thành thật thật chờ đến lúc về hưu nữa mà thôi. Ngày thường Lý Trấn Dân cũng cực kỳ hòa ái, bởi vì xuất thân từ ngay xã Hắc Sơn Tử này, làm trụ cột quần chúng bản địa thích hợp không sai, thế nhưng lại không có chút tài năng quản lý, nhiều năm như vậy rồi vẫn chỉ giữ cái chức phó trưởng xã này. Tôn lão đầu ho khan một tiếng, cuốn quyết đem bao a thi mã bỏ vào túi quần, sau đó mới cười tủm tìm giới thiệu trương dương, phó trưởng xã Lý tới thật đúng lúc, tiểu tử này là được huyện điều xuống, nói là làm chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình. Lý Trấn Dân cũng ngẩn người, hắn tại quê nhà tuy làm đến chức phó trưởng xã thế nhưng cũng chẳng có gì thực quyền cả thường ngày đến ủy ban xã cũng chỉ là ba ngày đánh cá hai ngày nằm võng phơi nắng mà thôi. Chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình tiền nhiệm là từ kim đế bị người ta đánh gãy hai chân, hắn cũng có nghe nói tới, hiện nay cái cái chức trưởng ban kế hoạch hóa gia đình vẫn còn để chống, lại có chút khó khăn tìm người thế vào, xã cũng định đem củ khoai nóng này ném vào tay hắn. Lý Trấn Dân hắn từ lâu cũng đã quyết định chủ ý rồi, nói cái gì cũng quyết không rời ban văn hóa và giáo dục đến cái ban chỉ toàn mấy bà già kia, cũng chỉ đành cật lực từ chối đến lúc về hưu là xong, nghĩ không ra đất hạn lại gặp đúng mưa rào. Lý Trấn Dân nhìn từ trên xuống dưới trương dương một lượt, trong lòng cũng thấy chút kỳ quái, tiểu tử này tuổi cũng còn trẻ, so với tiểu nha đầu của mình cũng chỉ hơn chút ít, thoạt nhìn cũng chỉ như học sinh trung học mà thôi. Trương Dương đã chủ động vươn ta ra muốn bắt tay làm quen, phó xã trưởng Lý, ta là Trương Dương, là huyện điều xuống làm trưởng ban kế hoạch hóa gia đình. Tuy ngạc nhiên chút ít nhưng Lý Trấn Dân cũng rất nhanh cười cười vươn tay ra bắt tay Trương Dương, sau đó dắt xe qua cổng đi vào trong ủy ban xã. Trương Dương lưng vác theo túi hành lý cũng theo sát Lý Trấn Dân đi vào, coi như có một người dẫn đường không công, đỡ phải nhọc công đi hỏi han này nọ. Tòa nhà ủy ban xã Hắc Sơn Tử cũng chỉ có ba tầng, hơn nữa nhìn từ ngoài vào thì trông thực sự là rất tồi tàn, tường thì lở lói bong chóc, mấy cái cửa sổ thì cũng siêu vẹo nghiêng ngả tứ phía, từ đó cũng có thể thấy được sự liêm khiết của đội ngũ cán bộ nơi đây. Lý Trấn Dân cũng không phải là người phụ trách nhân sự, hắn tuy là phó xã trưởng thế nhưng cũng chẳng có chút quyền lực nào cả, cũng chẳng có tí tẹo tài lãnh đạo nào, đến gần cái tuổi nghỉ hưu thế rồi mà hắn cũng chỉ am hiểu nhất mỗi một sở trường là trêu người, tiểu tử, ngươi tên gì? Trương Dương. À, Trương Dương, Vương bí thư đi họp trên huyện, còn Hồ trưởng xã thì xuống cơ sở chỉ đạo công tác mà quách phó trưởng xã là trưởng ban nhân sự cũng đi thị sát xí nghiệp mất rồi, thu xếp công tác của người chỉ sợ phải để đến ngày mai thôi. Trương thần y là người như thế nào chứ? Trước kia cũng đã hơn nửa đời người lăn lộn trên quan trường rồi, từ những lời của Lý Trấn Dân, hắn lập tức có thể hiểu được thằng nhãi này đang ỉ mình là phó trưởng xã mà lên mặt với mình, khả năng là trong tay cũng chẳng có chút quyền lực nào, một gã phế vật như vậy thì làm phó trưởng xã làm gì cho mệt hai người vừa nói vừa đi tới ban kế hoạch hóa gia đình. Văn phòng làm việc của ban kế hoạch hóa gia đình nằm trên lầu 2 ở phía tây, sát phách chính là WC nữ. Trương Dương thầm kêu xui xẻo, mẹ nó chứ, thế này chẳng phải mấy số bà già muốn đi giải quyết đều phải ngó mặt mình một cái sao. Cửa phòng kế hoạch hóa gia đình khép hờ, bên trong truyền ra tiếng mèo kêu meo meo, Lý Trấn Dân đưa tay đẩy cửa phòng mở ra, Trương Dương đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, đây chẳng phải là một mớ hỗn độn sao kính ở cửa sổ thì không có hoàn chỉnh, mảnh vụn thủy tinh thì rơi toán loạn đầy sàn, cái ghế tựa thì méo sạch đi, tay vịn thì chỉ có một cái, còn một cái thì cũng chẳng rõ đang nằm ở nơi nào, đã thế trên đất còn thấy vài vệt máu. Trên bàn thì một đám mèo hoang không chút sợ hãi nào đối mặt nhìn hai người vừa xâm phạm lãnh địa của chúng, đến khi Lý Trấn Dân vơ lấy cây trổi xua đuổi thì bọn chúng mới meo ô một tiếng nhảy hết ra ngoài cửa sổ. Trương Dương tuy rằng kiến thức hộp cả hai kiếp lại cũng khá uyên bác, thế nhưng lúc này cũng không khỏi có chút kinh sợ, mẹ nó chứ, đây mà cũng được gọi là phòng làm việc của ủy ban xã sao. Trông chẳng khác nào một đống đổ nát sau bãi chiến trường cả, mà thậm chí còn không bằng nữa chứ. Lý Trấn Dân lại tùm tỉm cười, tiểu trương à, trước đó vài ngày hẳn là từ người chủ nhiệm tiền nhiệm trước đây ngươi cũng phải biết chút ít sự tình rồi mới phải chứ. Hôm đó, có hơn 10 bà má già ban ngày ban mặt đến tận cái phòng ban này đập phá một hồi, còn đả thương hai người cán sự nữa, sau đó lại nghênh ngang mà đi. Trương Dương tiến về phía trước xem xét một chút, tiếng thủy tinh vỡ dưới chân kêu rào rào. Lý Trấn Dân nhặt một bức ảnh trên đất lên, đó là một bức ảnh chụp chung của tất cả công nhân viên đang công tác tại ủy ban xã. Lý Trấn Dân thở dài nói, ở xã Hắc Sơn Tử này thì khó quản lý nhất là ban kế hoạch hóa gia đình. Chúng ta còn tưởng rằng sự tình náo loạn ngày hôm đó ở ban kế hoạch hóa gia đình qua đi thì cũng coi như là xong, thế nhưng không tưởng được, đêm đó chủ nhiệm từ đang trên đường về nhà thì bị phục kích, thật là thảm thương. Hắn thở dài một hơi, có chút đồng tình mà hình trương dương, không phải tiểu tử ở huyện đắc tội với người khác mà bị chuyển về cái ban khó nhằn này chứ. Trương Dương móc ra thư ủy nhiệm đưa cho Lý Trấn Dân, Lý Trấn Dân cũng không có để ý đến, chỉ cầm rồi nhìn thoáng qua một chút, tiểu trương, đến phòng làm việc của ta đi, chút nữa ta báo lại bọn họ một tiếng cho. Người cứ đi nghỉ trước, còn chuyện công tác thì chờ ngày mai vương bí thư về sắp xếp sau. Lý Chấn Dân tuy rằng không có thực quyền, thế nhưng đối đãi với người khác cũng rất nhiệt tình hào sảng. Lên lầu ba tới phòng làm việc của trưởng xã ngồi xuống. Lý Trấn Dân gọi chủ nhiệm văn phòng xã cảnh tú cúc đến. Đây là người con gái đầu tiên Trương Dương nhìn thấy từ khi bước vào ủy ban xã này. Cảnh tú cúc vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, dung mạo cũng khá thanh tú, mặt trái xoan cũng thấy có trang điểm nhẹ qua một chút. Áo da màu tím, quần bò màu lam, chân đi giày cao gót. Giáng điệu này ở thành phố thì cũng chỉ thuộc vào loại bình thường, thế nhưng đem về cái xã Hắc Sơn từ hẻo lánh này thì cũng được coi là mốt, nhìn thấy Trương Dương trẻ tuổi anh Tuấn ngời ngời, đôi mắt sách nhất thời lộ ra một chút mị sắc Trương chủ nhiệm thực sự là tuổi còn trẻ. Lý Trấn Dân cười cười, từ xưa anh hùng suốt thiếu niên rồi, tiểu cảnh, người tuổi cũng còn trẻ mà. Thấy các ngươi mà ta thực sự cảm giác như sắp về hưu đến nơi rồi. Lý Phó xã trưởng thật biết nói đùa, nhìn tới nhìn lui thế nào cũng không không giống người 50 tuổi, về hưu còn hơi sớm đó. Những lời này của Cảnh Tú Cúc nghe như nịnh nọt, lại cũng có phần như đang nói móc, kể cả cái vị phó trưởng xã này nàng cũng không có nể mặt chút nào. Lý Trấn Dân lại có chút xấu hổ, trong lòng thầm mắng tiểu hồ ly Cảnh Tú Cúc này, lão tử tự, tự biết mình hơn 50 tuổi rồi, cũng sắp đến lúc phải về hưu cũng không có cần ngươi phải nhắc nhở ta trước mặt người khác như thế. Cảnh Tú Cúc phụ trách công tác tiếp đón khách những cán bộ quê nhà mới tới đều là do nàng ta tiếp đãi Theo thông lệ nên nàng cũng nhìn nhìn trương dương cùng với cái ủy nhiệm thư kia, bởi vì đảng ủy bí thư vương bác hùng đi họp trên huyện chưa về, cho nên việc thu xếp công tác của trương dương phải chờ tới ngày mai. Cảnh tú cục ăn nói, tác phong làm việc cũng rất rõ ràng lưu loát. Tuy là người bản địa thế nhưng giọng nói cũng không có cái hương vị của quê cha đất tổ như vị phó trưởng xã lý trấn dân kia. Nàng ta dẫn trương dương đến nhà khách nằm sát bên cạnh ủy ban xã hắc sơn tử phí xây dựng đương nhiên là của xã bỏ ra. Đối với thanh niên trẻ tuổi từ huyện Lị mới về này cảnh Túc Quốc rất có hảo cảm, nàng ta tự mình đưa Trương Dương đến một phòng, nhà khách hủy ban xã có mấy gian, thế nhưng nửa năm nay cũng không có ai dùng cả, ngày mai ta cho người đến quét tước dọn dẹp lại một chút, mấy ngày này ngươi tạm thời ở đó chịu ủy khuất một chút nhé. Trương Dương nhìn thoáng qua gian phòng một chút, tuy rằng không có tivi, không có tủ lạnh, điện thoại hay đại loại gì gì đó cũng chẳng có, chỉ là cũng được coi là sạch sẽ, lập tức gật đầu coi như là đáp ứng. Không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi nữa, cảnh tú cúc vốn định cáo từ, nhưng lại bị Trương Dương gọi với lại, từ trong túi hành lý lấy ra một cái khăn quàng cổ lông cừu màu đỏ đã chuẩn bị từ trước, cảnh tỷ, ta là mới từ thị trấn tới, cái gì cũng đều chưa quen, sau này cũng nhờ mọi người chiếu cố nhiều hơn, khăn quàng này tặng cho tỷ, coi như là quà gặp mặt đi. Cảnh cúc tú ngoài miệng vẫn cứ từ chối, thế nhưng hai tay vẫn cứ nhận lấy cái khăn quàng cổ, Đôi mắt Sách đã cười đến híp cả lại. Tiểu tử này non vậy mà cũng hiểu chuyện gớm, hơn nữa hắn ra tay cũng thực hào phóng, khăn quàng cổ lông cừu này cũng phải có giá hơn 100 đồng. Trước khi đến đây Trương Dương cũng ngộ ra được điều thứ nhất chân lý của chốn quan trường, đó là lễ nghĩa phải đi trước, bảo vệ cửa thì hắn tặng thuốc, chủ nhiệm văn phòng thì hắn tặng khăn quàng cổ, còn lý trấn dân thì lại chưa có tặng cái gì. Có câu, diêm Vương mà gặp tiểu quỷ cũng khó chơi cùng là lãnh đạo thế nhưng phải nhận biết được đâu là người có thực quyền, đâu là bù nhìn đuổi chim, lễ vật cũng phải tùy cái, từng người mà tặng chứ. Trước khi đến đây, trương thần y hắn cũng đã chuẩn bị không ít lễ vật ra mắt rồi, bất quá làm sao mà để tặng được đống đồ đó đi, hơn nữa còn phải đạt được hiệu quả lớn nhất thì xem ra cũng phải tốn một ít chất xám rồi đây. Đưa khăn quàng cho cảnh tú cúc hiển nhiên đã tạo được hiệu quả cực lớn, chỉ thấy cảnh tú cúc thích thú vuốt ve cái khăn mềm mại mãi không thôi, thật tốt đáng tiếc là màu sắc hơi nổi một chút, ta cũng đã ngoài 30 rồi, đeo cái khăn này đi ra ngoài chẳng phải là muốn cho người ta cười chết mất sao. Cảnh tỷ chớ có lừa ta, thoạt nhìn thì tỷ cũng chỉ lớn hơn ta có mấy tuổi chứ mấy. Làm gì mà hơn ngoài 30 cho được, ta cũng muốn hỏi riêng tư một chút, tỷ đừng có nóng giận nha. Cảnh tỷ đã kết hôn chưa? Cảnh Tú Cúc cũng là một cô gái hoạt bát dễ tính, nghe được Trương Dương khen mình như vậy cũng cười tâu tuét, tiểu Trương, người thật là biết đùa. Con gái ta cũng 16 tuổi rồi đó, nữ nhân trời sinh thích được nịnh nọt khen đẹp, tuy rằng biết rõ là người ta chỉ khen mình lấy lòng, thế nhưng vẫn cứ thập phần vui sướng hoan hỉ. Cảnh tú cúc vui vẻ rời khỏi nhà khách hủy ban xã, cái khăn quàng cổ lông cừu màu đỏ cũng bỏ vào túi sách, cũng không dám ngang nhiên quàng ở cổ đi đi lại lại như thế, vậy chẳng phải là quá khoe khoang sao. Ở chốn thôn quê này thì cán bộ cũng phải để ý một chút tới ảnh hưởng của quần chúng, làm gì cũng không nên quá khoa trương gây phản cảm không tốt cho tiền đồ sau này. Trương Dương thu dọn một lúc, nhìn lại đồng hồ thì đã là 4 giờ chiều rồi, mà cái vạch sóng trên điện thoại vẫn cứ trống trơn. Thầm chửi trong lòng cái công ty điện báo này làm ăn kiểu gì mà lại không có lấy một cột thu phát sóng ở cái vùng hẻo lánh này, hắn có chút chán nản khóa cửa phòng lại muốn đi ra ngoài dạo chơi một lúc. Mới tới cái nơi này hắn cũng không có nắm chắc tình hình chị An cho lắm, tốt nhất là cứ mang theo những đồ đáng giá bên người ông chủ nhà khách này tên là thôi quế sơn cũng có nghe qua cảnh tú Quốc dặn là trương dương đây được huyện phái xuống làm cán bộ công tác ở xã trương dương muốn gọi điện thoại thế nhưng mãi mà cái di động mãi mà vẫn chẳng có tí sóng nào cả nhà khách xã cũng không có điện thoại thôi quế sơn đề nghị trương dương nên đến ủy ban xã mà gọi vì quanh đây cũng chỉ nơi đó mới có điện thoại trương dương đến vừa cửa nhà khách thì thấy tôn lão đầu cũng mới đi tới trương chủ nhiệm ta cũng đang đi tìm ngươi đây Trương Dương cũng âm thầm cản thán, một bao A à Thi Mã cũng không phải là tặng không, nhìn tôn lão đầu lễ phép như vậy, trên mặt không khỏi nở nụ cười hài lòng, lão tôn, tìm ta có chuyện gì? Tôn lão đầu cũng cười cười theo, không phải là ta tìm ngài, là Lý Phó trưởng xã kêu ta tới tìm ngài, bảo ngài qua phòng làm việc của Lý Phó xã trưởng một chuyến. Trương Dương gật đầu, cũng liền đi thẳng tới lầu ba ủy ban xã, đến trước cửa phòng lại bỗng thấy nao nao. Bên trong, trên sofa có ba gã trung niên đang hút thuốc, mà Lý Trấn Dân vẫn đang ngồi ở bàn làm việc, thấy Trương Dương đến liền vui tươi hớn hở đứng lên, vị này là tân chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình của chúng ta, mới tới ngày hôm nay. Ba gã trung niên nhân từ ghế sofa đều đứng lên, lại cùng đều hướng đến Trương Dương ý muốn bắt tay làm quen. Trương Dương nội tâm âm thầm cười lạnh, cũng bắt tay từng người một, bọn họ đều là người của bên văn hóa giáo dục vệ sinh và môi trường xã. Cái gã vừa lùn vừa béo ỉ kia là viện trưởng viện vệ sinh môi trường Ngô Văn Khải, cao gầy hơn một chút là hiệu trưởng trường trung học xã Lâm Tử Viễn, còn cái gã mặt đen cuối cùng là hiệu trưởng trường tiểu học tên Lý Trấn Đông, người này còn là em trai của Lý Trấn Dân. Lão béo lùn Ngô Văn Khải hoang oang giành nói trước, "Ban kế hoạch hóa gia đình với ban vệ sinh môi trường của tôi kỳ thực cũng cùng một hệ thống." Nghe Lý phó trưởng xã nói Trương chủ nhiệm mới về công tác, bọn chúng tôi liền kéo nhau tới đây hỏi thăm cũng tiện tối nay tôi chủ trì mở tiệc tẩy trần cho Trương chủ nhiệm. Trương Dương trong lúc nhất thời cũng không hiểu chuyện gì nữa, hắn hiện cũng mới tới, còn chưa được bố trí vào ban kế hoạch hóa gia đình, vậy sao chưa gì đã kinh động đến mấy người này rồi. Hắn không khỏi nhìn nhìn Lý Trấn Dân một chút, chuyện này chắc chắn 89 phần là do lão ta giàn dựng rồi. Chuyến này thực chỉ là có hảo ý tiếp đón người mới tới là mình, hay là còn có thêm chủ ý khác nữa chẳng biết là tường của cái ủy ban xã này làm bằng chất liệu gì nữa mà hình như không có cách được tí tẹo âm nào thì phải. Ở đâu có việc phát sinh cái là rất nhanh sẽ bị các phòng ban khác biết được. Trương Dương bên này còn chưa có cùng đám người này trò chuyện được hai ba câu, cảnh tú quốc loáng thoáng nghe được tin tức đã đến gõ cửa vào rồi, đôi mắt sách nhìn lướt qua đám người trong phòng một lượt, ái trà. Đều là khách quý nha. Ngô Văn Khải, Lâm Tử Viễn, Lý Trấn Đông lại đồng thời đứng lên. Cảnh tú cùng vị đảng ủy bí thư vương bác Hùng nghe đâu cũng có chút quan hệ mập mờ, tuy rằng nàng ta tại quê nhà chức vị không có cao thế nhưng địa vị thực sự cũng không có thấp chút nào, ai bảo đằng sau người ta có ô to che chở. Trương Dương là vừa tới nên cũng không có biết cái sự tình bên trong này, thế nhưng thấy ngay cả Lý Trấn Dân cũng đều cười theo cái đám người kia, lập tức liền nhìn ra cái vị chủ nhiệm văn phòng xã này sợ rằng còn có thực quyền hơn cả lão Lý phó trưởng xã kia. Là Ngô Văn Khải mở lời, chủ nhiệm cảnh đã tới thật tốt quá. Là ta cũng đang muốn đi tìm chủ nhiệm đây. Là ta hôm nay chủ trì tiệc tẩy trần cho trương chủ nhiệm, cảnh chủ nhiệm nhất định phải nể mặt đó nhé. Cảnh tú cúc nở nụ cười ngọt ngào, cũng làm cho cái gương mặt trông cũng bình thường kia không khỏi sinh động quyến rũ hơn. Trương Dương kinh ngạc phát hiện nữ nhân này cười cũng có chút lực mê hoặc đó. Cảnh cúc tú đi đến bên cạnh Trương Dương, là tiệc tẩy trần của trương chủ nhiệm, về tình thì là nên để trưởng xã chủ trì, thế nhưng ngô viện trưởng thay mặt vương bí thư mời khách, thì chúng ta cũng phải nên hoan nghênh mới phải. Những lời này đúng là sặc mùi chính trị, cho dù là ngô văn khải có vượt quá chức quyền mời cơm khách, thì cũng coi như là vương bí thư được hưởng hết tiếng tốt. Ngô văn khải nghe thế không khỏi có chút xấu hổ, hắc hắc cười trừ một tiếng, thật là mất mặt quá, ta cũng không có nghĩa là cái gì viện vệ sinh môi trường, chỉ là suốt tiền túi mời khách dùng cơm, cảnh chủ nhiệm đừng cho ta là vượt quá chức quyền thế chứ. Lý Trấn Dân cười cười đi tới vỗ vai Ngô Văn Khải, nói cho cùng, chúng ta cùng Ngô Viện trưởng thực là bất công về khoản ăn uống, thôi thì hôm nay để cho lão Ngô Mập này xuất ra tí huyết đi. Cảnh Tú Cúc thấy Ngô Văn Khải đã nói vậy, cũng không có nói móc hắn nữa, chỉ cười nhạt được. Vậy thì đi tứ quý hương ăn lão công kê đi, Ngô Viện trưởng cũng đường đau lòng đó nha, một đám người đồng thời cười ha hả. 5 giờ chiều, một đám người vây quanh Trương Dương đi đến nhà hàng tứ quý hương nằm đối diện với ủy ban xã. Người dân xã Hắc Sơn tử thường ngày vẫn thấy đám cán bộ ủy ban xã vui chơi như vậy, thế nhưng cũng không thể trách được. Trương Dương là muốn gọi điện cho tả hiểu tình, thế nhưng hiện tại nhiều người lạ như vậy, hắn cũng không có tiện đi, chỉ có thể đợi lúc khác. Thế nhưng chẳng hiểu sao cảnh tú cúc lại cố ý đi tụt lại đằng sau song song cùng với Trương Dương, nhỏ giọng nhắc nhở, bọn họ đều là sâu rượu cả, đừng nên quá chén, cẩn thận bị bọn họ chuốc say. Trương Dương cũng chỉ hờ hững cười, cảm ơn cảnh tỷ. Trương Dương trong lòng lại thầm đắc ý, người chúc được sai ta chỉ sợ còn chưa có ra đời. Một đám người ngồi tại phòng lớn nhất nhà hàng Tứ Quý Hương, bởi vì là bàn tròn thế nên vị trí trên cũng là không được chú ý lắm. Lý Trấn Dân ngồi ở tận cùng bên trong, Trương Dương vốn là người mới tới, nên ngồi ở phía bên trái hắn, Cảnh Tú Quốc ngồi ở bên tay phải hắn, Ngô Văn Khải, Lý Trấn Đông, Lâm Tử Viễn phân biệt ngồi hai bên trái phải. Ngô Văn Khải kêu ông chủ nhà hàng làm sáu món rau trộn, bốn món nóng phân biệt là măng mùa đông hấp cách thủy, cá sốt ngũ vị, thịt lợn rừng nướng và một món lão công kê. Đồ ăn nơi thôn quê hẻo lánh so với thành thị thì độ công phu không bằng, chỉ là được cái bù lại số lượng lại khá nhiều. Trương Dương nhìn đám bát lớn bát bé, đĩa to đĩa nhỏ bầy la liệt trên bàn, thầm than, thực là cũng quá khoa trương mà. Uống rượu cũng là loại bát lớn, một bình Dương Hà trích ngã tam oản, rượu Dương Hà uống ba bát là ngã. Trương Dương nhìn 10 bình rượu Dương Hà trên bàn, trừ cảnh Tú Cúc là con gái ra, bọn họ 5 người, chia đều ra không phải mỗi người hai bình sao. Xem ra cảnh Tú Cúc cũng không phải khoa trương quá, những người này quả nhiên tử lượng rất khá. Lý Trấn Dân tại quê nhà tuy rằng không có nhiều quyền lực, thế nhưng trên lĩnh vực tử lượng hắn cũng là một gã có chút thực lực, hắn cầm bát rượu lên, cười tùm tìm nói, trương chủ nhiệm là ngày đầu tới xã Hắc Sơn tử công tác, vương bí thư, hồ trưởng xã cũng không có ở đây, thôi thì ta đại biểu toàn bộ công nhân viên cán bộ ủy ban xã, các thôn dân xã Hắc Sơn tử nhiệt liệt hoan nghênh trương chủ nhiệm. Cả đám cùng vỗ tay hoan hô, Trương Dương cũng lộp bộp hai cái lấy lệ, cũng chẳng rõ là vì hoan nghênh mình đến công tác, hay là vì những lời này của Lý Trấn Dân nữa. Lý Trấn Dân mở màn trước, uống, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, ban ngày thì là một gã phó trưởng xã không có thực quyền, chỉ đi trêu người, vậy mà bây giờ lại trở nên hào hùng vạn trược, xem ra mỗi người là đều có một vị trí thích hợp, chẳng qua là làm sao để tìm đúng cái vị trí đó của mình mà thôi. Cảnh Tú Cúc tuy là nữ nhân, thế nhưng cũng cùng đám sâu rượu này một hơi uống cạn, lấy tay quệt đi chút rượu còn vương trên môi, hai má đã ẩn hiện dáng mây hồng hồng, lại càng có vẻ quyến rũ khác người, thôi. Tử lượng ta không cao, mấy người các ngươi cứ uống rượu đi, Lý Phó trưởng xã, ta đổi nước vậy. Lý Trấn Dân cũng biết tính tình cảnh Tú Cúc, nếu như nàng nói không uống, Khẳng định là không uống, nếu như cố tình miễn cưỡng thì là tự làm xấu mặt mình thêm, lập tức mỉm cười gật đầu đồng ý. Trương Dương cũng không muốn uống nhiều, hơn nữa cảnh Tú Quốc Khi nãy cũng đã nhắc nhở hắn rồi, cũng học theo nàng ta, tử lượng tôi cũng không cao, không bằng tôi cũng đổi rượu bằng trà đi. Lý Trấn Dân cố ý lộ mặt không vui, tiểu Trương à, không biết uống thì cũng phải uống chứ, ngươi là nam nhân mà. Mọi người đồng thanh cười lớn chỉ có mình cảnh tú cúc để ý thấy cái cách thoải mái uống hết bát rượu đó của Trương Dương cũng đoán được tử lượng tiểu tử này không hề thấp. Ban đầu cũng định nói giúp hắn hai ba câu, chắn chút rượu tới, thế nhưng thấy bộ dạng thư thái ung dung của Trương Dương, nàng ta ngược lại, lại muốn bảng quang xem chuyện vui, chỉ cười khanh khách nhìn Trương Dương mà không nói lời nào. Lý Trấn Dân vẫn cứ là người mở đầu, rót đầy rượt vào bát tiểu trương. Nào, ta trước tiên kính người một chén, hoàn nghênh người đến công tác tại xã hắc sơn tử chúng ta trương dương lập tức nhìn ra ý đồ của đám người này mẹ nó chứ tính chơi xa luân chiến à phải chăng là muốn khi dễ người mới tới bốn người các ngươi thay nhau kính ta một chén thực là muốn chuốc sai ta đây mà nghĩ thì vẫn nghĩ vậy thế nhưng vẫn phải cấp cho lý phó trưởng xã chút mặt mũi chứ trương dương nâng bát rượu lên cùng lý chấn dân một hơi cạn sạch bên này còn chưa ăn được mấy miếng thức ăn ngô văn khải lại bưng bát rượu đứng lên trông cái bộ dạng thằng mật lùn của hắn chẳng khác gì một gã thái giám cả, đúng thuộc cái dạng người nhân lúc cháy nhà chạy ra hôi của. Trương Dương còn chưa có lên tiếng, cảnh tú cúc đã muốn bênh vực kẻ yếu là Trương Dương, này. Ta nói các ngươi làm như vậy mà coi được à, ngô mập, ba người các ngươi có đúng hay không dự định luân phiên nhau chúc rượu Trương Dương. Thật không công bằng mà, có phải muốn khi dễ người của ủy ban xã chúng ta hay không? Trương Dương lại phải một lần nữa nhìn kỹ lại vị chủ nhiệm văn phòng ủy ban xã này, cảnh tú Cúc chỉ một câu nói đơn giản cũng dễ dàng chia hiện trường thành hai phe. Một bên là người của ủy ban xã, một bên do Ngô Văn Khải cầm đầu, mà ngay đến cả Lý Thế Dân cũng không có một lời phản đối lời nào. Cảnh tú cúc cười tùm tìm, không bằng, bên ta ba người, bên các người cũng ba người cùng làm một chén. Lý Trấn Dân cũng không phải kẻ ngu si, cảnh tú cúc rõ ràng muốn hại người trung gian là mình đây mà. Rượu cũng đã qua ba tuần rồi, vậy mà bây giờ lại liền chiến thêm một hồi nữa thì thật là. Thế nhưng mục tiêu tối nay là Trương Dương, cũng chẳng biết cảnh tú quốc được lợi lộc gì từ hắn, vậy mà mới ngày đầu tiên gặp mặt đã cùng thằng nhãi này kết làm đồng minh rồi. Không khí có vẻ trầm xuống, mọi người chưa biết nói sao thì Lâm Viễn Tử đã nở nụ cười, dành nói trước như vậy đi. Ta cùng chủ nhiệm cảnh uống, ngô viện trưởng cùng trương chủ nhiệm uống, cũng nên công bình mà uống, không nên để trương chủ nhiệm nghĩ chúng ta là người hắc sơn tử lại đi ma cũng bắt nạt ma mới chứ. Cảnh tú cúc vốn định khích tướng thêm hai ba câu, thế nhưng lại không nghĩ được trương dương lại lại bất động thanh sắc nâng bát rượu lên cũng được. Ta cùng ngô viện trưởng rất hợp nhau, nào, chúng ta trước tiên uống cạn chén này, sau đó ta cùng lâm hiệu trưởng uống tiếp. Ngô văn khải giật mình, tiểu tử này không phải nói khoác chứ, cũng đã qua ba tuần rượu rồi, mà đây đâu phải loại chén thường. Là bát to đó, vậy mà còn đòi uống với bốn người bọn này, đổi lại là Ngô Văn Khải hắn thì cũng không có cái bổn sự này. Thế nhưng dù sao cũng phải giữ chút mặt mũi, đường đường là viện trưởng viện vệ sinh môi trường, cũng là người có quyền nhất nhì ở đây, vốn định giao ai với tiểu tử này mà thôi, ai dè hắn lại không chịu trận cho rồi, lại còn muốn quay mũi giáo cho mình một đòn, trực tiếp hướng đến mình đưa ra khiêu chiến. Những người khác cũng sừng sốt, thực đúng là nghe con mới sinh cũng không sợ hổ. Lý Trấn Dân lập tức vỗ vỗ vai Trương Dương, y như một vị trưởng bối đang dăn dạy đồ đệ của mình. Rốt cuộc cũng là tuổi trẻ, thật không biết trời cao đất rộng là gì, đó là bốn chén lớn chứ đâu phải đùa, người cho rằng đó là nước lã sao. Cảnh Tú Cúc cũng không có nghĩ tới Trương Dương lại làm ra cái sự tình kinh người đến như vậy. Ngẩn người một lúc liền giật mình tỉnh lại, cười nói, ngô mập, người sợ rồi sao? Ngô Văn Khải cũng giống như bao gã lãnh đạo cấp cao khác, đều có một cục sĩ diện cực lớn. Trước mặt đông người như vậy, tiểu tử Trương Dương kia lại khiêu chiến với hắn, vốn đã khó chịu rồi thế mà cảnh tú cúc kia chỉ sợ thiên hạ không loạt, còn ở ngoài nói móc một câu, đổ thêm dầu vào lửa. Hắn chỉ nói một câu, ta sợ là lúc say rồi sẽ phát sinh chuyện XXX với ngươi mà thôi. Cảnh tú cúc chửi đồng, hai mắt ta có mù cũng không cùng ngươi phát sinh cái gì cả. Cả đám lại cười rộ lên. Thế nhưng cái không khí nặng nề kia cũng không có giảm đi chút nào, ngược lại có vẻ như một hồi đại chiến sắp xảy ra vậy, chung quanh nồng nặc mùi thuốc súng. Trương Dương mở mà nâng bát rượu lên, ngửa cổ một hơi cạn sạch, nhẹ nhàng đặt cái bát không xuống trước mặt, hướng đến Ngô Văn Khải nợ nụ cười nhạt. Thế là tiếng súng bắt đầu cuộc chiến cũng nổ ra, mà người tiên phong lại là gã tiểu tử Trương Dương kia. Ngô Văn Khải nội tâm trầm xuống, nhìn thế nào cũng không ra tiểu tử kia tử lượng lại khá đến thế, cạn đến bát thứ ba rồi mà mặt vẫn tỉnh như không. Chẳng qua Ngô Văn Khải vẫn giữ bộ dạng tươi cười như cũ, cũng không kém cạnh, hô to một tiếng uống cạn bát rượu, thống khoái. Ngô Văn Khải vừa mới đặt bát xuống, Trương Dương đã nhanh tay tự châm đầy bát rượu của mình. Ngô Văn Khải thực sự có phần sợ hãi, tiểu tử thật này không có đơn giản chút nào, thực là vẫn còn muốn chiến thêm một hồi nữa hay sao? Cảnh tú cúc đối với gã mập mạp bụng phệ này đã thấy không hợp nhãn từ trước rồi, mà giờ có cơ hội bỏ đá xuống giếng ám hại người tốt như vậy, sao nàng ta có thể bỏ qua cho được. Thấy Ngô Văn Khải vừa đặt bát xuống là liền châm đầy rượu cho hắn, ánh mắt tất cả mọi người ở đây giờ đều tập trung trên người lão. Ngô Văn Khải cười cười, cũng chẳng thèm để ý, một hơi uống cạn bát thứ hai. Thường ngày nếu như là uống từ từ thì với ba bát to này cũng chưa có thấm vào đâu với hắn, thế nhưng hôm nay vì sợ mất mặt mà uống liền hai bát liên tiếp, cái mặt béo ỉ của hắn không khỏi đỏ lên một chút. Thế nhưng làm hắn kinh hoàng lại là cái gã tiểu tử Trương Dương kia vẫn đang vô thanh vô thức đuổi kịp hắn, vừa buông bát xuống đã thấy Trương Dương uống cạn bát thứ hai liên tiếp rồi, thế nhưng hình như bát đó đâu phải bát thứ hai của tiểu tử đó nhỉ. Ngô Văn Khải lại nâng bát rượu thứ ba lên, những người xung quanh hiện tại cũng chuyển từ ánh mắt thù địch thành thông cảm đồng tình cho gã mập kia. Cảnh Tú Cúc cũng phải nhìn lại Trương Dương một chút, tiểu tử này ánh mắt vẫn kiên định, bộ dạng bình tĩnh, mặt vẫn cười cười như cũ, hoàn toàn không tìm thấy một chút cảm giác sai nào. Một tia ý thức còn sót lại của Ngô Văn Khải cũng bắt đầu tự trách mình. Con mẹ nó chứ, ta không phải bị coi thường rồi chứ? Thế nào hôm nay lại mất mặt như vậy? Trong lòng thầm chửi rủa như vậy, thế nhưng tay vẫn run run nâng bát thứ ba lên, nhắm chặt hai mắt lại, một tay bịt mũi rồi cố tống hết vào trong cổ họng. Mới được có nửa bát, đột nhiên hắn cảm thấy bao nhiêu thứ trong ruột giờ đây phiên giang đảo hải nháo nhào hết cả lên đến giờ hắn cũng không chịu được nữa, tay che miệng chạy nhanh ra ngoài cửa. Vừa ra ngoài cửa thì, quẹ, một tiếng, bao nhiêu thứ trong ruột cũng tống sạch ra ngoài sân. Cảnh Tú Cúc là người đầu tiên nở nụ cười, ngô mập, người chạy đi đâu vậy? Sợ phải tính tiền sao? Những người khác cũng theo nhau mà cười hùa theo, thế nhưng trừ cảnh Tú Cúc, nụ cười của ba gã còn lại thì có vẻ hơi gượng gạo, lại có chút xấu hổ, Ban đầu bọn họ đối với vị chủ nhiệm trẻ tuổi ban kế hoạch hóa gia đình này có chút coi thường, cũng định qua buổi tẩy trần ngày hôm nay chúc cho tiểu tử này say mềm, cũng là muốn ra oai, không nghĩ tới Trương Dương lại có thể đấu rượu thắng được cả cái gã sâu rượu ngô mập kia. Ánh mắt Trương Dương quét qua hai người Lý Trấn Đông cùng Lâm Tử Viễn cười cười khinh khỉnh, làm hai gã không rét mà run, bọn họ cũng không còn dám liều mạng đấu rượu với Trương Dương nữa rồi. Lý Trấn Dân Thân là người quyền cao chức trọng nhất trong hội, khẳng định với cái mặt mũi hắn như thế thì đời nào đi tiếp rượu với hạng tiểu bối như Trương Dương, bất quá dù có muốn sợ rằng cũng không có năng lực cùng tiểu tử này đối rượu được. Đang nghĩ ngợi nên làm như thế nào để hóa giải cái tình cảnh đáng xấu hổ này, thì bỗng nhiên từ ngoài cửa sông vào một người, thất thanh kêu to, lý hiệu trưởng. Không ổn rồi, trường tiểu học hồng kỳ cháy rồi. Cái gì, Lý Trấn Đông giật mình đứng phát dậy, cũng chẳng thèm nói lời từ biệt với ai cả, phóng nhanh ra ngoài. Lý Trấn Dân thân là chủ nhiệm ban văn hóa giáo dục xã, mà Lý Trấn Đông là anh trai của hắn, gặp phải tình huống này hắn cũng gấp gáp trong lòng, tự nhiên là muốn đi xem sự việc ra sao, đi. Chúng ta cùng đi xem sao. Ra ngoài cửa nhà hàng rồi, thế mà vẫn thấy Ngô Văn Khải đang nôn thuốc nôn tháo ở góc tường đằng xa. Thấy bộ dạng chật vật của hắn, Trương Dương cũng thấy cảm khái, thằng nhãi này thật là không biết sợ là gì cả. Trường tiểu học Hồng Kỳ nằm hơi trách về phía tây ủy ban xã, cách chỗ bọn họ khoảng một dặm. Trường có 3 dãy nhà, gồm 10 năm gian phòng học, ngoài ra còn một căn nhà nhỏ 2 tầng dành cho những học sinh 8 tuổi. Tuy rằng cũng mới xây không lâu, thế nhưng do chất lượng công trình không được tốt, nên giờ trông cực kỳ cũ nát tồi tàn. Vụ cháy đêm nay cũng chính là khu nhà 2 tầng này. Nhóm người Trương Dương chạy tới nơi, thì ngọn lửa cũng đã cơ bản được khống chế không còn khả năng lây lan rộng nữa. Tại xã Hắc Sơn Tử cũng không có đội chuyên trách phòng cháy chữa cháy. Cứu hỏa tối nay cũng đều là nhân dân quanh đây. Cũng may là hỏa hoạn phát sinh vào buổi tối, học sinh đều đã tan học về nhà, toàn bộ trường cũng chỉ có hai người bảo vệ ở lại trông coi. Chỉ là phòng bảo vệ lại cách khá xa chỗ xảy ra hỏa hoạn, cho nên cũng không có ai bị thương cả, lần này coi như là không bị thiệt hại về người. Lý Trấn Dân cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần không có thiệt hại về người là tốt rồi. Giả như có án mạng xảy ra, không chỉ huynh đệ hắn Lý Trấn Đông không may mà chính hắn quản lý ban văn hóa và giáo dục khẳng định cũng bị liên lụy ít nhiều. Mà kể cả đám người Vương Bác Hùng, hồ ái dân tiền đồ chính trị sợ rằng cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Trường tiểu học Hồng Kỳ nằm ngay bên cạnh trường trung học phổ phông xã, mà cánh rừng xa xa kia không cẩn thận bị cháy một lượt thì coi như xong đời. Thấy ngọn lửa cũng đã cơ bản được khống chế, rốt cuộc tảng đá trong lòng Lý Trấn Dân cũng buông xuống, vẻ mặt cũng trở nên nhẹ nhõm đi rất nhiều. Cảnh tú cúc cùng Trương Dương sóng vai đứng cùng đoàn người xa xa nhìn đám cháy, nhỏ giọng nói thầm tự nhủ, xem ra hắn vẫn còn may mắn lắm. Thanh âm của nàng tuy rằng rất nhỏ, chẳng qua Trương Dương đứng ngay bên cạnh nàng nên cũng nghe được khá rõ ràng. Hắn phát hiện cảnh tú cúc này cùng Lý Trấn Dân, hai người tựa như có mâu thuẫn gì đó. Ngọn lửa ở trường tiểu học Hồng Kỳ này tuy rằng tắt đi, thế nhưng chỉ sợ phong ba cũng theo đó mà nổi lên không ngừng. Trương Dương 8 giờ sáng hôm sau mới đến ủy ban xã tôn lão đầu xa xa thấy hắn tới đã đứng dậy cười cười bắt chuyện rồi. Trương Dương cười tủm tỉm gật đầu, rút ra một điếu thuốc ném qua, tôn lão thuần thục bắt được điếu thuốc ở trên không, cài lên tai bên phải, nhỏ giọng nhắc nhở, chủ nhiệm Trương, vương bí thư cùng hồ trưởng xã đều đã về rồi, đang họp ở trong phòng, bàn chuyện tối qua trường tiểu học Hồng Kỳ bị cháy. Trương Dương gật đầu đáp trả, thầm nghĩ, một bao A thi mã mà có thể đổi được lòng trung thành của một người, thực sự là có lời rồi. Trương Dương tất nhiên là cũng không có lỗ mãng mà đến phòng họp làm gì, trực tiếp đến ban kế hoạch hóa gia đình ở lầu 2. Thế nhưng làm hắn kinh ngạc một phen là cái phòng như đống rác ngày hôm qua đã được quét dọn sạch sẽ. Một cô bé gái mặc quần áo công nhân màu xanh đang lau chùi cửa sổ, mà cái kính vỡ hôm qua thấy cũng đã được thay mới rồi. Bé gái chỉ khoảng 10 tuổi, tuy rằng trông rất bình thường mà lại có một làn da trắng nón, tóc có chút màu hơi vàng, cái mũi cao cao, chỉ là trên mặt lại có chút tàn nhang. Thấy Trương Dương vào, cô bé nhảy từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống, có chút sợ sệt cúi đầu nói: "Trương chủ nhiệm." "Ngươi là?" "Ta là Ngụy Thục Phân, là cảnh chủ nhiệm kêu tới quét dọn vệ sinh." Trương Dương gật đầu tỏ vẻ như đã hiểu, chậm rãi ngồi xuống cái ghế mới thay hôm qua. Trong phòng cũng chẳng có cái điện thoại nào, điều này làm hắn có chút thất vọng. Tiểu Ngụy cũng rất nhanh nhẹn linh hoạt, chỉ chớp mắt đã pha cho hắn được một chén trà hoa lài. Trương Dương bình thản uống một ngụm, Tiểu Ngụy nhỏ giọng nói, cảnh chủ nhiệm có nhắn lại, Trương chủ nhiệm cứ nghỉ ngơi ở phòng làm việc trước. Khi nào tan học, cô ấy sẽ sắp xếp để Trương chủ nhiệm gặp mặt Vương bí thư sau. Trương Dương cười cười gật đầu, cô bé xinh xắn này thật lanh lợi thông minh. Tối hôm qua tuy rằng mọi người đã gọi hắn là chủ nhiệm, thế nhưng cũng chỉ là những lời khách sáo mà thôi. Hắn cũng thừa biết trong lòng bọn họ cũng chẳng có nửa điểm để mình vào trong mắt cả vậy mà ngày hôm nay lại được nghe hai từ chủ nhiệm đó từ miệng tiểu ngụy này gọi, lại làm Trương Dương lần đầu có được cái cảm giác người ta phải kính sợ nể phục mình như vậy, thực sự là thống khoái. Cuộc họp sòng giã suốt hơn một tiếng đồng hồ, 9 giờ 20 phút cảnh tú quốc mới tới đưa Trương Dương đến phòng làm việc của bí thư đảng ủy xã. Bí thư đảng ủy xã Vương Bác Hùng năm nay 37 tuổi, là người huyện Xuân Dương, tại xã Hắc Sơn từ đảm nhiệm bí thư đảng ủy cũng đã hai năm nay, miễn cưỡng được cho là cán bộ cấp cao trẻ tuổi nhất. Cũng chỉ cần cố gắng thêm nửa năm công tác nữa là có hy vọng thay đổi chức vị một chút. Cho dù là không có được điều lên huyện lỵ thì cũng được đổi sang công tác ở một xã nào đó giàu có và đông đúc hơn ở nơi đây. Vương Bác Hùng thân hình cao lớn, so với Trương Dương còn cao hơn hẳn một tấc cũng tầm khoảng 1m8 trở lên. Tướng Mạo tuy không có anh Tuấn, thế nhưng nhờ vóng người to lớn, tạo thành được một chút khí thế nam nhân, bởi vậy mà người khác cũng rất dễ không nhận ra được chút khuyết điểm dung mạo đó của hắn. Lúc Trương Dương đi vào phòng làm việc, Vương Bác Hùng cũng chủ động đứng lên, vui cười hớn hở tiếp đón, nhiệt tình bắt tay với Trương Dương. Trương Dương cũng chỉ cảm thấy vị Đảng ủy bí thư này cũng khá nhiệt tình niềm nở, cảnh Tú Cúc bên cạnh lại lờ mờ đoán được cái tín hiệu của sự nhiệt tình này. Vương Bác Hùng tại cái xã Hắc Sơn tử này là người có địa vị, quyền thế lớn nhất hẳn không sai. Vậy mà lại nhiệt tình niềm nở kiểu lấy lòng với một tiểu tử mới tới làm bên ban kế hoạch hóa gia đình, thì chắc chắn rằng tiểu tử này có bối cảnh không tầm thường chút nào. Cảnh Tú Cúc thực cũng không có biết, trước khi Trương Dương tới đây thì bí thư huyện ủy Lý Trường Vũ cũng đã gọi điện thoại báo trước cho Vương Bác Hùng rồi. Mà ngày hôm qua Vương Bác Hùng đi họp trên huyện cũng lại được Lý Trường Vũ nói riêng, nhắc nhở hắn chiếu cố một chút tới Trương Dương. Vương Bác Hùng thường ngày cũng phải vắt hết chất xám trong não ra mà nghĩ cách tiếp cận vị bí thư huyện ủy này, vậy mà cũng chỉ có được giam ba lần gặp mặt. Thế nào mà lần này Lý Trường Vũ lại đích thân nhờ vả hắn, vậy nên hắn với mới có một màn chào đón nồng nhiệt trương dương ngày hôm nay. Vương Bác Hùng đầu tiên hỏi một chút đến tình hình sinh hoạt hiện giờ của Trương Dương, hắn đối với sự giàn xếp thỏa đáng của cảnh tú quốc cũng gật đầu hài lòng. Sau đó lại nhiệt tình hỏi Trương Dương có yêu cầu gì với công tác hiện tại hay không. Trương Dương thấy Vương Bác Hùng nhiệt tình với mình như vậy, trong lòng cũng đoán được có ẩn tình gì đó rồi, chỉ là không có đoán ra được người đó là Lý Trường Vũ. Trương Dương cũng không có đòi hỏi gì nhiều, chỉ có hai việc còn con. Một là cấp cho hắn một gã trợ lý người địa phương thông thuộc công việc, thứ hai là lắp đặt một bộ điện thoại ở phòng làm việc của hắn để tiện cho việc liên lạc. Vương Bác Hùng cũng không có nửa điểm phản đối, một bên an bài người lắp đặt phòng làm việc Trương chủ nhiệm một bộ máy điện thoại nội bộ. Còn trợ thủ thì để cảnh tú quốc sắp xếp nhân sự. Ra khỏi phòng Vương Bác hùng, Cảnh Tú Quốc liền dẫn Trương Dương tới phòng làm việc của trưởng xã Hồ Ái Dân nằm ngay sát vách. So với Vương Bác hùng, Hồ Ái Dân hiển nhiên quan liêu hơn rất nhiều. Hắn là trưởng xã, là phó bí thư Đảng ủy xã Hắc Sơn Tử, đối với một chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gai đình hiển nhiên là không coi trọng. Đơn giản là hắn không có biết cái thế lực to lớn đằng sau Trương Dương như Vương Bác hùng. Bởi vậy cái gã tiểu tử bé nhỏ Trương Dương này hắn không có để vào trong mắt, hắn cũng chỉ hờ hững hỏi Trương Dương mấy câu cho có lệ rồi đuổi khéo hai người đi ra. Lúc trở lại phòng làm việc thì cũng đã là 10 giờ rưỡi rồi. Trương Dương thản nhiên ngồi xuống ghế, Ngụy Thục phân cuống quyết sân trà cho hắn, rồi lại cầm một chén nữa đưa cho Cảnh Tú Cúc ngồi bên cạnh. Cảnh Tú Cúc nhỏ giọng hỏi, "Tiểu Ngụy cũng được chứ hả?" Trương Dương cười tủm tỉm hài lòng gật đầu. Cô bé nhỏ này người thì nhỏ nhắn nhưng lại nhanh nhẹn tháo vát, chỉ là đối với cái công tác kế hoạch hóa gia đình này của mình không có biết chút gì cả, mà trông còn bé nhỏ thế kia, chưa có kết hôn thì chắc cũng chẳng có biết cái gì là kế hoạch hóa gia đình cả đâu. Cảnh tú cúc từ biểu tình trên mặt trương dương tựa hồ nhìn ra được điều gì, nhẹ giọng nói tiểu trương à. Người ngày hôm qua đã gọi ta một tiếng cảnh tỷ, ta đây ra mặt dày, cũng tự nhận mình là tỷ của ngươi vậy. Trương Dương nở nụ cười, cảnh tỷ tỷ ngàn vạn lần đừng có khách khí như vậy, có một vị tỷ tỷ như vậy là phúc khí của ta rồi, sao ta có thể từ chối được? Chỉ cần người không chê, hay là về sau người làm thân tỷ tỷ của ta đi. Nghe được mấy lời này cảnh tú cúc cười tươi giói, đáy lòng không khỏi ấm áp dễ chịu. Nàng ta sở dĩ làm quen lôi kéo Trương Dương, đó là bởi vì thái độ bất thường vừa rồi của Vương Bí Thư, người mà để Vương Bí Thư phải cười cười hết sức lấy lòng như vậy thì sợ rằng cũng không có đơn giản như bề ngoài thực sự là đối tượng đáng để làm quen. Chương 13, bạo lực chấp pháp. Hai tay Cảnh Tú Cúc nắm chén trà, nhưng không có ý uống nước, lòng bàn tay cảm thụ được sự ôn hòa, nhẹ giọng nói, đề tài học ngày hôm nay chủ yếu thảo luận về sự việc cháy trường tiểu học Hồng Kỳ, điều này đã làm Vương bí thư rất tức giận, lần này nhất định phải đem trách nhiệm truy cứu tới cùng. Kỳ thực chuyện này đối với Trương Dương không có liên quan nhiều lắm, thế nhưng Cảnh Tú Cúc tại trước mặt hắn nói ra chứng tỏ đối xử với Trương Dương trở thành như người một nhà, hương thường ủy cũng không có dấu diếm dự tính của hắn. Sự kiện cháy trường tiểu học Hồng Kỳ đối Trương Dương mà nói cũng không quá quan trọng, dù sao hắn vừa đến đây, công việc phụ trách chỉ là lập kế hoạch làm việc, giáo dục, sự tình cơ bản không liên quan đến hắn, thế nhưng nghe cảnh Tú Cúc nói đến bốn chữ truy cứu tới cùng thì không khỏi suy nghĩ nhiều. Quê nhà chủ quản giáo dục chính là Phó Hương Trường Lý Trấn Dân, Hiệu trưởng Tiểu học Hồng Kỳ, là em trai Lý Trấn Đông, Vương Bác Hùng công khai truy cứu chuyện này, chẳng phải là nói hắn cùng Lý Trấn dân anh em có chút mâu thuẫn. Trương Dương không khỏi có chút đắc chí, tuy rằng vừa tiến vào quan trường, thế nhưng sẽ căn cứ người khác nói để phân tích vấn đề, xem ra bản thân hắn hay là tạo hóa cho hắn thích hợp với con đường quan trường này. Cảnh Tú Cúc cũng không có tại hiện trường cho nên vấn đề vướng mắc từ trên xuống phía dưới. Thừa dịp Ngụy Thục Phân đi ra ngoài lấy nước, cô khẽ nói với Trương Dương, Tiểu Ngụy là cháu ngoại của tôi, nó là người thôn Hạ Thanh Hà, năm nay mới về quê nhà công tác, đối với nội quy, quy định tại quê nhà cũng hiểu được một chút, mí mắt hắn cũng lay động, cậu vừa tới kế sinh bạn, tôi cho cậu hay để khỏi lẫn lộn. Trương Dương thấy được cảnh tú cúc cùng Tiểu Ngụy có quan hệ như thế, trong lòng vốn đã hiểu, dụng ý bảo Tiểu Ngụy dọn dẹp vệ sinh. Thực chất là người nhà muốn nhét một người tại bộ môn chính, bất quá quay về với chính nghĩa kế sinh bạn cũng là nơi vắng vẻ, nhiều trợ lý cũng không có quan hệ gì, Uống chi mới đến lại gần với cảnh tú cúc, hòa thuận vui vẻ mà không lâm vào khó xử. Lập tức gật đầu chỉ cảnh đích thân để cử sao có thể sai? Về sau cứ để cô ấy theo tôi. Cảnh tú cúc mặt mày dạng dỡ nói, chỉ biết trông cậy vào cậu kỳ thực giao nó cho người khác ta còn lo lắng, giúp lão ra mấy người tay chân là sạch sẽ, tôi chỉ sợ tiểu ngụy sẽ có hại. Trương Dương trong lòng cười thầm, cảnh tú cúc còn dám nói cái gì? cảnh tú cúc nói công tác tại kế sinh bạn hát giả sơn hương nói khó khăn thì đúng là khó khăn thế nhưng muốn nói dễ dàng thì cũng rất dễ dàng lúc này ngụy thục phân lấy nước đã trở về cảnh tú cúc cũng ý thức được đôi chút đứng lên cười rồi cáo từ đợi lát nữa bảo bọn họ đem máy nội bộ cho cậu dùng về sau gọi điện thoại cũng thuận tiện hơn trương dương nói lời cảm tạ rồi tiến cảnh tú cúc ra cửa đang chuẩn bị trở lại thì trong nhà vệ sinh đi ra một người phụ nữ trung tuổi nước ra bánh mật người phụ nữ nhìn thấy trương dương hai mắt trợn tròn lộ ra vẻ bực mình nói nhìn cái gì vậy chưa thấy phụ nữ bao giờ à đồ lưu manh trương dương lâm vào thế giờ khóc giờ cười hắn cũng biết rằng đây là loại đàn bà đanh đá tốt nhất là không nên trêu chọc cho nên chỉ trầm mặc là sáng suốt nhất bên kia tiểu ngụy lộ đầu ra cười nói tạ chủ nhiệm chị thế nào lại đến đây trương dương trở lại bàn làm việc ngồi xuống lúc sau tiểu ngụy dẫn người đàn bà đanh đá kia đến hướng Trương Dương giới thiệu, Trương chủ nhiệm, đây là chủ nhiệm Tạ Nguyệt Nga ở thôn Hạ Thanh Hà. Tạ Nguyệt Nga từ lời giới thiệu tiểu ngụy đã biết thân phận Trương Dương, vẻ mặt có chút xấu hổ, nước ra bánh mật vì ngượng ngùng trở nên có chút tím đen lại kia. Trương chủ nhiệm, tôi, tôi không biết là. Trương Dương nở nụ cười, ý bảo tiểu ngụy đem cho Tạ Nguyệt Nga cốc nước, Tạ Nguyệt Nga lấy ra một cái gì đó. Tìm ta chuyện gì? Tạ Nguyệt Nga hạ giọng, khuôn mặt nhăn nhúm xuất hiện nhiều nếp nhăn, móc ra tờ giấy đặt lên bàn, nhẹ nhàng đưa trước mặt Trương Dương, Trương chủ nhiệm, tôi xin báo tình hình kế sinh trong thôn. Trương Dương nhìn lướt qua, mặt trên viết tên ba người, nghĩ đến đều là tạ Nguyệt Nga điều tra phụ nữ có thai trái pháp luật tại thôn Hạ Thanh Hà, cảm tình tạ Nguyệt Nga là đến đây mật báo, hắn mỉm cười nói, ừ, việc làm không sai, tôi đã biết rồi. Tạ Nguyệt Nga không khỏi ngẩn ra, nàng vẫn đang chờ ở bên dưới, dựa theo quy định hắc giả Sơn Hương trước kia, chủ nhiệm thôn chỉ cần cung cấp đầu mối phụ nữ siêu sinh phi pháp, kế sinh bạn là sẽ dành cho tiền thưởng. Thấy Trương Dương cuối cùng không đề cập tới chuyện này, nàng có chút không chịu nổi cái gì. Trương Dương thật không biết quy định này, cứ mặc nhiên nhìn cô ta, cô còn có việc gì không? Tạ Nguyệt Nga cắn môi, vậy tiền thưởng thì sao đây? Nàng đúng là vẫn không dừng lại, mà trực tiếp mở miệng đòi tiền. Lúc này, Trương Dương mới hiểu được ý của nàng, nhàn nhạt cười cười, tạ chủ nhiệm, cô xem ta ngày hôm nay mới tiếp nhận công tác tại kế sinh bạn, từ chủ nhiệm còn đang nằm viện, còn rất nhiều công việc chưa kịp chuyển giao, sự kiện kia chờ tôi sắp xếp công việc sau này được không? Tạ Nguyệt Nga có chút không cam lòng, nói quy định rõ ràng rồi, có gì không thuận. Trương Dương có chút phiền, trên mặt vẻ tươi cười bỗng nhiên buồn bã, tạ chủ nhiệm là muốn tôi chỉ đạo công việc thế nào nữa. Tạ Nguyệt Nga sừng sốt, thấy Trương Dương tỏ vẻ tức tối trong lúc nhất thời phản ứng lại, người nhà dù sao cũng là cán bộ cấp trên của nàng. Tạ Nguyệt Nga thật đúng bị quan uy của Trương Dương hù dọa, liền đứng lên, ngày mai tôi sẽ trở lại. Trương Dương thực sự có chút nhức đầu, kế sinh bạn là nơi các bà, các mẹ giao tiếp. Lý Trường Vũ ơi Lý Trường Vũ, người dám đâm sau lưng ta. Tạ Nguyệt Nga đi ra một một hồi, hương chính phủ đại viện truyền đến một tiếng hô hào, Trương Dương cùng Tiểu Ngụy đi ra ngoài sân thượng nhìn xuống dưới, đã thấy hơn 10 người trong đó có nhiều phụ nữ vây bắt đánh Tạ Nguyệt Nga. Tạ Nguyệt Nga tóc tai bù xù kêu khóc thảm thiết, giết người, giết người. Trương Dương thò đầu ra, đã bị Tạ Nguyệt Nga thấy được, Tạ Nguyệt Nga như thấy được Bồ Tát cứu mạng liền kêu lên, "Trương chủ nhiệm, ngài cứu tôi với." "Tôi chưa, chưa từng nói gì." Trương Dương mới phát hiện toàn bộ trên hành lang ngoại trừ hắn cùng Tiểu Ngụy không còn những người khác. Tạ Nguyệt Nga kêu khóc thảm thiết như vậy, vậy mà không ai đi ra hương chính phủ mọi người chết hết rồi à. Kỳ thực lúc này lãnh đạo chủ yếu thật đúng là đều đi hết cả. Vụ cháy trường tiểu học Hồng Kỳ tuy rằng không có thương vong, hắc giả Sơn Hương cũng không tính toán việc nhỏ, nếu như truyền ra ảnh hưởng đến uy tín cho nên vài tên lãnh đạo đều vội vàng giải quyết tốt hậu quả, còn lại đều là một ít cán bộ thị trấn. Một gã đàn ông mặc vải nỉ áo ban đờ suy màu đen chậm rãi đi vào hương chính phủ, bộ dạng tên này độ khoảng 30 tuổi, vẻ mặt cả chấn áp mọi người, trong tay nắm dây xích hai con chó, cười lạnh, lộ ra hàm răng cong vẹo, tả đại cước, con mẹ nó ăn gan hùm mật gấu, lão tử chiêu ngươi chọc giận ngươi hả? À? Mày chạy đến hương chính phủ cáo trạng gì? Hai con điều lang khuyển thẻ đầu lưỡi đỏ tươi, không ngừng nhỏ rớt nước miếng. Chủ nhân Trần Phú Quý kêu con chó, hắn là phú hộ số một trong thôn hà Thanh Hà, hắn nhận được tin. Họ tạ đi kế sinh bạn mật báo nói vợ hắn mang thai thứ ba, bên này liền tìm tới cửa. Trương Dương nhíu mày, một người thôn dân liền xúc phạm xem ra hát giả sơn hương người dân đều không phải dũng mãnh như nhau hắn thấp giọng hỏi tiểu ngụy người kia là ai sao dám xúc phạm như thế tự nhiên tiến đến hương chính phủ gây loạn tiểu ngụy là người thôn hạ thanh hà đối với việc trong thôn đương nhiên quá quen thuộc nhỏ giọng đem thân phận trần phú quý báo cáo sau đó còn nói thêm hắn ỉ vào có người anh huyền vũ trang là bộ trưởng rêu dao khắp nơi hơn nữa trong tay lại có tiền thường ngày không ai dám trêu chọc hắn Lão Tôn Đầu bảo vệ cửa nhìn qua cửa sổ, "Quát Phú Quý, tên tiểu tử mày cũng đừng quá đáng, nơi này là hương chính phủ, để chi đánh người sao?" Trần Phú Quý nở nụ cười, "Lão Tôn Đầu, mắt mày thấy tao đánh người sao? Tao đi xem náo nhiệt, thuận tiện mang theo chó cũng không được sao?" Hai con chó săn đồng thời gầm rú lên, lão Tôn Đầu sợ đến rụt đầu trở lại. Ánh mắt Trần Phú Quý rơi nhìn về phía Trương Dương trên tầng hai, anh mới tới hương kế sinh bạn làm chủ nhiệm. Trương Dương gật đầu, trên mặt lộ vẻ mỉm cười, chậm rãi đi xuống thang lầu. Hơn 10 các chị, các bà dừng đánh Tạ Nguyệt Nga, Tạ Nguyệt Nga tóc tai bù xù chạy lên tầng ẩn nấp. Trần Phú quý tay nắm chặt hai con chó hướng Trương Dương đi vào, không ngờ rằng tuổi còn trẻ như thế, tôi nói Trương chủ nhiệm, hiện tại chuyển sinh chứng còn có thể làm không? Trương Dương dáng tươi cười bất biến, có thể làm, bất quá dựa theo chính sách quốc gia, chỉ cần phù hợp điều kiện, công việc có thể thực hiện tôi dùng tiền không được sao? Trương Dương lắc đầu, không được. Trước đây, Trương Đại Thần Y, hiện nay là Trương Đại Quan Nhân cho tới bây giờ đều lấy kiên trì nguyên tắc, cũng không sợ bị uy hiếp. Trần Phú Quý ha hả cười nhạt, hắn cầm dây xích hai con chó, hai con rít gào nhào tới Trương Dương, chỉ cách Trương Dương còn có 20 cm, rồi lại bị Trần Phú Quý quát bảo ngưng lại, hai con chó sói cực kỳ hung mãnh. Thường ngày hắn ỉ thế hiếp người luôn luôn mang theo chó uy hiếp, thấy vị trương chủ nhiệm này mới tới liền cố ý xua chó để hù dọa. Ai cũng thấy vẻ mặt trương dương như cũ dường như bình tĩnh không dao động, không hề toát ra nửa phần sợ hãi, lui lại sau một bước, hai tay hơi run run, bắn nhanh ra hai cái kim khâu vào huyệt sau tai hai con chó. Tình huống này người khác không hề để ý, động tác hắn làm cực kỳ nhanh và bí ẩn, xung quanh cũng không có ai phát hiện hắn làm cái gì. Hai con chó ngồi thử ra, Trương Dương nhẹ giọng nói, tôi thấy rằng chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, làm người lại đi ỉ vào khí thế của chó, tôi cũng lần đầu tiên được vinh hạnh trông thấy, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, cẩn thận người bị thương là chính cậu. Trần Phú Quý bỗng nhiên run rẩy một chút, hắn tức điên liền buông xích chó ra, hai con chó bỗng nhiên quay lại, hai mắt như bịt kín một tầng đỏ như máu, trong lòng Trần Phú Quý không khỏi sửng sốt, không đợi hắn phản ứng, hai đầu chó đã giết gào hướng trên người hắn đánh móc sau gáy, một chút đã đem Trần Phú Quý vật ngã xuống đất, mặt khác hai con cắn vào cẳng chân hắn. Trần Phú Quý bị cắn liền kêu thảm thiết, giữa tiếng kêu gào thê thảm trương dương quay lại đi lên lầu 2, vừa trốn ở trong phòng hương chính phủ, nhân viên công tác hiện tại đều ra bên ngoài, bọn họ cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, không hiểu đột hai con chó quay lại cắn chính chủ nhân. Cuối cùng các nhân viên làm việc tại hương chính phủ dùng gậy gộc xua đi hai con chó săn mắt đỏ ngầu. Trần Phú Quý bị cắn đến mình đầy thương tích, tại chỗ được đưa đi hương vệ sinh viện cấp cứu, còn hai con chó săn chạy tới một bên thân thể chuyển động một chút, rồi đồng thời phát ra một tiếng u uất, sau đó lăn ra chết trên mặt đất. Tất cả xảy ra hết sức ly kỳ, không ai hoài nghi chuyện này có liên quan đến Trương Dương, chỉ cho rằng Trần Phú Quý mang đến hai con chó rồi đột nhiên bị điên cắn lại chủ nhân, cuối cùng kết luận là bị chết vì bệnh điên, tự nhiên không ai có ý dám làm thịt, ngay lúc đó đem sang đến thiêu đốt tại chỗ. Trương Dương đối mặt chó săn mà vẫn chấn tĩnh tự nhiên, hầu như tất cả mọi người của hương chính phủ đều thấy được, sở dĩ trương dương trong hương chính phủ hành động tiếng tăm lẫy lừng, người khác không nói, nhưng hắn khi nói đến tiền mà mặt không đổi sắc, khí độ đã ít có ai làm được, một chuyện trong hàng trăm chuyện. Rất nhanh thì đã xảy ra bất đồng, trương chủ nhiệm kế sinh bạn ra tay đủ giết chết hai con chó săn, tiện thể trừng phạt luôn chủ sở hữu của nó là Trần Phú Quý. Trần Phú Quý tuy rằng bị thương tích đầy mình, thế nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, tại hương vệ sinh viện băng bó trị liệu, tiêm vaccine phòng bệnh chó dại, sau đó trở về nhà. Nhưng sự tình nhưng không có dừng lại tại đó, buổi chiều đi làm, từ thôn Hạ Thanh Hà tới thấy năm chiếc xe chở nhiều người cùng Caro, Afik. 40 người lắm lời dơ cao, chính phủ ức hiếp sát hại bách tính vô tội, toàn dân thôn Hạ Thanh Hà yêu cầu nghiêm khắc trừng phạt hung thủ đánh người, đoàn người cùng dòng biểu ngữ dừng tại cửa hương chính phủ. Tiểu Ngụy thất kinh, chạy tới phòng làm việc kế sinh bạn, trương chủ nhiệm, việc lớn không tốt rồi, hơn 40 người dân thôn Hạ Thanh Hà tới giờ biểu ngữ viết rằng vì Trần Phú Quý đòi lại công lý, 89 phần 10 là hướng về phía ngài. Trương Dương mỉm cười khép lại sách vở, hắn là bị chó cắn thương, nhiều ánh mắt đều nhìn rành mạch, tôi đâu có quan hệ gì. Không nghĩ rằng người dân lại to gan lớn mật như vậy, tự nhiên chạy đến cửa hương chính phủ tụ tập dân chúng náo loạn. Tiểu Ngụy tràn ngập đồng tình nhìn Trương Dương, hắc giả Sơn Hương cho tới bây giờ cũng không phân biệt phải trái, Trương chủ nhiệm ngài nên tránh đi một chút vương bí thư bọn họ đâu. Đều đi tiểu học hồng kỳ. Gọi điện thoại đến đồn công an. Tiểu ngụy thở dài một hơi, đã qua, người nhà nói lập tức ra cảnh. Còn có nói tha cũng không có nói đi ra, kỳ thực báo hỏng điện thoại từ người dân tiến vào hương chấn liền đánh. Đồn công an chỉ là điều ra cảnh sát, đến bây giờ vẫn không thấy động tính gì, xem ra làm tại hắc giả sơn hương thật đúng là không dễ làm. Trương Dương từ sắc mặt tiểu ngụy đã nhìn ra huyền cơ, chậm rãi gật đầu, được, ta đi nói chuyện cùng bọn họ. Tiểu Ngụy lo lắng cho sự an toàn của Trương Dương, Trương chủ nhiệm, không bằng trước tiên ngài nên lánh đi. Trương Dương cười lắc đầu. Đi lên sân thượng mới phát hiện ra trước cửa hương chính phủ đã có đoàn người đông nghịt kéo đến. Lão tôn đầu từ bên trong cửa sắt, khuyên bảo người dân rời đi. Thấy Trương Dương đi tới, hắn có vẻ có chút vô cùng kinh ngạc, thở dài trong lòng. Trương chủ nhiệm này dù sao tuổi còn trẻ không biết trời cao đất rộng, vừa tới mà đã tạo ra chuyện lớn như vậy, lẽ nào hắn không sợ? Người dân thôn Hạ Thanh Hà vây quanh hương chính quyền, tin tức cũng đã chuyển tới trường tiểu học Hồng Kỳ, hương đảng ủy, bí thư vương bác hùng ngẩn người, ánh mắt chuyển hướng nhìn phó hương trưởng quách đạt lượng chủ quản chính pháp, lão quách, chuyện gì xảy ra? Những, người dân này càng ngày càng kỳ cục, rõ như ban ngày mà dám ngang nhiên công kích hương chính quyền, không còn giữ sự tôn nghiêm cùng uy tín của chính quyền. Quách đạt lượng cười, vương bí thư, tôi đã liên hệ với đồn công an rồi, bên đó sẽ phái người qua ngay. Hương trưởng Hồ Ái Dân đứng bên cũng tiếp lời, chị An Hắc giả Sơn Hương thực chất cai quản chỉnh đốn không theo thứ tự, như thế làm cho cán bộ chúng sao có thể đẩy mạnh công tác. Hắn chuyển hướng Vương Bác Hùng, Vương Bí Thư, tôi về trước đi xem tình hình. Vương Bác Hùng vật đầu. Tôi cũng đi, quách đạt lượng thân kiêm Bí Thư Hương chính pháp ủy, xảy ra chuyện như vậy, hắn đành chấp nhận bụng làm dạ chịu. Hai người trước sau, trên xe có trứng muối rang với bánh mì, hồ ái dân ngồi ở trên lái xe, khởi động ô tô, bỗng nhiên mở miệng nói, lão quách, người cùng Trần Phú Cường là bạn cùng học à. Quách đạt lượng nao nao, ban đầu gây ra rắc rối chính là Trần Phú quý em trai bộ trưởng quận Vũ Trang Trần Phú Cường. Hắn cùng học trung học với Trần Phú Cường, chuyện này rất nhiều người đều biết, hồ ái dân hiện tại nhắc tới chuyện này đến tột cùng là có ý gì. Hồ Ái Dân nhìn như không chút để ý nói, chuyện xảy ra ở quê nhà nhiều quá, đầu tiên là từ chủ nhiệm bị đánh vào viện, sau đó trường tiểu học Hồng Kỳ bị cháy, hiện tại lại có người dân vây quanh hương chính quyền, việc này nếu như chuyển tới bên trong quận sợ rằng. Quách đạt lượng minh bạch, Vương Bác Hùng ngày hôm nay họp yêu cầu cần phải đem sự ảnh hưởng hạn chế trong phạm vi nhỏ nhất. Hồ Ái Dân nói như vậy rõ ràng là muốn đem sự tình náo loạn bọn họ khẳng định sẽ bị quận ủy trách phạt, thân là hắc giả Sơn Hương một tay Vương Bác Hùng đành cam chịu. Hồ Ái Dân tuy rằng cũng muốn gánh chịu trách nhiệm, có thể có trách nhiệm dù sao cũng là thứ yếu. Lẽ nào hồ ái dân nghĩ thừa dịp lần này cơ hội đem vương bác hùng, hất ngựa. Nghĩ thấu mọi chuyện, quét đạt lượng thậm chí có chút hối hận, chính mình đi theo hồ ái dân, nguyên bản giao du với kẻ xấu, hắn cũng không biết rằng bản thân đang đi về đâu. Hồ ái dân thấp giọng nói, có một số việc không che đậy được, chúng ta đang tạo ra cảnh thái bình giả tạo, ngay cả tác phong người đảng Cộng sản thực sự cũng đã quên. Hắn tự nhiên dừng ô tô tắt máy, nhắm mắt lại tựa ở ghế dựa, thực sự là mệt mỏi. Trương Dương vừa đi tới cửa hương chính quyền, tức giận mắng vài tiếng, tiếng gầm gừ như nước thủy triều dâng lên. Tính tình Trương Dương trong quá khứ đừng nói 40 tên là nhiều, cho dù là hơn 400 tên cũng đánh cho bọn họ răng rơi cả hàm, có thể Trương Đại quan nhân hiện tại nếu vào quan trường thì có rất nhiều phương pháp làm việc nhất định phải thay đổi, đánh người là việc khá thô bạo, nếu không được thì mới bất đắc dĩ Trương Đại quan nhân sẽ vận dụng quyền cước. Trương Dương chắp tay sau lưng, ánh mắt cực đủ uy nghiêm, nhất nhất đảo qua dân chúng trên mặt đất, trong ánh mắt lạnh lùng nhìn những. Hương nhân ngu muội chính mình dùng lực sát thương tương đối lớn, nhìn chung quanh một vòng phần lớn mọi người thôi kêu la. Trương Dương lạnh lùng nói, mọi người biết đây là nơi nào không? Nơi này là hương chính quyền, là cơ quan nhà nước, nếu tấn công vào cơ quan nhà nước là trái pháp luật, là hành vi gây rối loạn. Nghe Trương Dương uy hiếp, dân chúng lộ ra vẻ sợ hãi, ông hù dọa ai chứ thế nào là phạm tội ông đả thương trần phú quý thì không phạm tội sao một câu nói từ dưới lên xúi dục dân chúng trương dương cười gật đầu ai vừa nói đứng ra cho tôi xem một thanh niên vóc người khôi ngô đứng dậy tiến đến cửa sắt tôi nói dù thế nào trương dương chỉ vào mặt người này trần phú quý là bị chính con chó cắn của anh ta cắn thương mỗi người trong hương chính quyền đều có thể đứng ra làm chứng nếu anh nói lung tung Tôi sẽ kiện anh tội vu cáo, tội vu cáo cũng là một hình phạt. Hù dọa ư, nếu là chó cắn thì cũng là tại các người hương chính quyền, cũng phải được bồi thường. Người thanh niên kia bị Trương Dương uy hiếp có vẻ có chút lo lắng không yên. Bồi thường cho anh ta." Thanh âm càng về sau càng hắng giọng cao hơn. Trương Dương thấy những người dân này không có dễ dàng như vậy hù dọa, âm thầm cảm thán sự dũng cảm của người dân. Bỗng nhiên nhớ tới vụ đánh gãy hai chân từ Kim Đế thảo nào Lý Trường Vũ đem giao cho mình tới một nơi hoang vu hẻo lánh tiếp nhận quan chức. Đi vào hắc giả Sơn Hương, thấy phần lớn người dân mang theo vũ khí, ai cũng nghĩ rằng làm tốt công tác tại đây thì thật không dễ dàng, bất quá Trương Dương chấp nhận tình hình khó khăn mà tiến lên, cục diện càng chắc trở thì càng khơi dậy ý chí chiến đấu trong lòng hắn, âm thầm quyết tâm, lão tử sẽ làm cho Lý Trường Vũ nhìn xem. Lão Tôn mở cửa, tôi không tin, cán bộ đảng Cộng sản chúng ta còn có thể có dã tâm giống hạng người đạo trích. Trương Dương nói xong tự mình nghiêm nghị, kỳ thực hắn ngay cả đội thiếu niên tiền phong viên cũng không phải. Lão Tôn đầu còn tưởng rằng mình nghe lầm, nhìn Trương Dương liền lặp lại một lần, lão Tôn đầu lúc này mới tình nguyện mở cửa. Cửa vừa được mở ra, tất cả mọi người đều dũng mãnh tiến vào, bao vây lấy Trương Dương, gã thanh niên vừa nói hồi nãy hiển nhiên là đi đầu, hắn vào tới trước mặt Trương Dương, chỉ tay vào mặt Trương Dương, hùng hổ nói: "Ông mới tới kế sinh bạn làm chủ nhiệm à?" việc đánh thương Trần Phú Quý giải quyết ra sao? Chúng tôi yêu cầu bồi thường, chúng tôi yêu cầu ra mặt xin lỗi. Trương Dương lạnh lùng nhìn người này, anh tên gì? Người thanh niên hé miệng, thấy Trương Dương khí thế hơn người, hắn quả thật trột dạ, thế nhưng nhìn xung quanh nhiều hương thân như vậy, nhất thời liền tỏ ra ương ngạnh, tôi tên Trần Phú Cường. Dù sao Trần Phú Cường với Trần Phú Quý là anh em con chú con bác. Trương Dương quay đầu lại, nhưng thấy trên lầu hai hương chính quyền mọi người đều đứng dậy, Tiểu Ngụy cũng ở trong đó, hai quả đấm nắm chặt, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, "Tiểu Ngụy, các ngươi là người cùng thôn, Trần Phú Cường trong nhà có mấy người con." Ngụy Thục phân ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới vị này kế sinh bạn đại chủ nhiệm dưới tình huống như vậy mà còn nhớ chuyện này, nghĩ muốn trả lời nhưng lại sợ lọt vào tai kẻ thù, trong lúc nhất thời tỏ ra ngu ngốc. Trần Phú Cường cười lạnh, "Không phải là chọc phá chủ nhiệm kế sinh bạn. Ông áp bức cái gì? Tôi không sợ phải nói cho ông." nhà tôi đã có hai đứa một nam một nữ năm nay tôi còn muốn sinh thêm thế bây giờ ông làm sao trương dương cười cười dựa theo chính sách kế hoạch hóa gia đình anh siêu sinh như thế hẳn là phạt hai vạn tiền tôi không có tiền trần phú cường có chút phiền muộn điều này không hiểu tại sao bỗng nhiên hắn theo trần phú quý làm náo loạn người này mới tới kế sinh bạn làm chủ nhiệm công phu rất thâm hậu kế hoạch hóa gia đình là quốc sách cơ bản anh siêu sinh như thế là trái pháp luật Trái pháp luật là thế nào? Trần Phú Cường mở to hai mắt nhìn, hận không thể đấm Trương Dương, hắn cảm thấy có chút phiền muộn, mình rõ ràng bị Trương chủ nhiệm lừa gạt. Trương đại quan nhân mắt trợn tròn, vương bát khí theo quanh thân tỏ khắp ra. Ở đây mỗi người đều cảm thấy từ Trương Dương có một cỗ sát khí vô hình, không ít người ý thức lui về phía sau một bước. Trương Dương căm tức Trần Phú Cường, nói một câu làm cho người dân Hạ Thanh Hà Vĩnh Viễn khó quên, bố mày là chủ nhiệm hương kế sinh bạn quốc gia phái tao đến chấp pháp, mày trái pháp luật tao sẽ đánh mày. Trương đại quan nhân tức giận đã quên mất đánh người đó là việc thô bạo, hắn ra một quyền liền nện vào cầm Trần Phú Cường. Tuy rằng hắn tức giận nhưng vẫn ý thức được xuất thủ rất thỏa đáng đúng mực, một quyền đá ra Trần Phú Cường đã bị hắn đá bay lên như cưỡi mây đạp gió về phía sau, liên tục đụng ngã hai gã người dân khác. Một người khác múa côn hướng phía đỉnh đầu Trương Dương đánh tới, bị Trương Dương đồng thời giữ lấy, nhấc chân liền đá trúng bụng hắn, Tên này ôm bụng ngã xuống, trong tay côn ba khúc trở vô lực, Trương Dương quát lớn, "Lão Tôn, đóng cửa." Mọi thứ thay đổi vượt xa những người trong hương chính quyền nghĩ đến, bọn họ trợn mắt há hốc mồm nhìn sự việc trong sân, vị Trương chủ nhiệm này mới tới kế sinh bạn vừa thưởng cho tên kia biết sự lợi hại của chiếc côn ba khúc, uy phong lẫm liệt, giống mãnh hổ xuống núi, tiến tới đâu là tới đó đổ ngã. Trong nháy mắt, đã có hơn 10 người dân đã ngã xuống. Những hương dân này thường ngày tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng gặp phải hảo hán thực sự thì không thấy được đạo lý trước mắt, có người đã muốn chạy ra cửa. Lão tôn đầu phản ứng cực nhanh, thấy Trương Dương dũng mãnh như vậy, tay chân cũng mau lẹ đóng cửa lại, sau đó cũng đóng cửa phòng thường trực, từ bên trong cách ly để tỏa sơn quan hổ đấu. Chỉ tiếc con hồ ở đây chỉ có một, Trương Đại quan nhân đánh cho người dân phải kêu cha gọi mẹ, không được 5 phút đồng hồ, cuộc chiến đã kết thúc, trên mặt đất người dân nằm la liệt, thống khổ kêu thảm thiết. Trương Dương đứng ở giữa sân, tiện tay bỏ lại một côn. Mặt trời chiều soi sáng tại người hắn, vì hắn cao to thân ảnh bao quanh một tầng ánh sáng màu vàng. Gió xuân thổi qua, cảnh ca vát màu đen Trương Dương đón gió phấp phới, giống như hắn vừa thắng trận. Thằng nhãi này nội tâm rào rạt, người dân có thể trên mặt tỏ vẻ như thế nhưng vô cùng đau đớn, tôi chúa ghét bạo lực. Lúc này, đồn công an phái bốn gã cảnh sát viên đến, đồn trưởng Chu Lương Thuận dẫn đầu xuống tới hương chính quyền thấy tình hình trước mắt, tất cả đều kinh hãi, bọn họ ai cũng không tin vào mắt mình, sự thực hết lần này tới lần khác đều xảy ra ở nơi đó, Trương Dương đứng ở sân cười tủm tìm, vỗ nhẹ nhẹ hai tay trắng nón, chu đồn trường, các anh đến thật đúng lúc, tôi đợi đến nóng ruột, sợ bọn họ làm tổn hại đến của công chính quyền, cho nên mới gọi đồn công an giúp. chu Lương thuận hài lòng, lẽ nào phẫn nộ, tên này đi ra mẹ nó thật kiêu ngạo, chấp pháp có cảnh sát viên chúng ta, người đã xong rồi. Hắn Sở Dĩ hiện tại mới đến hiện trường, chủ yếu là do hắn cùng Trần Phú Cường anh trai Trần Phú là chiến hữu, nếu Trần Phú quý dẫn đầu náo loạn, hắn đứng ra can thiệp luôn lúc đó thì không hay, chuyện này huyên náo càng lớn càng tốt, Sở Dĩ Chu Lương Thuận ngầm áp dụng chiến thuật kéo dài thời gian. Lão Tôn đầu mở cửa, Chu Lương Thuận nhìn người dân trên mặt đất nằm rên rỉ không ngừng, hắn hắng giọng, nhìn phía Trương Dương, đã xảy ra chuyện gì? Trương Dương khinh thường nhìn hắn, Chu Lương Thuận kéo dài thời gian bây giờ mới đến trương dương đã đoán được tất cả ý đồ trong đó đối với đồn công an trương dương không có một chút cảm tình nhấc chân đá một cước vào bụng trần phú cường tên này siêu sinh tôi đương nhiên phải xử phạt hắn lý do đúng lý hợp tình chu lương thuận mặt đầy sát khí người nhà siêu sinh ông theo đó mà đánh người à ai cho ông quyền chấp pháp hắn chỉ chỉ đầy người bị thương nằm đất cố nén giận dữ nói tất cả bọn họ cũng đều siêu sinh chu đồn trường hẳn là biết ai là thủ phạm cái gì gọi là tòng phạm? Trong trong quá trình tôi chấp pháp, những người hành vi bạo ngược, bạo lực chống pháp luật, ngang nhiên tấn công cơ quan nhà nước, chủ đồn trưởng không kịp thời bảo vệ hương chính quyền cùng sự tôn nghiêm của hiến pháp quốc gia, tôi bảo vệ không được sao?" Hắn quay mũi giáo kích trực tiếp hướng Chu Lương Thuận, Trương Dương từ đáy lòng không xem trọng đồn trưởng đồn công an, lão đứng đằng sau là Lý Trường Vũ, Xuân Dương bí thư quận ủy, hắn một chiếc điện thoại ngay cả cục trưởng quận công an Thiệu Vệ Giang đô thí vui vẻ cấp cho. Chu Lương Thuận gật đầu, chỉ cần những người này có chấn thương nghiêm trọng, một người thương tổn thì tội không thể tha. Lúc này, Hồ Ái Dân cùng Quách Đạt Lượng cũng tới rồi, ai cũng không nghĩ đến sự tình kết cục như vậy, Hồ Ái Dân cố nén chấn động trong lòng, tên này là người nào. Quyền lý lãnh đạo không đùa đấy chứ, công tác kế hoạch hóa gia đình phần nhiều là phái đến một vận động viên. Quách Đạt Lượng thân là chính pháp ủy bí thư cùng Chu Lương Thuận trong lúc đó cũng xuất hiện, lặng lẽ đem Chu Lương Thuận kéo đến một bên, Chu Đồn Trường, chuyện gì xảy ra? Chu Lương Thuận khuôn mặt khổ sở, ông sao lại hỏi tôi, tôi còn muốn hỏi ông kia. Chuyện này chủ nhiệm kế sinh bạn rốt cuộc làm sao ăn nói đây? Quách đạt lượng ho khan một tiếng, liếc mắt nhìn hồ ái dân, hắn đối với hồ ái dân còn có chút oán giận, nếu như điều không phải hồ ái dân nhớ thương đem vương bác hùng lộng xuống phía dưới, sự tình cũng sẽ không náo loạn đến tình trạng này. Sự tình lớn thế này, có thể hiện tại là chủ nhiệm kế sinh bạn ấu đả với dân chúng, chuyện này nên xử lý như thế nào, tuy rằng chính Trương Dương gây nên sự tình, nhưng dân chúng khẳng định muốn tính toán với người đứng đầu hương chính quyền. Hồ Ái Dân cùng Trương Dương cũng chỉ là thấy được một mặt, thời gian bắt đầu phát hiện tên này tấn công, đây hẳn là thị một thư sinh yếu đuối, thế nào trong nháy mắt, một tên gà mái biến thành một sát thủ. Hồ Ái Dân trong đầu cũng thấy điên loạn khó hiểu, có thể hắn dù sao cũng là tại thể chế lăn lộn nhiều, rất nhanh liền để ý ra manh mối, người ta kiêu ngạo như thế, khẳng định có lý do kiêu ngạo, phía sau hắn chắc chắn có một chỗ dựa vững chắc. Nghĩ vậy, Hồ Ái dân đối Vương Bác Hùng hận vài phần, bản thân không biết, tên này nhất định biết Vương Bác Hùng, thảo nào vội vàng cải thiện điều kiện kế sinh bản, còn cung cấp điện thoại. Hồ Ái dân hận tới cực điểm, nhưng không có biểu hiện gì, hắn thở dài một hơi, thưa mọi người, mọi người đối với nghiệp vụ của chúng tôi có chỗ nào không thỏa mãn? thế nào lại dùng phương pháp cực đoan đến thế, hiểu lầm đã được lý giải, chuyện như vậy hoàn toàn có thể tránh được. Hắn lại nhìn Trương Dương, Trương Dương chỉnh lại quần áo, mặt trên không cẩn thận dính vài giọt máu, quê nhà lại không có tiệm giặt quần áo, làm cho hắn có ít nhiều phiền muộn. Hồ Ái Dân nói, Trương chủ nhiệm tuổi còn trẻ, xúc động cũng là khó tránh khỏi, thế nhưng bất luận thế nào, dùng bạo lực đối đãi quần chúng cũng là sai. Trương Dương oai phong nhìn hắn, Hồ Hương Trường, Lời này có điểm không hợp, lúc trước những điều dân kia tấn công Hương chính quyền, về sau tôi mới dùng bạo lực. Điều không thể tha thứ chính là không ít người làm trái với chính sách kế hoạch hóa gia đình, làm cán bộ của một quốc gia, làm một người công tác kế hoạch hóa gia đình, tôi cần phải giữ gìn tôn nghiêm của Đảng cùng quốc gia. Trước sự có mặt rất nhiều người, Trương Dương căn bản không có quan tâm tới mặt mũi Hồ Ái dân, từng câu từng chữ đều để lộ ra ý giáo huấn Hồ Ái dân, người ta dù sao cũng là Hương trưởng bị một chủ nhiệm kế sinh bạn ngang nhiên khiêu khích. Nếu như không phản kích lại bọn họ, khuôn mặt tôi sau này biết để đâu. Xung quanh mọi người nghe mà sửng sốt, rốt cuộc chủ nhiệm kế sinh bạn tự hương leo lên. Hình như là chủ nhiệm kế sinh bạn đang giáo huấn hương trưởng. Trên mặt hồ ái dân tươi cười nhất thời tiêu tan thành mây khói, lạnh lùng nhìn Trương Dương, bỏ mẹ cái danh cán bộ quốc gia. Ngay cả một chính thức biên chế cũng không có, tự nhiên dám giáo huấn, hắn nói năng rất có khí phách, bọn họ đều là dân chúng, là phụ mẫu của chúng ta, thế nào lại là điêu dân. Tiểu Trương, những lời này rất có tính giai cấp, là một người đảng cộng sản viên, người thế nào lại có thể có thái độ như vậy, không phù hợp đối đãi quần chúng nhân dân. Hồ Hương trưởng xem ra, nếu Trương Dương có thể lên làm chủ nhiệm kế sinh bản, nói như thế nào cũng phải là đảng viên, chỉ ít cũng phải là một dự bị, lại không biết người ta Trương Đại Quan Nhân căn bản là một thường dân lên làm chính trị. Trương Dương cười nhạt, tôi không phải đảng viên, chẳng qua tôi là người trong sạch, không ngờ ý hồ hương trưởng là muốn bọn họ đem hương chính quyền đạp đổ người tài. Đối mặt Trương Dương lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích quyền uy bản thân, hồ ái dân cũng nhịn không được, hắn giận dữ hết Trương Dương, người có ý tứ gì? Ấu đả quần chúng còn nói lý. Chu Lương Thuận đứng bên xem âm thầm vui vẻ, tên này thực sự là không biết trời cao đất rộng, ngay người lãnh đạo trực tiếp cũng đắc tội, người như vậy còn dự tuyển vào quan trường, thực sự là mệnh trường khó khăn. Hắn đang ở nhìn có chút hả hê, nhưng phát hiện phía sau tựa hồ bị chặn, vội ý thức xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy hương đảng ủy bí thư vương bác hùng mang theo một đám người xuất hiện tại đại viện hương chính quyền. Chu Lương Thuận đi qua suy nghĩ muốn bắt chuyện, vương bác hùng không phản ứng mà bước đi tới bên cạnh hồ ái dân, hướng người dân thôn Hạ Thanh Hà vẫn đang rên rỉ nhìn không ngừng, Chu Trường Thuận. Đem những kẻ xấu, tấn công hương chính quyền đưa về cho ta. Chu Trường Thuận trợn tròn mắt, những lời vương bí thư chẳng khác nào bảo những người này là kẻ xấu, còn Trương Dương chính là người tốt. Dân thôn Thanh Hà tới đây có khoảng 40 người, mà bọn họ thì chỉ có 5 tên cảnh sát. Nói lại thì bọn họ cũng chỉ có tất cả 8 viên cảnh sát, có 5 gian phòng giam, nếu bắt lại hết thì sợ rằng với số người kia thì ngay cả chen chân đứng cũng không đủ. Chu Trường Thuận có chút thất thần, chuyện ngày hôm nay đúng là không hiểu nổi. Vương Bác Hùng cực kỳ bất mãn nhìn hắn, không nghe thấy gì à. Chu Trường Thuận cuốn quyết gật đầu, sai cấp dưới mời những hương dân này rời ủy ban xã. Hồ Ái Dân thay một bộ mặt tươi cười, Vương Bí Thư, ta đang điều tra chuyện này. Vương Bác Hùng vẫn nói nghiêm túc, sự tình xảy ra đều rõ ràng, có cái gì mà phải điều tra. Tham gia cuộc họp này có Vương Bác Hùng, Hồ Ái Dân, Quách Đạt Lượng, Lý Trấn Dân, Thường ủy xã Cảnh Tú Quốc chủ trì. Cái sự kiện ổ đả này người trực tiếp tham gia là Trương Dương cũng đặc biệt được dự thính. Sau đó Vương Bác Hùng đi tới phòng làm việc, rồi đem sự tình hội báo cho huyện ủy Bí Thư. Lý Trường Vũ nghe xong cư nhiên cười phá lên, hắn cảm giác được để Trương Dương tới làm cán bộ chủ nhiệm sinh kế ở đây thát là một điều hết sức tuyệt diệu. Về công về tư, Trương Dương đều thích hợp với vị trí này. Dân xã Hắc Sơn tử vốn nổi tiếng là Biêu Hán, mà trong mắt Lý Trường Vũ thì Trương Dương cũng là một tên rất hương ngạnh mà lưỡng cường tương mộ dũng giả thắng nếu có thể làm cho công tác kế hoạch hóa ở xã Hắc Sơn Tử vốn đã ngưng trệ nhiều năm tiến triển một ít thì thực sự là rất tốt ha à? Lý Trường Vũ đối với tiểu tử này bắt đầu có chút mong đợi Vương Bác Hùng nghe được Lý Trường Vũ cười trong lòng đã có chút để ý tình cảm của tiểu tử kia cùng Lý Bí Thư quả nhiên là thân mật a à, có Lý Bí Thư làm chỗ dựa thì bất luận cái gì cũng đều dễ dàng hơn nhiều tuy thế nhưng Vương Bác Hùng vẫn cần một ý kiến chỉ đạo rõ ràng bèn hỏi Lý Trường Vũ nên xử lý chuyện này thế nào Lý Trường Vũ chỉ nói một câu, muốn hắn chỉ đạo sát sao công tác cho Tiểu Trương, tận lực dành cho hắn điều kiện thuận lợi rồi cúp máy. Vương Bác Hùng mà không hiểu nữa thì đúng là kẻ ngu si, có ý kiến chỉ đạo của đích thân Lý Trường Vũ, ý định của Vương Bác Hùng cũng trở lên rõ ràng. Nếu những chuyện phiền toái kiểu này cứ tiếp diễn mãi, cho dù là không bị huyện phê bình khiển trách, nhưng muốn thuận lợi thăng tiến e rằng chỉ là nói nhảm mà thôi. May mắn là thời khắc mấu chốt, Lý Trường Vũ lại phái Trương Dương xuống, hiểu được ý của lý bí thư hơn nữa cũng biết trương dương cùng lý bí thư có quan hệ thân mật chỉ cần mình tạo quan hệ tốt với trương dương thì sau cũng có thể có chút ích lợi vương bác hùng cảm thấy trương dương đúng là quý nhân của hắn vương bác hùng trong bụng như mở cờ đi vào phòng họp hắn muốn thấy vương bác hùng đi vào phòng họp tất cả mọi người ngừng nói hồ ái dân quách đạt lương ngồi bên tay trái hồ ái dân hai tay hắn đặt lên bàn ngón tay đan vào nhau vô luận là hồ ái dân hay vương bác hùng hắn đều không thể trêu vào, và cũng không muôn dây vào. Đảng ủy bí thư xã cùng chủ tịch xã đấu tranh gay gắt với nhau cũng đã hai năm rồi, hắn Thủy chung vẫn làm kẻ trung lập, từ đáy lòng thì hắn đối với cả hao đều không phục, hắn cho rằng luận năng lực, chủ tịch xã hồ ái dân làm gì có gì, chỉ là biết cách khéo léo luồn lách để mà thăng quan tiến chức. Còn bí thư vương bác hùng thì bị biết bốc phét công tác chính trị cán bộ đối với nông nghiệp thì rốt đặc cán mai. Tố công tác thượng thợ khéo ngồi cao quách đạt lượng vẫn là cho rằng chính mình mới xứng làm lãnh đạo tối cao ở xã. Khuôn mặt tươi cười thường ngày của Lý Trấn Dân đã không còn tồn tại, hồng kỳ tiểu học bị cháy đã như một tòa núi lớn đè nặng trong lòng hắn. Hắn nguyên bản là hạng người không có lý tưởng tham vọng gì, nhưng hiện tại muốn yên thân cũng không phải là dễ dàng gì, khối văn hóa giáo dục tuy rằng không có nhiều điều tiếng hay phiền phức gì, nhưng mấy sự kiện vừa rồi, đầu tiên là cán bộ sinh kế từ kim đế bị đánh, nay lại là tiểu học Hồng Kỳ bị trách. Giả sử như trên huyện xuống điều tra, truy cứu trách nhiệm lãnh đạo quản lý thì đến lúc đó Vương Bác Hùng đem mọi chuyện đổ lên đầu hắn là cái chắc. Lý Trấn dân nghĩ mà có chút bi ai, già rồi muốn an nhàn cũng không được. Lão tử một không tham ô, hai không nhận hối lộ, thầm nghĩ chỉ muốn vài năm an an ổn ổn rồi về nghĩ, không ngờ một nguyện vọng nhỏ nhoi như vậy mà cũng không đạt được. Nghĩ tới đây tâm tính hắn trở lên quyết liệt, đã thế thì kẻ nào muốn chơi ta, Ta sẽ đấu với hắn một trận. Lão tử không chấp nhận để kẻ khác khi dễ mình. Cảnh Tú Cúc mở sẵn cuốn sổ ghi chép trước mặt ra, tay cầm sẵn bút, mỗi lần có cuộc họp đều do nàng phụ trách ghi chép. Trước khi trở thành cảnh chủ nhiệm, nàng từng là một tiểu bí thư, đương nhiên là lúc đó là lúc Vương Bác Hùng còn chưa đương nhiệm. Trương Dương ngồi ở chỗ kia, nhưng ánh mắt lại cứ ngó ra ngoài cửa sổ, từ lúc chào đời đến nay đây là lần đầu tiên được tham dự họp tiểu tử này hồi tưởng lại lúc mình cho đám điêu dân kia một trận, cũng ý thức được chút vấn đề, đánh người đúng là cũng hơi quá, có khi là ta phải áp dụng biện pháp khác để giải quyết vấn đề. Trương quan nhân ngồi phân tích vấn đề, suy xét kỹ càng, đúng là từ lúc hắn bước chân vào quan trường bắt đầu tiến bộ không ít. Vương bác hùng ho khan một tiếng, nhắc nhở mọi người tập trung lại, sau đó gióng giạc nói, hiện tại xã Hắc Sơn tử chúng ta đang xảy ra rất nhiều vấn đề, chuyện tốt có mà chuyện xấu cũng có, ta nghĩ tất cả mọi người đều đã rõ ràng sự tình ra sao. Đầu tiên ta nói tới chuyện tiểu học hồng kỳ cháy, hai mắt hắn đưa quanh nhìn mọi người sau đó dừng lại trên người Lý Trấn Dân, đây là ý muốn Lý Trấn Dân lên tiếng. Lý Trấn Dân trước tiên nhấp một ngụm trà sau đó nói, ta trước hết xin nói hai câu. Vương Bác Hùng gật đầu vẻ đồng ý. Lý Trấn Dân đầu tiên là thành khẩn biểu thị ý tứ nhận lỗi, hắn làm công tác phân công quản lý văn hóa giáo dục trong xã, chuyện cháy tại tiểu học Hồng Kỳ hắn không thể trốn tránh trách nhiệm được, bất quá Lý Trấn Dân làm việc đã nhiều năm cũng không phải là hạng hồ đồ. Sau khi nhận lỗi xong thì lập tức chuyển chủ đề tới vấn đề cháy tiểu học Hồng Kỳ, từ sự việc này mà nói tới vấn đề của bên phòng cháy. Lý Trấn Dân chậm rãi nói thì lúc đó tại cuộc họp có người sắc mặt chợt biến. Chương 14, công năng của bao cao su. Vương Bác Hùng lúc này mới đứng dậy, xã nhà hiện tại đúng là rất bất ổn. Chúng ta là cán bộ nhà nước, là người phục vụ cho nhân dân, nhưng ngay đến điều cơ bản là đảm bảo an toàn của bản thân cũng không có thì làm sao có thể làm việc, làm sao có thể triển khai công tác. Hắn quay lại quét đạt lượng, phó chủ tịch quách, chuyện này ngươi tự mình kiểm điểm lại một chút. Chị An trong xã vì sao lại biến thành cái dạng này? Triệu tập tất cả công an trong xã, xem xem lúc sự tình phát sinh thì họ làm cái gì? Nếu như ngày hôm nay bọn họ tập trung thì sự tình làm gì đến nỗi như thế này? nói xong ánh mắt lại nhìn thoáng qua hồ ái dân, trong lòng thầm nghĩ, hôm nay ngươi cùng quách đạt lượng tới xử lý sự tình tranh chấp ở ủy ban xã, từ tiểu học hồng kỳ tới ủy ban xã xa như vậy sao? Thế nào mà lại tới chậm như vậy? Theo ta thì là kéo dài thời gian thì có. Quách đạt lượng đầy một bụng ủy khuất gật đầu, thế nào mà ngày hôm nay cảm giác tất cả mũi giáo đều chĩa vào người hắn? Phó chủ tịch xã Quách dù sao cũng là người có ý tứ, trong lòng thầm mắng, Vương Bác Hùng, hồ ái dân hai người các ngươi tranh đấu thì liên quan gì tới ta mà phải lôi ta vào chuyện của các ngươi. Vương Bác Hùng lại nói, bây giờ là lúc gieo vụ xuân, xã nhà muốn thành lập một tổ công tác, xuống tân mỗi thôn kiểm tra công việc và tình hình gieo trồng. Ta kiến nghị bắt tay vào công việc gieo vụ xuân đồng thời triển khai trùng kiến tiểu học Hồng Kỳ. Kiểm tra lại công tác phòng cháy chữa cháy cùng thắt chặt trị an trong xã. Lúc này Vương Bác Hùng mới để ý thấy ánh mắt Trương Dương đang trông mong nhìn hắn hiển nhiên là đang đợi hắn phân công công tác, liền cười cười nói, được rồi. Còn trọng yếu nhất, công tác kế hoạch hóa gia đình. Những người tham gia họp có chút mơ hồ, cái gì mà công tác kế hoạch hóa gia đình lại trở thành trọng yếu nhất? Không khỏi đưa mắt nhìn Trương Dương. Hội nghị bắt đầu chọn người vào tổ công tác, tổ trưởng là do quách đạt lượng đảm nhiệm, bởi vì bình thường công tác phòng cháy chữa cháy và trị an là do quách đạt lượng phụ trách. Ngày hôm nay hắn thực sự là bực mình, thế nào lại trở thành trung tâm công kích, hắn vốn chẳng muốn ở lại cái xã này để trở thành chỗ gánh đạn cho cuộc tranh đấu của Vương Bác Hùng với Hồ Ái Dân. Xuất phát từ lo lắng đó, Phó Chủ tịch Quách sáng suốt lựa chọn xuống cơ sở. Các thành viên còn lại là Chu Xuyên làm công tác tuyên truyền, đồng khai chính ở trạm nông nghiệp xã phụ trách công tác nông nghiệp, Phó Đồn trưởng Công an xã Đỗ Vũ Phong phụ trách trị an. Vừa mới tới xã đảm nhận vị trí chủ nhiệm sinh kế nên Trương Dương cũng đành chấp nhận làm công tác kế hoạch hóa gia đình vì tầm quan trọng của công tác kế hoạch hóa gia đình, ngay tại cuộc họp Vương Bí Thư bổ nhiệm Trương chủ nhiệm làm phó tổ trưởng tổ công tác, cũng là thực hiện theo lời lý trường vũ cấp cho Trương Dương Trúc trọng trách, bất quá quyết định này làm cho nhiều thành viên trong xã kinh ngạc than mãi không thôi. Một người vừa mới tới nhậm chức, một tiểu tử ngay cả tên trong biến chế chính thức cũng không có, cư nhiên lại lên làm phó tổ trưởng tổ công tác, nguyên nhân phía sau khiến cho người khác không thể không suy nghĩ tới chủ tịch xã Hồ Ái Dân suy tính nhất định phải tìm cách điều tra bối cảnh tiểu tử này. Trở lại phòng kế hoạch hóa, Trương Dương phát hiện ánh mắt tiểu ngụy nhìn mình so với lúc trước rất khác biệt, trong ánh mắt tràn ngập sự sùng bái tôn kính. Nói lại, một mình mà dám đối mặt đấu với bốn chục thôn dân hung hăng thì đúng là hết sức dũng cảm và dũng mãnh. Nhìn một người như vậy thì bất luận là ai cũng đều có cảm giác tôn sùng, huống chi người này lại còn là lãnh đạo trực tiếp của tiểu ngụy tin Trương Dương đảm nhiệm trước tổ phó tổ công tác cũng truyền tới tai tiểu ngụy, nàng nhỏ giọng chúc mừng Trương Dương. Trương Dương lần này xuống nông thôn nhiều cái hoàn toàn không biết, may mà có tiểu ngụy tận tình chỉ giải cho. Lại nói Trương Dương hắn xuống nông thôn chủ yếu tích lũy kinh nghiệm cùng vui chơi giải trí, đương nhiên cũng cần phải thực hiện công tác kế hốt hóa gia đình, có thành tích thì càng tốt, phải tuyên truyền cho nhân dân hiểu tầm quan trọng của kế hoạch hóa gia đình, Phổ cập các biện pháp tránh thai, như trước đây từ chủ nhiệm cũng phải mang theo bao cao su tới từng nhà trong thôn phân phát. Tiểu Ngụy dù sao cũng là một nữ nhân chưa lập gia đình, những lúc báo cáo với Trương chủ nhiệm đều có chút đỏ mặt, nhưng như thế lại càng tăng thêm vài phần quyến rũ. Trương Dương thấy vậy cũng cười cười, tiểu tử này lại còn giả bộ gần gũi hòa đồng với cấp dưới, nhưng Tiểu Ngụy cũng cảm giác được chút hương vị hôn ám mập mờ trong đó thành ra càng nói mặt càng đỏ, tim càng đập tới cuối giọng nói lý nha lý nhí như mũi vo ve, may là Trương Dương không có chút hành động nào. Hắn vung tay cười, tốt, tiểu ngụy chuẩn bị giúp ta hai hộp bao cao su. Tiểu ngụy mặt đỏ lui ra ngoài, trong lòng có chút xấu hổ. Chủ nhiệm Trương này thật là, nói năng chả có chút kiêng rè gì cả, người ta là nữ nhân chưa lập gia đình A. Sau khi tiểu ngụy rời đi, ánh mắt Trương Dương nhất thời tập trung nhìn lên cái điện thoại trên bàn. Liên điện tới bệnh viện nhân dân huyện, chuyển máy tới khoa chỉnh hình, không ngờ là tả hiểu tình lại đi thực tập theo phòng giải phẫu lòng có chút mất mát buông biện xuống trong lòng suy nghĩ xem ở huyện xuân dương còn người quen nào nữa không cuối cùng nhớ tới một người chị vợ của lý trường vũ tô lão thái hơn nữa đem báo cáo tình hình công tác với lý bí thư cũng là nên làm trương dương lại cầm lấy điện thoại gọi tới vi viên điện thoại reo một hồi thì nghe thấy giọng của tô lão thái tô lão thái tuy ở thành thị đã lâu nhưng thủy trung vẫn không quen và không thích dùng điện thoại dù sao bà vẫn cảm thấy không gì bằng đối mặt nói chuyện trực tiếp ai đó đại nương là ta trương dương đây trương dương a hai tử này ta vừa mới nhắc tới người đó đêm nay ta đun sườn cách thủy mai tới đây ăn nha trong lòng trương dương cảm thấy hết sức ấm áp trên cái thế giới này dù sao cũng vẫn còn có một vài người quan tâm lo lắng cho mình đúng là có những điều tưởng chừng rất nhỏ bé đơn giản mà lại làm người ta cảm động sâu sắc Trương đại quan nhân từ khi dung nhập thế giới này, cũng bắt đầu thích ứng với nhân vật này, bắt đầu cảm thụ được tình cảm mà trước đó hắn không thấy gì, cái này khả năng như trong chuyện thường nói đó là cảm tính. Hắn cười nói, đại nương, ta đang ở xã Hắc Sơn Tử rồi, khả năng là cuối tuần mới về, trở về ta tới chỗ người liền. Hắc Sơn Tử, chỗ đó ở xa lắm sao? Sao không nghe thấy lý thúc của ngươi nói gì? Vậy cuối tuần ngươi nhất định phải về đây ăn thật nhiều a à? Trương Dương sảng khoái đáp ứng, rồi hỏi thăm sức khỏe lão thái, sau đó mới cúp máy. Tiểu Ngụy ôm hai hộp bao cao su đưa đến văn phòng thấy Trương Dương đang gọi điện thoại thì đặt ở đó rồi quay đi. Trương Dương cũng muốn gọi điện về hỏi thăm tình hình gần đây của mẫu thân cùng Tiểu Ngụy, nhưng đáng tiếc là nhà không có điện thoại. Sau đó một lát lại gọi tới khoa chỉnh hình bệnh viện huyện lần nữa. Đầu dây bên kia vang lên giọng của một tiểu hộ lý, tìm tả hiểu tình hả. Nàng vừa mới đi xuống dưới kia xong, Chắc là đi WC ấy. Nếu ngươi không ngại đợi một lúc thì ta sẽ để máy đây. Trương Dương Tùm tỉm cười nói, giọng ngươi thật dễ nghe a, à, cứ như là giọng của MC đài phát thanh trung ương ấy, dù sao ta cũng không có chuyện gì quan trọng, ngươi có thể nói chuyện với ta vài câu được không? O không ô. Hộ lý này khanh khách cười, miệng lưỡi thật là dẻo như kẹo a. À. Muốn theo đuổi Tả Hiểu Tình à, ngươi theo đuổi nàng nhiều lắm, gọi điện thế này không ăn thua gì đâu ha ha, cứ gọi điện thoại nhất định là theo đuổi sao. Nói thật cho ngươi biết, ta là anh của nàng ta, như thế nào lại thế chứ? Giọng ngươi hay như vậy, nhất định là người cũng rất đẹp, có cơ hội tới bệnh viện huyện, nhất định phải diện kiến một chút. Trương Dương qua hơn 1.300 năm vẫn còn có một cái bệnh, đấy là khi không có việc gì thích tán gẫu, nhất là tán gẫu với nữ nhân. Hộ lý kia được Trương Dương bơm cho mấy câu thì sướng cười liên tục, trò chuyện vui vẻ mà quên mất cả điện thoại là gọi tới cho tả hiểu tình. Mãi tới lúc tả hiểu tình đi qua mới nhớ ra, cuống quyết gọi lại tả hiểu tình, anh ngươi gọi điện thoại tới. Tả hiểu tình ngẩn người, nàng lại tưởng là điền bân, thế nào sao lại điện tới bệnh viện làm gì? Đi tới nghe máy, anh. Nghe thấy đúng giọng nhẹ nhàng của tả hiểu tình, Trương Dương cảm thấy như thoải mái hết cả người, mặt dày mà đáp ơi. Tả hiểu tình nhận ngay ra giọng của hắn, trong lòng có chút khẩn trương, mặt hồng lên, xí. Một tiếng khinh khỉnh, vài tên hộ lý trong bệnh viện thấy bộ dạng mê người của Tả Hiểu Tình lúc đó không khỏi ngây ngốc, nhìn bộ dạng này của nàng khẳng định không phải là anh nàng gọi tới a. À. Tả Hiểu Tình có chút xấu hổ quay người đi nhỏ giọng hỏi, có phải ngươi đi làm quan rồi thì sung sướng đắc ý lắm nhỉ? Ngay cả điện thoại về cũng chẳng thấy. Trương Dương ôm lấy điện thoại, ngươi là người không biết cái xã Hắc Sơn tử này căn bản là một nơi thâm sơn cùng cốc. Điện thoại ta ở nơi này chẳng có chút tín hiệu nào cả. Cái điện thoại mua mất một đống tiền mà giờ chỉ có đem làm đồng hồ. Tả Hiểu Tình nghe thế không khỏi nở nụ cười, đáng đời. Ai bảo ngươi không từ thủ đoạn kiếm tiền bất chính. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Tả Hiểu Tình trầm xuống, chính mình thế nào lại không để ý nói chuyện này ra, lần trước đã bị hắn nói cho mất mặt một lần rồi, nàng cắn cắn môi dưới vội chuyển chủ đề, à mà mượn ngươi làm tấm mộc nữa vậy. Thấy Cao Vĩ từ xa đi tới, Tả hiểu tình sực nhớ ra mượn cứ nói. Trương Dương cười nói, thằng cu cao vĩ kia còn dám làm phiền ngươi, ta phang gãy chân hắn. Ngươi đừng có làm thế à, tả hiểu tình biết tính hắn trời đất chẳng sợ, nói là làm nên vội vàng ngăn lại. Trương Dương một đằng vẫn nói chuyện điện thoại, một đằng mở hộp bao cao su ra, lấy một cái ra, nhìn mấy hình ảnh nóng bỏng trên đó. Cái bộ phận mẫn cảm chưa được hoạt động suốt 1.300 năm của Trương Đại Quan Nhân có phần bức bối, bất chi giác dựng đứng lên công việc thuận lợi chứ. Ngon, tuy nhiều vấn đề, nhưng chẳng có gì đáng ngại, vừa mới được phân công làm phó tổ trưởng tổ công tác xã, đảm nhận tuyên truyền sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình. Trương Dương vừa nói vừa nghiên cứu mấy cái bao cao su, mấy thứ này hắn chưa có xài qua bao giờ a. À. Tả hiểu tình nhẹ giọng cười nói, chỉ sợ là chỉ dám nói chuyện tốt, chuyện xấu giấu đi rồi. Có chuyện gì khó khăn cứ nói ra, biết đâu ta giúp được ngươi. Bao cao su này dùng thế nào nhỉ? Trương đại quan nhân hồn nhiên nói ra vấn đề đang thắc mắc. Tả Hiểu Tình đỏ mặt im bặt cả cười, cắn cắn môi dưới thầm mắng tên vô liêm sỉ này, vừa thẹn vừa giận thét lên, đi chết đi. Rồi hung hăng cúp máy, sau đó mới để ý thấy tất cả ánh mắt đang tập trung vào mình, vừa lúc Cao Vĩ đi qua cũng nhìn nàng. Tả Hiểu Tình lúc này xấu hổ muốn chui xuống đất, mặt đỏ như gấc vội đi vào phòng làm việc. Trương đại quan nhân nghe đầu dây bên kia tút tút bất đắc dĩ mới cúp máy. Sau đó xé vỏ bao nhẹ nhàng lôi cái vòng nhỏ nhỏ ra, kéo kéo mấy cái dài ra, thấy tính co giãn thật tốt. Tính trẻ con nổi lên, thổi liền một hơi rồi thắt nút lại, rồi đem tung lên. Cái thứ này đem làm bong bóng nghịch cũng được a. À. Trương chủ nhiệm, a. À. Tiểu Ngụy đẩy cửa bước vào thì mắt thấy một màn thất kinh, khuôn mặt đỏ lên như lửa đốt, Trương chủ nhiệm này thật đúng là cư nhiên lại đem cái thứ kia ra nghịch như vậy. Trương Dương cầm cái quả bóng không cẩn thận đụng vào cạnh bàn nổ, bùm, một cái, khiến chính hắn cũng giật mình. Tiểu Ngụy muốn cười mà không dám cười, hết sức khó khăn mới nhịn được cười, ổn định vẻ mặt nói, Trương chủ nhiệm, Phó Chủ tịch Quách bảo ta nói với người 3 giờ chiều tập trung, trước hết tới thôn Thanh Hà kiểm tra công tác. Trương Dương lúc này mới nhớ tới công việc tổ công tác, gật đầu nói, không thành vấn đề. À này Tiểu Ngụy, vài ngày tới ta không ở xã, công việc ở đây đành phiền ngươi vậy. Chủ nhiệm yên tâm, nếu có chuyện gì ta sẽ hỏi cảnh chủ nhiệm." Cô gái nhỏ này nhu thuận nói. Đúng 3 giờ chiều, năm thành viên tổ công tác tập hợp ở cổng ủy ban xã, ngoại trừ Trương Dương mới tới thì những người khác đều không phải là lần đầu đi công tác cơ sở như vậy nên trên mặt cũng không có cái vẻ hưng phấn như hắn. Tổ trưởng tổ công tác quét đạt lượng thì trên mặt thậm chí còn có chút khó chịu, kể ra thì cũng đúng, bao nhiêu chuyện xảy ra ở xã gần đây đều nhằm đầu hắn mà đổ xuống, có thể vui được mới là lạ lần này đi công tác cơ sở khẳng định là rất chăm chú, cũng muốn kiếm một chút thành tích chứ. Tổ công tác được trang bị một chiếc ô tô, lái xe là phó công an xã Đỗ Vũ Phong. Đỗ Vũ Phong thân cao 1m8, nặng tới 108 không thấy nói là 108 gì, chắc cân tàu nó nhẹ tóc cắt ngắn sát ra đầu, mắt to, bộ dáng biêu hãn. Nếu không phải hắn mặc cảnh phục thì sợ rằng người ta sẽ nhầm hắn là dân giang hồ, tóm lại người này trông bộ dáng thực sự là rất hung hãn. Quách đạt lượng thân là phó chủ tịch xã, ngồi ở ghế đầu, ở trong mắt những người ở vùng nông thôn, cái vị trí ngồi là tượng trưng cho địa vị, vậy nên đương nhiên Quách phó chủ tịch sẽ không nhường cho ai cái chỗ này cả. Trương Dương đi tới thì mấy người cũng đã ngồi yên vị xong, lưu lại cho hắn hàng ghế sau cùng. Trương Dương có chút không vừa ý, dù sao hắn cũng là được Vương bí thư phân làm phó tổ trưởng tổ công tác, đương nhiên vị trí này của hắn không hề nhỏ, tên đồng khai chính kia thì nông sâu thế nào chưa biết. Nhưng cái tên vừa gầy vừa đen Chu Xuyên Chính bất quá chỉ là một cán sự tuyên truyền xã, bất luận về mặt nào cũng đều thấp hơn mình, thế mà hắn cư nhiên dám ngồi phía trước mình. Trương Dương không tránh khỏi bực tức trong lòng. Tiểu Ngụy giúp Trương Dương vứt hai cái hộp lên trên xe song xuôi, cuối cùng Trương Dương cũng đành đi tới ngồi ghế sau cùng. Đỗ Phú Phong châm một điếu thuốc, nhìn qua kính thấy hai cái hộp bên người Trương Dương cười nói, "Trương chủ nhiệm, lát nữa cấp cho ta vài cái." Trương Dương vui vẻ gật đầu, chỉ có loại cỡ 31, 33 không biết có vừa cho người không. Đỗ Vũ Phong cười, 33 cũng được, cũng không phải là đi giày, nó có co giãn mà, nhỏ một chút cũng không sao. Ông vừa nghe xong nói, lão đồng này, người có thể miệt thị nhân cách nhưng không thể miệt thị tính cách của ta. Ta về phương diện tính, cách rất là mạnh a. À. Tiểu tử này đúng là rất hài hước, hắn cố ý kéo dài âm, khiến quách đạt lượng vừa mới nhập một ngụm trà suýt phun ra cả xe tính cũng có nghĩa là giới tính, tình dục. Nam nhân đối với cái đề tài này đương nhiên là rất có hứng thú. Một khi nói tới phương diện này, thì khoảng cách mọi người nhanh chóng được kéo ngắn lại rất nhiều. Bất quá trong mắt mấy người, trương dương này vẫn còn là một tiểu hài tử, tiếng nói còn chưa có trọng lượng. Chiếc xe từ từ chạy lên đường tỉnh lộ nằm trên một đoạn đèo. đỗ vũ phong mở máy hát, quách tổ trưởng, ta thấy đường xã ta cũng nên tu bổ lại chút chút. Nhiều chỗ như đoạn này cũng thật là gồ ghề khó đi, chẳng trách hàng năm đều có vài vụ tai nạn phát sinh. Quách đạt lượng thở dài, xã nhà tài chính cũng eo hẹp lắm, hơn nữa sau này hâm núi thanh thai thông xe, từ tỉnh về đây chắc cũng chẳng ai còn để ý tới mấy con đường nhỏ này. Đỗ Phú Phong cũng thở dài, đừng nói xã Hắc Sơn tử chúng ta, mà có khi cả huyện Xuân Dương cũng là cha không sót mẹ không thương A, là vị trí giao giới giữa hai tỉnh cho nên bình thường đều được mặc kệ ra sao thì ra mà. Đường từ đoạn lên núi bắt đầu gồ ghề hiểm trở, chiếc xe chở tổ công tác cũng không đi nhanh mà cứ từ từ tiến lên. Một bên là vách núi, một bên là vực núi, trông cũng thật là hùng tráng a. Đồng khai chính không dám nhìn ra ngoài cửa sổ, nhắm thịt hai mắt lại, sắc mặt cũng có chút hơi đổi. Chu Xuyên cũng bị câu chuyện dẫn dắt, hắn cười nói, nói đến chuyện này ta lại nhớ tới một điển cố. Thời lũ quỷ lùn Nhật Bản đánh sang Trung Quốc, đánh tới chỗ huyện Xuân Dương này, đang muốn nhanh chóng đánh tới lên thì biết phía trước là Hắc Sơn Tử thì cuống quyết mà chọn đi đường vòng, biết vì sao không? Là vì quanh khu vực Hắc Sơn Tử này rất là nhiều thổ phỉ, đến cả lũ quỷ lùn đó cũng phải sợ, ha ha. Nói xong hắn mở miệng cười ha hả nhưng lại thấy chả có ai cười theo, xấu hổ mà ngậm miệng lại. Quách đạt lương nghiêng người về phía sau nói nhỏ, đó là bởi vì Hắc Sơn Tử quá nghèo, có đi qua cũng không cướp được gì. Đỗ Phú Phong nghiến răng chửi, đờ mờ bọn chó nhật chứ. Ta cứ nghe thấy hai chữ Nhật Bản là sôi hết cả máu lên. Nếu như ta mà sinh ra cái thời kháng Nhật, ta nhất định đem lũ cho đó giết sạch, đem đàn bà Nhật mà cưỡng hết. Quách đạt lương cười lớn chỉ hắn, cực đoan, tiểu đỗ người thật là quá khích ha. Thường ngày bọn họ nói chuyện cũng quen đua với nhau như vậy, hơn nữa giờ lại ra khỏi ủy ban xã rồi, cũng không còn nhiều cố kỵ. Đỗ Vũ Phong được thể càng nói tiếp, cưỡng các nàng Nhật Bản nhất định phải mang bao, cái đó của lão tử hết sức quý giá ha một giọt cũng không thể cho Nhật Bản. Quách Đạt Lượng cười phun cả trà trong miệng, người xem lại người xem có chút gì là giống người cảnh sát nhân dân nữa không? Trương Dương ngồi ở ghế sau cũng cười, cái tên Đỗ Vũ Phong này tính cách đúng là giống y như vẻ ngoài của hắn. Đỗ Vũ Phong dừng lại lau khô nước mà Quách Đạt Lượng phun đầy trên kính xe, vui đùa thì vui đùa, nhưng lái xe tại sơn đạo này vẫn cứ phải cẩn thận. Phía trước rất nhiều khúc quanh, phóng mắt nhìn khắp Tokyo cũng ít nơi có địa thế hiểm trở như thế này. Đỗ Vũ Phong tuy là có nhiều kinh nghiệm lái xe, nhưng cũng không dám lơ là. Lúc bọn họ dừng xe nghỉ ngơi, cũng thấy vài chiếc sim sân chạy qua, đúng là phương tiện đi lại trên mấy đoạn đường đèo núi này chỉ có loại xe ấy là phù hợp nhất. Đỗ Vũ Phong cầm bao thuốc hồng trà đi mời một vòng, Trương Dương hắn không hút thuốc đương nhiên là sẽ từ chối. Đỗ Vũ Phong châm một điếu hút, rồi tùm tìm nhìn Trương Dương, ta nói Trương chủ nhiệm, nghe nói buổi sáng là một mình ngươi chặn bốn chục người thôn thanh hà hà. Trương Dương ngày hôm nay vẫn đều biểu hiện rất từ tốn, phất đời, hắn nhàn nhạt cười, thật sự là bọn họ bức người quá đáng thôi. Đỗ Phú Phong đương nhiên chưa nhìn tận mắt chàng diện Trương Dương một mình chống bớn ba người, đương nhiên đối với chuyện này là hết sức hoài nghi. Bất quá Chu Lương Thuận đưa tất cả thôn dân và đồn công an thì Đỗ Vũ Phong cũng đã kiêm tra thương thế vài người, thương thế rất vừa phải, không ai có bị thương nặng cả. Đỗ Vũ Phong cùng Chu Lương Thuận vốn thường ngày không vừa mặt nhau. Chu Lương Thuận thì làm việc luôn hời hợt, Đỗ Phu Phong thì luôn hết mình, tính cách thì một hướng nội, một hướng ngoại cũng là hoàn toàn bất đồng. Cho nên trong công việc hắn nhiều việc khó toàn sai Đỗ Vũ Phong, tuy rằng Đỗ Vũ Phong cũng biết Chu Lương Thuận cố ý chơi hắn nhưng vẫn phải làm. Cho nên hắn đối với Chu Lương Thuận kia cũng hết sức không ưa. Sự việc phát sinh ngày hôm nay thế nào mà lại không rõ hả Đỗ Sở? Đỗ Vũ Phong cố rít hơi thuốc, ánh mắt nhìn quanh sơn đạo, bình thường ta rất ít ở tại ủy ban xã, gần đây lại xuất hiện hiện tượng phóng nhanh vượt ẩu, đua xe trong xã, nhiều khi xảy ra tại nạn, cấp trên giao ta nhiệm vụ cần phải chấn chỉnh lại một chút. Đua xe, quách đạt lượng ngạc nhiên hỏi. Đỗ Phú Phong vứt điếu thuốc xuống đất rồi lấy chân di di, đều là từ đám lưu manh Bắc Nguyên, tinh lực dư thừa không có chỗ phát tiết. Nên thường xuyên tới khu vực này để tiêu khiển, cuối năm ngoái làm xảy ra tai nạn chết một người. Công an tỉnh Bắc Nguyên muốn chúng ta gây một chút áp lực cho bọn chúng. Ta từ tháng trước tới giờ đều cắm dễ ở xung quanh đây, nhưng mà không ngờ cái lũ kia biến đâu mất, cả tháng rồi mà chả thấy bóng dáng ma nào. Thấy mọi người cười cười, Đỗ Vũ Phong phất tay, không nói nữa, có ai cần đi tiểu thì đi đê, chuẩn bị đi thôi, chạy một đoạn nữa là tới thôn Thanh Hà rồi. Thôn Thanh Hà nằm ở tầm lưng núi Thanh Thai, cũng là một trong những địa phương cao nhất ở xã. Chiếc xe chở tổ công tác dọc theo con đường núi gồ ghề mà đi tới tầm 4 giờ hơn một chút là đã tới đầu thôn Thanh Hà. Ở đây sở dĩ được gọi là thôn Thanh Hà là bởi vì xoang quanh làng là có một dòng sông nhỏ. Dòng sông này là bắt nguồn từ đỉnh núi chảy xuống, uốn lượn chung quanh núi. Giả sử nếu thôn nằm ở phía dưới chân núi thì cũng gần ủy ban xã Hắc Sơn Tử, Trương Dương đánh chính là những thôn dân tới từ đây. Tổ công tác trước khi tới đã thông chi cho bí thư chi bộ thôn lưu chuyện khôi. Khi xe đến thì thấy một lão đầu gầy gò ngồi ở cái đền đầu thôn, lão khoác một cái áo khoác màu cho, cầm trên tay một điếu thuốc lá cuốn, thấy chiếc ô tô, lão vội đứng dậy, sửa sang lại quần áo đầu tóc chuẩn bị nghênh đón. Đa số thành viên tổ công tác đối với lão đầu này đương nhiên là quen thuộc, Đỗ Vũ Phong nhảy khỏi xe, vui vẻ bắt chuyện, đồng chí Lưu, chúng ta tới tìm người uống rượu đây. Bí thư chi bộ Lưu nở nụ cười, nếp nhăn trên mặt trụm lại như một bông hoa cúc, tiểu tử nhà người đúng là hào ăn, ha ha. Dê giết rồi, vừa mới vào nồi, đợi đến tối là chúng ta có món nhắm rồi. Quách đạt lượng cười nói, Lưu Bí Thư, nhưng đừng thịt dê mẹ nhá. Lưu chuyện khôi cười ha ha đứng lên, đôi mắt có chút xảo hoạt, Quách chủ tịch yên tâm, thịt dê non thôi, dê lớn để lại để ngài kiểm dịch hết. Nhất thời mọi người đều cười, Quách đạt lượng tiếp đón Lưu chuyện khôi lên trên xe, Chu Xuyên nhường vị trí lại mà lui xuống, hành động hắn như vậy làm cho Trương Dương thấy không thoải mái. Lưu chuyện khôi lên xe, phản ứng đầu tiên không phải là bắt chuyện với đồng khai chính hay chu xuyên mà là chìa bàn tay hướng về phía Trương Dương, tiểu tử, cảm ơn người lần trước giúp ta và cháu gái. Trương Dương lúc này mới nghĩ ra, trong lòng thấy lưu lão đầu này có chút quen thuộc mà mãi không nhớ ra, thì ra chính là hai ông cháu lần trước trên xe chợ kia. Hắn cũng tươi cười bắt tay lại, lưu lão bí thư, chúng ta xem ra thật có duyên a. À. Đỗ Phú Phong cũng không ngờ hai người này lại quen nhau, một đằng vẫn lái xe, một đằng chủ động giới thiệu, Lưu Lão, đây là chủ nhiệm sinh kế mới của chúng ta đó. Lưu chuyện khôi nhờ thế mới biết thân phận thực của Trương Dương, nghĩ thầm thảo nào hôm đó tiểu tử này kiêu ngạo như vậy, nguyên lại là cán bộ được huyện phái về. Bất quá cái ghế chủ nhiệm sinh kế ở Hắc Sơn Tử này so với nơi khác rất là bất đồng. Tại xã Hắc Sơn Tử này dân chúng rất là hung hãn, chủ nhiệm sinh kế hầu như không có địa vị gì. Vẻ cười trên mặt lưu chuyện khôi tắt dần, chủ nhiệm sinh kế tuổi trẻ như thế này sao? Trương Dương nở nụ cười, Lưu Bí Thư, người cứ gọi ta là Tiểu Trương hoặc Trương Dương là được. Trương Đại Quan Nhân lần đầu tiên xuống cơ sở, chính là đương muốn tận lực tạo ấn tượng thân dân. Lưu Chuyện Khôi cũng không khách khí với hắn, tươi cười giới thiệu, nhắc tới công tác kế hoạch hóa gia đình, thôn ta là một thôn tiên tiến của xã đó. Đỗ Phú Phong cười, này Lưu Bí Thư, người muốn làm cán bộ tuyên truyền sao? Lần này tới không phải là để nghe báo cáo thành tích đâu, mà là để tìm khuyết điểm đó. Lưu truyện khôi mở to hai mắt nhìn, khuyết điểm, người mới là kẻ đầy khuyết điểm đó, tối nay nhất định phạt rượu chết ngươi, cho ngươi khỏi về. Nói xong rồi cười một trận to. Lưu truyện khôi tuy rằng chỉ là một bí thư chi bộ thôn, nhưng trong bụng cũng là có chút kiến thức. Hắn chủ động hướng Trương Dương mà giới thiệu, thôn Thanh Hà mặc dù là nằm trong vùng núi rừng hẻo lánh, nhưng lịch sử cũng khá lâu đời, đền thờ ở đầu thôn chính là được một hoàng đế triều nào đó lập để tưởng nhớ đến vị phi tử được sủng ái nào đó, nhắc tới chuyện này lập tức lưu chuyện khôi mặt mày tươi cười hớn hở, đem vị phi tần vô danh kia miêu tả nhan sắc. Các thành viên khác của tổ công tác hiển nhiên đã không dưới vài lần nghe cái cố sự này, Quách Đạt Lương cười nói, thôi được rồi, thì cứ cho là thôn thanh hà có một quý phi, nhưng hoàng đế kia có cần tưởng nhớ cũng đâu cần mò đến tận đây mà lập miếu chứ. Lưu chuyện khôi nghe ra giọng Quách Phó Chủ tịch có mùi nghi ngờ, liền mặt đỏ tía tai mà cãi, các cô nương thôn thanh hà chúng ta, đừng nói là tại huyện Xuân Dương này mà ngay cả tại Bình Hải cũng có tiếng là đẹp, có một quý phi thì có gì là lạ sao? Đỗ Phú Phong cười nói, thực sự là đáng tiếc a. À. Ta nếu như có thể cưới một muội tử xinh đẹp thôn thanh hà này, dù chưa biết thế nào nhưng so với con mẹ gò cái ở nhà kia thì vẫn thật là tốt biết bao. Lưu chuyện khôi cười nói, cái bộ dạng như của ngươi thì khuê nữ nhà nào dám coi trọng ngươi chứ, phải là người như tiểu trương chủ nhiệm đây, mới là mục tiêu của các cô nương A. À. Một đám người quanh đó nghe lời nói xong đều quay mũi giáo vào Trương Dương, hận không thể cho cái tên này lấy vợ ở luôn trên thôn này đi, có một tên con rể cán bộ trông sáng sủa thế này cũng không tồi a. À. Phòng làm việc của ủy ban thôn nằm dưới một tán cây hòe ở phía tây của thôn, bên ngoài là một khoảng sân rộng rãi. Trên bàn làm việc trong phòng đã đặt sẵn một ấm trà ngon. Chủ nhiệm Lưu Tín Nga đang làm việc ở trong phòng, nàng là cháu gái của Lưu Truyện Khôi, tại thôn nàng kiêm luôn hai chức là trạm trưởng trạm phát thanh của thôn và là nữ chủ nhiệm thôn. Lưu chuyện khôi cùng với năm thành viên tổ công tác vừa uống nước vừa chuyện trò, quách đặt lương nghỉ ngơi một chút, sau đó ra ý muốn triển khai nhanh công tác, mọi người cùng nhau tiến hành, hắn cùng Đỗ Vũ Phong đi tới tiểu học Hồng Kỳ thị sát, đồng khai chính cùng Chu Xuyên do lưu chuyện khôi dẫn đi kiểm tra công tác gieo trồng vụ xuân, còn Trương Dương cùng Lưu Tín Nga phối hợp thực hiện công tác kế hoạch hóa gia đình. Lưu Tín Nga dùng loa thông báo trong thôn, rất nhanh có hơn 100 phụ nữ có trông mang theo hài tử tới ủy sân ủy ban thôn tập trung. Lưu Tín Nga nhìn Trương Dương đang nổi bàn làm việc mà trong lòng thầm nghĩ Trương chủ nhiệm này thực sự là rất trẻ a, à. nàng thấp giọng nói Trương chủ nhiệm, tới nói một hai câu đi. Trương Dương gật đầu, đi tới bậc thềm đứng nới, các vị hương thân, các vị đại tẩu đại thẩm, đại nương, gì cả. Đầu tiên ta xin tự giới thiệu, ta là Trương Dương mới nhậm chức chủ nhiệm sinh kế, Trương đại quan nhân nói đến đây thì dừng lại một chút. Hắn gần đấy cũng xem không ít các lãnh đạo phát biểu, lần này dừng lại một chút là để cho người khác có thời gian để vỗ tay, nhưng đợi vài giây sau mà chẳng thấy ai thèm vỗ tay. Một đám phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ tròn mắt mà nhìn vị chủ nhiệm đang đứng kia, mấy người còn khe khẽ nói chuyện với nhau, không biết đứa nhỏ này nhà ai, thế nào mà trẻ vậy lại đã đi làm cái công tác này, ngày sau có khi không lấy được vợ. Phó công của Trương đại quan nhân thuộc hàng nhất lưu, đương nhiên thính giác cũng cực kỳ linh mẫn những lời nghị luận của đám người kia hắn nghe không sót câu nào, hắn cười nói ta biết, mọi người thấy ta còn trẻ, đối với năng lực công tác của ta đương nhiên là sẽ có hoài nghi. Ngày hôm nay ta có thể ở đây là hứng rằng, sau này ta nhất định dồn hết tâm huyết vào công tác, sẽ làm cho Hắc Sơn Tử trở thành xã tiêu biểu trong công tác kế hoạch hóa gia đình. Lần thứ hai dừng lại, vẫn không có một ai vỗ tay. Trương Dương có chút phiền muộn, thậm chí nghi ngờ những bài diễn thuyết của mình, hắn ho khan một tiếng, có câu nói rằng kế hoạch hóa gia đình là quốc sách cơ bản. Muốn làm giàu thì nên sinh ít con, con cái càng nhiều, gia đình gánh vác lại càng nặng, đời sống sinh hoạt cũng khó có thể nâng cao. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên, lưu bí thư trì bộ như thế nào lại sinh bốn người con có ai làm gì. Trương Dương sửng sốt, ánh mắt tìm kiếm người đang nói, tìm được người đang nói trong số đông kia cũng không phải dễ dàng. Lưu Tín Nga hiển nhiên có chút tức giận, lớn tiếng nói, Lưu đại trụ là trường hợp đặc biệt, người ta sinh bốn đều là trẻ khiếm thị, quốc gia quy định có thể sinh người thứ tư. Gia đình tôi cũng có người khuyết tật, thế nào lại không cho tôi sinh người thứ tư? Trong lúc nhất thời phía dưới náo loạn, tình hình hiển nhiên thoát khỏi sự khống chế. Trương Dương thờ ơ với những lời nói của nhóm các chị, các bà. Nhiệm vụ của Trương Dương là kiểm tra công tác, ngoài ra còn phổ cập kiến thức kế hoạch hóa gia đình, ý hắn muốn mọi người dừng lại thôi không mất trật tự nữa tay hắn dơ lên một hộp bao cao su, tôi sẽ giảng giải cho mọi người những kiến thức cơ bản nhất về phương pháp tránh thai, về cách sử dụng bao cao su. Phía dưới đột nhiên tĩnh lặng lập tức vo ve những tiếng thảo luận, thời nay thanh niên là như thế, không biết xấu hổ, cái gì cũng có thể nói công khai. Trương Dương mở hộp nhỏ, lấy ra bao cao su, bước đến đeo trên ngón cái một người làm mẫu. Có người nở nụ cười, Trương chủ nhiệm, chỉ là đeo trên tay thôi à. Trương Dương có chút giờ khóc giờ cười, Nhóm các chị em phụ nữ rõ ràng muốn trêu chọc hắn, ai lại dùng bao cao su mang đeo trên tay. Hắn lắc đầu, hướng đặt câu hỏi người phụ nữ kia, thì đặt hạ bộ của người đàn ông vào trong đó. Các chị em hiển nhiên là cố ý quấy rối, bộ người ta làm thế nào đi tiểu được. Phía dưới bùng lên tiếng cười. Trương Dương lần đầu tiên đem kiến thức đến những các bà, các chị tại sơn thôn này, tuy rằng hắn ra mặt rất dày, nhưng cũng không tránh khỏi toát mồ hôi lạnh, bao cao su cũng không phải dùng đeo suốt ngày. Lưu Tín Nga cảm thấy không nghe nổi nữa, lớn tiếng nói, theo lý, các cặp vợ chồng không thể làm cái việc ấy cả ngày cả đêm được. Tiếng cười lại lớn hơn nữa. Trương Dương từ lâu không làm công tác tuyên truyền kiến thức sinh sản, xem ra người ta tại địa phương này có không nhiều kiến thức về sinh sản, chính vì thế cuộc họp nhanh chóng kết thúc để phát bao cho mọi người. Tuyên bố mỗi người miễn phí lĩnh một hộp bao cao su, các chị em phụ nữ nhất thời tinh thần tỉnh táo, bao cao su tuy rằng không phải thứ gì tốt Sao có thể mất tiền, được cấp miễn phí ai lại không muốn? Một hòm bao cao su rất nhanh cũng đã phát hết sạch, mấy người đứa bé cầm bao cao su tại chỗ thổi lên, Trương Dương nhìn có chút bất đắc dĩ, xem ra tác dụng lớn nhất của thứ này là trở thành bong bóng. Lưu Tín Nga thấy bộ mặt Trương Dương có vẻ mặt bất đắc dĩ, cũng cảm thấy có chút đồng tình. Hiện tại, cấp cho hội chị em phụ nữ một khóa giáo dục kế hoạch hóa gia đình thật sự là làm khó hắn cô thấp giọng khuyên nhủ công tác kế hoạch hóa gia đình nông thôn trong thôn Thanh Hà coi như đã tốt đẹp. Dù sao ở đây cũng nghèo, người ta là muốn sinh cũng sinh không được, về sau trương chủ nhiệm quen nếp thì mọi việc sẽ tốt đẹp hơn. Trương Dương gật đầu, cô đem những người trong thôn đã sinh quá một con tập hợp lại, buổi sáng ngày mai tôi cho bọn họ kiểm tra sức khỏe. Trương Đại Quan Nhân cho tới bây giờ không còn e ngại khó khăn, hắn làm công tác kế sinh giúp đỡ hội chị em phụ nữ, hắn sẽ từ người đàn ông mà hạ thủ, chỉ cần động tay động chân là cho bọn họ từ nay về sau mất đi chức năng sinh dục, bất kể thế nào cũng phải lên được kế hoạch. Lưu tín Nga biết được vị trương chủ nhiệm suy nghĩ trung thực gật đầu, đi lại phòng phát thanh thông báo. Sau khi nhận được bao cao su tất cả chị em phụ nữ độ tuổi sinh đẻ đều về nhà bận rộn công việc, phía trước thôn ủy lập tức trở nên trống trải vắng vẻ, trương dương tâm trạng buồn chán ngồi bên chiếc bàn, trong tay cầm hộp bao cao su thỉnh thoảng ở trên bàn dựng thẳng lên, một đứa nhỏ sợ hãi đến gần, chú ơi, chú có thể cho cháu một hộp, bong bóng chứ. Trương Dương liếc mắt liền nhận ra đây là cháu gái bí thư chi bộ thôn lưu chuyện khôi, ngày đó cùng hắn cùng nhau làm tại xe bass, cười cầm trong tay hộp bao cao su cho nàng, cô tên gì. Lưu Triều đệ, tiếng hồi đáp vang dội. Trong nhà có mấy anh chị em? Có ba em gái, các em là Tái Chiêu, Hoàn Chiêu, Tuyệt Chiêu, không có em trai. Lưu Đại Trụ là con trai Lưu Bí Thư Chi Bộ Thế Hệ Thứ Ba, mấy đời đều là con một. Bấy giờ, sinh con đầu lòng là một người con gái, kêu chiêu đệ, ai ngờ đến đứa thứ hai cũng người con gái, sở dĩ thế nên gọi là tái chiêu, đến người thứ ba tên Hoàn chiêu, đến người thứ tư vẫn là nữ nhi làm cho Lưu đại trụ thất vọng không gì sánh bằng, do vậy đặt tên là Tuyệt chiêu. Trương đại quan nhân nghe một loạt tên có vẻ dũng khí, trong lòng cũng không khỏi rung động khó có thể diễn tả bằng lời. Trương Dương tuy rằng không được phần lớn chị em phụ nữ độ tuổi sinh đẻ hoan nghênh, thế nhưng trong mắt bọn nhỏ ở thôn Thanh Hà cũng coi là một người tốt. Vì vậy phân phát, bong bóng cho bọn nó dùng, coi như trương chủ nhiệm đã làm xong công tác tuyên truyền kế sinh, toàn bộ thôn Thanh Hà nơi đều chấp lên loại, bong bóng có đủ các loại màu sắc, bởi bên trong bao cao cu có rất nhiều màu. Trời mưa lất phất chập tối, thành viên tổ công tác hoàn thành công việc lục tục trở về, trên mặt đều mang theo vẻ vui mừng, công tác trong thôn Thanh Hà so với trong dự đoán đã vượt xa đứng ở một phương diện nào đó đã chứng minh bí thư tri bộ lưu truyện khôi rất có năng lực, thành viên tổ công tác trên đường trở về đều đã thấy được bọn nhỏ trong tay cầm, bong bóng, múa may, từ nay về sau chương chủ nhiệm công tác kế sinh không phải khó nghĩ, xem ra chuyện gì người ta đều phải xuất phát từ những đứa trẻ mà làm. Trước đây, bí thư tri bộ lưu chủ huyện khôi tiến nhập thôn ủy hội đã nghe lưu tín Nga nói về việc động viên kế hoạch hóa gia đình, nhìn trong ánh mắt trương dương có một chút đồng tình. Hàng năm, quê nhà có tổ công tác xuống, lưu bí thư chi bộ tiếp đãi không chỉ một lần, nói trắng ra công tác kiểm tra chỉ là hình thức, thực tế công tác hay là muốn trong thôn đi làm, công tác hẳn là có mỗi lần tiếp đãi. Lưu bí thư chi bộ đón tổ công tác đến liền giết 45 cân dê béo, thôn thanh hà toàn bộ tiệc rượu chiêu đãi lãnh đạo. Cơm tối được sắp xếp tại căng tin trường tiểu học của thôn. Lưu bí thư chi bộ có con trai là Lưu Đại Trụ, Lưu Đại Trụ năm nay 28 tuổi, tuy rằng nỗ lực nhiều năm nhưng không có sinh nổi một thằng cu, có thể khéo tay nổi tiếng, tiệc tùng đã mang lên, món thịt dê om, chân dê hầm, hương tô chân dê, thông bạo thịt dê, hầm dương cốt tủy, thịt dê kho tàu mắt, thịt dê kho tàu cầu, là vì thôn thanh hà từ lâu nổi danh dê tám món, ngoài ra còn dùng thịt dê làm cùng rau trộn và rau xào. Nhìn một bàn mùi thức ăn thơm ngào ngạt, mỗi người tổ công tác tổ đều muốn nếm thử ngay, chỉ chờ quách phó hương trưởng nói lời mời. Quách Đạt Lượng làm lãnh đạo tối cao tại hiện trường, cầm giọng quan bắt đầu nói chuyện. Đầu tiên hắn khẳng định Lưu Bí Thư Chi Bộ dẫn đầu thôn Thanh Hà lãnh đạo từng có thành tích công tác, sau đó liền đưa ra vài điểm chưa được, vài điểm mong muốn. Tuy rằng nói chưa được 5 phút đồng hồ, thế nhưng đối diện là một bàn đầy dãy sơn hào hải vị khiến các thành viên của tổ công tác cảm thấy có chút rong dài. Quách Đạt Lượng nói xong, liền để cho Lưu Bí Thư Chi Bộ nói hai câu. Lưu Bí Thư Chi Bộ tuy rằng là Bí Thư Chi Bộ thôn, có thể mí mắt không lay động, nói một câu, tôi đâu có gì đáng nói, mọi người ăn được, uống được là tôi vui lắm rồi. Đỗ Vũ Phong dẫn đầu, vẫn là lưu bí thư trì bộ ngay thẳng. Tay cầm chiếc đũa lại bị quách phó hương trưởng mỉm cười gõ một cái, không ngờ như thế ngươi chê ta rong dài, đừng trách ta một nhắc nhở ngươi, ta người này mang thù. Cả bàn đồng thanh nở nụ cười, Đỗ Vũ Phong cùng quách đạt lượng thường ngày cũng quen vui đùa, tự nhiên sẽ không có nghĩ là thật, chỉ vào bàn thức ăn nói, để tôi ăn xong bữa cơm này rồi hãy nói sau. chương 15, sự kiện ở Thanh Thai Sơn. Bên này, Lưu Bí Thư Tri Bộ cũng kêu mọi người ăn đồ, ngay khi bắt đầu uống rượu. Tay nghề Lưu Đại Trụ thực sự không sai, ai ai cũng khen không dứt. Đỗ Vũ Phong đề nghị, tay nghề Đại Trụ tốt như vậy, đáng tiếc cả đời bị chứa trong cái khe này, không bằng đi thị trấn làm cơm hàng, nhất định kiếm được khoản tiền lớn. Lưu chuyện khôi mắng một câu, Liên một mạch nó sinh bốn đứa con gái, không để cho lão Lưu ta có được một thằng cháu trai, đời này nó đừng nghĩ rời khỏi thôn Thanh Hà. Lưu Đại chủ nghe thế vội vàng gấp thức ăn, nở nụ cười có chút xấu hổ. Đỗ Phú Phong ý tứ thâm sâu liếc nhìn Trương Dương, ý là người nhà Lưu Bí Thư chi bộ ngang nhiên hướng chủ nhiệm kế sinh khiêu khích, nhìn xem ông làm thế nào. Trương Dương làm như vẻ không nghe được, chỉ chăm chú ăn, tuy rằng vừa lăn lộn vài ngày trong quan trường, Trương Dương tiến bộ không thể tốt hơn. Người này thuộc thôn Thanh Hà, là người nhà lưu bí thư chi bộ chắc một phần ba chân, lưu chuyện khôi rậm chân một cái sợ rằng toàn bộ thôn Thanh Hà đều phải run rẩy. Trương Dương cũng không phải là sợ, mà là thực chất cần gì tỏ thái độ, chỉ cần người ta chiêu đãi mồi ngon rượu tuyệt là được. Hiện tại chính mình tích cực đi theo, thuyết giảng công tác kế hoạch hóa gia đình cũng không phải là cột hứng. Hơn nữa, toàn bộ thôn Thanh Hà không chỉ một mình con của lưu chuyện khôi siêu sinh. Trương Dương tự có chủ ý, đợi lát nữa tìm được cơ hội tại lưu đại trụ điểm thủ cước, về sau hắn muốn nghĩ tái sinh, hắc hắc, chỉ sợ khó mà có thể, cái này gọi là sách lược, gọi là nghệ thuật lãnh đạo, nghĩ tới đây, khóe môi trương đại quan nhân lộ ra nụ cười nham hiểm. Lưu truyện khôi đem nói ra những lời này chỉ là thử phản ứng trương chủ nhiệm, thấy trương chủ nhiệm thái độ bất động, căn bản không có tức giận bởi những lời lẽ kiêu ngạo của mình, trong lòng cũng là vui vẻ, xem ra vị này mới tới kế sinh bạn có khả năng tiến nhanh, về sau vấn đề sinh con, hẳn là sẽ tốt lắm. Lưu chuyện khôi bưng bát rượu phát động nói các vị lãnh đạo có thể hạ cố đến chỉ đạo tiến hành công tác tại thôn thanh hà. Toàn thể người dân trong thôn rất vinh dự. Tôi thay mặt nhân dân mời các vị một bát. Lưu chuyện khôi sùng sục đem bát rượu uống hết. Không đợi hắn nâng bát lên tất cả đều cùng uống cạn. Chợt nghe tiếng một người ngoài cửa thất kinh kêu lên. Đại trụ đứa nhỏ gặp chuyện không may rồi. Chiều đệ bị xe máy đụng phải. Tất cả mọi người kinh hãi. Lưu đại trụ cầm cái môi cùng tạp dề chưa kịp bỏ ra liền xông ra ngoài. Lưu chuyện khôi tuy rằng luôn mồm nói hy vọng có cháu trai nhưng khi nghe tin cháu gái bị xe đụng phải, sắc mặt cũng thay đổi nhanh chóng, bát rượu trong tay rơi xoảng một tiếng trên mặt đất, mảm vỡ bắn tứ tung. Hắn đứng dậy mà chân tay run lẩy bẩy, để tôi. Tôi đi xem, chân có chút mềm nhũn ra. Đỗ Vũ Phong đứng lên, để tôi đi xem thế nào. Hắn đi ra khởi động ô tô, Trương Dương mở rộng cửa nhảy lên ngồi ở ghế trên, anh Đỗ, tôi đi cùng anh. Đỗ Vũ Phong gật đầu, đép chân ga hướng trường tiểu học bên phải đường quốc lộ chạy tới. Lưu Đại Trụ tuy rằng đi trước, nhưng có bởi vì chạy bộ nên đến sau, trường tiểu học cách đó 300 m đường, chưa đệ ngồi dưới đất khóc gào, xung quanh mấy người vây quanh đứa nhỏ đang cầm bao cao su, gặp phải tình huống này đứa nhỏ càng hoảng sợ nói cái gì đó. Ngoài ra còn có hai đứa bé gái khác cũng đang hoảng sợ ngồi khóc cùng chiêu đệ, đỗ vũ phong dừng ô tô lại trương dương dẫn đầu nhảy xuống hắn đi tới trước mặt tiểu chiêu đệ kiểm tra thương tích trên người tin rằng chỉ là vết chảy xước ngoài da lúc này lưu đại trụ cùng mấy người khác cũng vừa chạy tới trương dương thấp giọng hướng đỗ vũ phong nói cháu nó không có việc gì chỉ là vết thương ngoài da và đôi chút kinh hãi bỗng nhiên để ý tới sắc mặt đỗ vũ phong hắng giọng ánh mắt đỗ vũ phong mắt nhìn lại mặt trời chiều bao phủ địa sơn đạo năm cái xe máy đang phi như bay uốn quanh địa sơn đảo. Lẽ nào đó bầy đảng của Đỗ Vũ Phong điều khiển xe chạy nhanh như bay? Đỗ Vũ Phong đã lần thứ hai nhảy vào trong xe, Trương Dương cũng theo tới. Đối phương có nhiều người, hắn lo lắng cho Đỗ Vũ Phong một mình đơn cô thế cô. Đỗ Vũ Phong nhìn Trương Dương tán thưởng mà gật đầu, sau đó mắng một câu, con mẹ nó có cái bát tự. Ông mày ngày hôm nay không đem nổi toàn bộ lũ con cháu chúng bay bắt trở về sao? Trương Dương hiện tại mới chính thức cảm nhận được Đỗ Vũ Phong nội tâm dũng mãnh phi thường. Hắn lái xe xuống đường cái, dọc theo nghiêng sườn núi, địa hình gồ ghề đường nhỏ khó đi hướng tới chỗ thập bát bàn tốc độ cao nhất. Ghế ngồi đi lên sơn đạo kịch liệt sóc này, tại một số đoạn đường thậm chí sóc lên như đang bay lên không trung. Trương Dương tuy rằng gan lớn cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh. Màn đêm đã buông xuống, ánh trăng từ trong khe rừng cây chiếu xuống loang lổ. Đỗ Vũ Phong đối với địa hình vùng núi này quá quen thuộc cùng với kỹ thuật điều khiển xe hạng nhất. Vững vàng khống chế được tay lái, muốn chặn đứng băng nhóm kia tại thập bát bàn nhất định phải chọn con đường gần nhất. Chiếc xe rốt cuộc chạy ra khỏi rừng nháy mắt đã nhảy vào đường quốc lộ. Đỗ Vũ Phong hãm phanh xe chuyển hướng bên trái cấp tốc đánh tới cùng. Chiếc xe trơn trượt trên mặt đất hình thành một động tác hoàn hảo trước khi lại nhảy vào đường cái. Mặt khác phía trước hơi nghiêng là vực sâu thăm thẳng, toàn bộ thân xe lại chuyển hướng, Trương Dương tại đây trong nháy mắt, dường như trái tim bị bóp nghẹt. Phải biết rằng Trương Đại quan nhân thật vất vả mới có cơ hội sống lại. Hắn không nghĩ rằng lại đem sinh mạng mới này mất đi dễ dàng như thế. Đỗ Phú Phong lông mày rậm chói chặt. Hắn tập trung toàn bộ sự chú ý vào chiếc xe máy phía trước. Khoảng cách với chiếc xe máy kia không quá 500 mét. Đỗ Phú Phong nghiến răng nghiến lợi đằng đằng sát khí. Vẻ mặt này khiến Trương Dương nhớ tới một kẻ phản tạc trước đây đã gặp qua tên là Trình Giảo Kim. Năm chiếc xe máy Bôn Ba trên Sơn Đạo, hai chiếc bản điền 800, một chiếc xuyên khi 750, một chiếc nhã mã cấp 1000, hấp dẫn nhất chính là sông vào Bỉ Á Kiều 1000 màu hồng, những này xe máy tùy tiện một chiếc đều phải vượt lên trước năm vạn khối, nguyên bản không nên xuất hiện tại vùng núi. Năm tên đua xe đồng thời chú ý tới nửa đường bên cạnh. Nếu như tại con đường bình thường, những xe máy này tưởng có thể qua mặt dễ dàng, thế nhưng hiện tại đây là ở vùng núi là ở Thanh Thai Sơn đoạn đường rắc rối phức tạp trên thập bát bàn, bọn họ đều là lần đầu tiên chạy trên con đường này, giao thông phức tạp nguy hiểm ý muốn cho bọn chúng phải tiến hành giảm tốc độ. Nhưng thật không may bọn chúng phải đối mặt với một tay già đời cực kỳ quen thuộc tình hình giao thông vùng núi này, một người liều mạng tạm xương danh là cảnh viên, đỗ vũ phong một tay cầm lái, một tay móc súng, hắn giao súng cho Trương Dương, để cho bọn chúng thấy súng lục, buộc chúng phải đỗ xe. Trương Dương cầm lấy súng lục, hắn chính là ẩn đầu tiên được tiếp xúc, quay cửa kính xe xuống, cánh tay lộ ra đang nắm khẩu súng, hắn thét một tiếng lớn, dừng xe. Tất cả dừng xe lại cho tao. Vài tên đua xe thấy người trong xe cư nhiên rút súng lục, còn nghĩ rằng gặp phải thổ phỉ, bọn họ không những không dừng xe, trái lại còn vê ga tăng tốc phóng đi. Đỗ Phú Phong thầm chửi một câu, hắn đạp chân ga, bởi vì địa hình hiểm yếu, hắn cũng không dám tùy tiện vượt qua, sợ gây nên thương vong, Đối diện Trương Dương gầm rú, mẹ nó nói không chừng chính là cảnh sát. Trương Dương hét lớn, cảnh sát đây. Mấy tên đua xe hiển nhiên không tin lời hắn, cảnh sát thế nào lại không đi xe cảnh? Hơn nữa Trương Dương cũng không có mặc cảnh phục. Ánh mắt Đỗ Vũ Phong rơi vào một nơi xa nhất một đoạn ngoằn nghèo trên đường, nơi nào đường tương đối rộng một ít, ở nơi nào có thể vượt qua chặn lấy năm tên này, hắn cả tiếng nhắc nhở Trương Dương, ngồi cẩn thận nhé. Hắn đạp mạnh chân ga phía dưới chiếc xe điên cuồng lên phía trước, tại khúc cua thành công vượt qua hai gã đua xe. Vài tên đua xe bắt đầu đối với Tùng Hoa Giang hoàn toàn hiểu được tiểu diện bao, xem ra thành tích đua xe không chỉ quyết định bởi bản thân tính năng của xe đua, mà quan trọng hơn là quyết định bởi kỹ thuật của người lái xe, nhất là tại đây dạng đường cua quanh sơn đảo. Đỗ Phú Phong kỹ thuật điều khiển rất tinh xảo phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, hắn hầu như không có giảm tốc độ cũng đã liên tục xử qua năm đoạn cua, đem bốn gã chạy như bay đều vứt lại đằng sau, Tiền phương là đoạn cua thứ 6, tên lái xe bị á kiểu màu hồng từ kính chiếu hậu đã thấy đang không ngừng tiếp cận, cũng bắt đầu tăng tốc, trong nháy mắt lại giật lại khoảng cách cùng tiểu diện bao. Đỗ Phú Phong cảm thấy có chút không ổn, bằng trực giác hắn đã phán đoán được, đối phương tại đây tốc độ như thế khẳng định không có cách gì dừng lại tại khúc cua, hắn ra tốc nỗ lực vò tới trước nơi xe máy trùng xuống sườn núi chặn đứng, khiến cho đối phương hãm xe lại. Thế nhưng đối phương lại hiểu lầm ý hắn khiến cho bị á kiều màu hồng giống một ngọn lửa trong bóng đêm, đem đua xe phát hiện tiền phương gần như không thể chuyển ngoặt, cuống quyết hãm phanh, thế nhưng tất cả đã quá muộn, xăm lốp xe trên mặt đất ma sát trên đường gây tiếng két chói tai. Một mùi khét cháy xé mặt đường theo gió núi tỏa khắp ra. Tên đua xe thét chói tai từ trên xe máy bay ra ngoài, rơi vào phía dưới vách núi tối om. Một lúc sau, hai người mới nghe được tiếng nổ mạnh. Đỗ Phú Phong đứng đó, vệt xăm lốp xe trên mặt đất hiện lên hai vết tích đen kịt, vẻ mặt của hắn cũng trở nên cực kỳ trầm trọng, sự tình trước mắt cũng không phải hắn muốn phát sinh tới mức hoàn toàn mất đi kiểm soát. Bốn gã đua xe tốc độ kia chậm lại, bọn chúng đã thấy rõ được sự tình phía trước có biến cố. Trương Dương đẩy cửa xe nhảy xuống, vài tên nhìn thấy khẩu súng trong tay hắn, không ai dám tiếp tục tiến về phía trước, cuống quyết quay đầu xe bỏ chạy. Đỗ Phú Phong qua một hồi lâu mới dừng ô tô, thần tình có vẻ có chút khẩn trương, hắn hướng Trương Dương, giả bộ nhập súng vào trong, Trương Dương đi tới bên vách núi, cúi đầu nhìn xuống phía dưới có một ngọn lửa đang thiêu đốt, hẳn là chiếc xe rơi xuống nổ tung tạo ra ánh lửa. Chỗ này cao như thế quẳng xuống, sợ rằng người đã thịt nát xương tan, Trương Dương quay đầu nhìn lại Đỗ Vũ Phong, thấp giọng hỏi, làm sao bây giờ? Đỗ Vũ Phong hiện tại gạch dưới tâm tình thực sự tồi tệ tới cực điểm, hắn giận dữ hét lên, ông mày biết thế nào cũng như thế mà. Trương Dương không chút nào lui nhường chừng nhìn hắn, con mẹ nó hống cái gì. Quay về với chính nghĩa thì sự tình đã không thế, dù sao cũng phải nghĩ ra một biện pháp giải quyết, gọi là có. Đỗ Vũ Phong bị hắn giống ngược lại rồi bình tĩnh lấy ra bao hồng sơn trà, rút ra một điếu thuốc châm hút, cố sức giết một hơi, anh ở tại đây, tôi trở lại gọi người. Trương Dương nhìn Đỗ Vũ Phong có chút đồng tình, gật đầu nói, lái xe cẩn thận nhé. Đỗ Vũ Phong vỗ vỗ vai Trương Dương, tinh thần xa sút đã hiện trên mặt, chuyện đã xảy ra đêm nay cũng không phải việc nhỏ, hắn đã dự cảm tới tiền đồ của mình ảm đạm, Hắn nói khẽ với Trương Dương: "Anh Trương, anh yên tâm, chuyện này tôi sẽ hoàn toàn gánh chịu, sẽ không liên lụy anh." Trương Dương trong lòng ấm áp khi Đỗ Vũ Phong có thể nói ra nói như vậy, đủ để chứng minh hắn là một người có trách nhiệm. Trương Dương cười nói: "Anh Đỗ yên tâm, tôi không phải người nhát gan, chuyện đêm nay ta cũng không trốn tránh trách nhiệm." Hai người liếc nhìn nhau, đều thấy cảm kích cùng tin cậy đối phương, Đỗ Vũ Phong đem nửa bao hồng sơn trà ném cho Trương Dương: "Anh chờ đây, tôi lập tức trở lại." Nhìn Đỗ Vũ Phong lái xe đi xa, Trương Dương không khỏi thở dài, tuy rằng hắn không biết chuyện này sẽ gây ảnh hưởng thế nào, có thể kết luận rằng chuyện này tuyệt không dễ dàng bỏ qua, làm không đến nơi đến chốn có người sẽ không may. Trương Dương từ trong hộp thuốc rút ra một điếu, bắt trước Đỗ Vũ Phong ngậm trong miệng, lúc này mới phát hiện Đỗ Vũ Phong lúc đi cũng không có mang theo bật lửa. Lắc đầu bất đắc dĩ, bóng đêm trở nên càng ngày càng đậm, xung quanh sương đã nhàn nhạt tràn xuống bao phủ. Trương Dương đang buồn chán, thì bên tai tựa hồ nghe được tiếng người la lên cứu mạng. Trương Dương nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác, thế nhưng nghe kỹ, thanh âm tựa hồ từ vách núi vọng đến cứu mạng. "Cứu, cứu tôi với." Thanh âm bị gió núi thổi phá thành mảnh nhỏ, nếu như điều không phải Trương đại quan nhân có nhĩ lực siêu cường, thanh âm nhất định sẽ bị tạt mất. Trương Dương đi hướng vách núi, ngồi xổm xuống, trong đầu gạt bỏ tạp niệm, nỗ lực tiếp nhận thanh âm trong gió đêm, tiếng cầu cứu yếu ớt vẫn đang liên tục, cứu mạng. Lần này Trương Dương rốt cục có thể chắc chắn kết luận, dưới vách núi có người kêu cứu vừa bởi vì đua xe không khống chế được tốc độ liền lao xuống vách núi, nghĩ không ra tên này có mạng lớn như vậy. Đỗ Vũ Phong vừa mới rời đi, hẳn là sẽ không lập tức quay lại ngay được. Không may, không gian vùng núi đã bắt đầu có sương mù bay, hơn nữa càng ngày càng đậm, giả như Trương Dương chế đi cứu người, sương sẽ càng ngày càng nhiều, tìm kiếm mục tiêu sẽ trở nên càng thêm gian nan. Điều khiến Trương Dương lo lắng chính là tên này lao từ vách núi cao như thế xuống dưới có khả năng bị trọng thương rất nặng, nếu như không được cứu chữa kịp thời, có thể hắn sẽ không chống chịu được. Trương Dương thở dài, lẩm bẩm, ông mày lâu không dùng khinh công đã rất nhiều năm. Hắn hít một hơi thật sâu, vách núi sát biên giới lợi dụng hai tay chống đỡ, Trương Dương đã treo trên bầu trời tại cao vạn trượng phía trên. Hắn thở nhỏ tu luyện võ công, tại lúc 10 tuổi có thể dùng tay không mà leo sườn đồi cao vạn trượng tuy rằng bản lĩnh đã gác lại 1.300 năm, thế nhưng không vì thế mà cảm thấy mới lạ, Trương Dương dọc theo vách núi chậm rãi di chuyển xuống dưới. Lúc bắt đầu, hắn đối với khinh công của chính mình cũng không có lòng tin quá lớn, thế nhưng rất nhanh thích ứng với hoàn cảnh của hắn, hành động cũng trở nên càng ngày càng thành thạo. Khoảng cách gần hơn, thanh âm cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng rõ, vụ sương mù trở nên càng ngày càng đập, ảnh hưởng rất lớn tới tầm nhìn của Trương Dương. Hắn cẩn thận tìm kiếm mỗi mỗi một khe núi, Cả tiếng nói, người ở đâu nhi? Tôi tới cứu đây. Nghe được thực sự có người đến cứu, thanh âm trở nên kích động lên, tôi ở phía dưới anh, bị tảng đá đè tới rồi. Đúng là lời vô ích, tôi biết anh đang ở phía dưới tôi. Trương Dương trong màn sương mờ nhận ra vị trí âm thanh truyền đến, từ trong thanh âm hắn nghe được hẳn là thị một thiếu nữ, thực sự là không thể tưởng tượng được, vừa rồi tung hoành ngang dọc tại thập bát bàn là một kỵ sĩ hung hãn giờ lại biến thành một cô gái trương dương tuy rằng khinh công hạng nhất thế nhưng quần áo trên người cũng bị bụi gai cùng cành cây trên vách núi xé rách nhiều chỗ khiến cho trương dương có chút buồn bực bộ âu phục này đáng giá cả ngàn đồng tính toán này phải tính lên đầu tiểu nha đầu kia tôi ở chỗ này mau tới cứu tôi cô gái trong sương mù kêu lên một cách yếu ớt trương dương không nhịn được đáp lại một câu biết rồi sương mù đang nhiều quá tôi nào có thể nhanh được hắn vừa nói một bên theo thanh âm phản trở lại phía dưới tựa hồ có tia sáng chợt lóe trương dương lần theo tia sáng tìm kiếm rốt cục phát hiện ra cô gái tại một gốc cây ở trên vách núi cô gái trên đầu vẫn đang đội theo mũ bảo hiểm trong tay nắm một chiếc đèn pin chợt lóe may là có chiếc đèn pin phát ra tín hiệu trương dương mới có thể tìm thấy cô trong khoảng thời gian ngắn sương xuống rất nhiều hai người tuy rằng gần trong gang tất nhưng đều thấy không rõ được nhau cô gái lái xe máy trên sơn đạo ngã xuống sườn núi xe máy rớt xuống phía dưới còn người may mắn bay tới cây tùng, sau đó rớt xuống đoạn cành cây này, tiếp đó rơi xuống, vừa vặn thân thể bị tảng đá đè tại vách núi, cô rất may mắn giữ được tính mạng, khối đá đè trên chân trái, gây nên từng đợt đau đớn, chỉ sợ bị gãy xương đùi. Trương Dương dùng tay bám chặt lấy vách núi, vỗ vỗ mũ bảo hiểm cô gái, cô kiên nhẫn chịu đau một chút, tôi sẽ đưa cô ra. Cô gái ngốc gật đầu, trên thực tế ai lại mang một mũ bảo hiểm lớn như vậy trông có vẻ ngu ngốc. Trương Dương luồn cánh tay phải từ nách cô gái qua, khó có thể tránh chạm hai vú kề sát hắn co giãn kinh người. Cô gái xuyên thấu qua mũ bảo hiểm ánh mắt trừng lên nhìn Trương Dương, có thể lập tức ý thức được, nào có ai sẽ mạo hiểm sinh mạng đi xuống sườn núi chỉ để lợi dụng. Người ta khẳng định không phải cố ý. Đúng ra mà nói Trương Dương thực chất không có tìm cách lợi dụng, cánh tay phải cố sức kéo cô gái hướng về phía trước, cô gái hét lên kinh thiên động địa hét, ôi, đau đến chết mất, cái tên này ngu mốc này, có phải ngươi muốn hại chết ta à? Trương Dương bị cô mắng chửi, tức giận đáp lại, câm miệng, còn kêu nữa tôi để cô ở đây, mặc kệ cô nhé. Cô gái đau đến nước mắt đều chảy ra, tôi thực sự rất đau, bên trong rất chặt, không thể nhấc chân ra được. Trương Dương lấy từ tay cô gái đèn pin chiếu xuống dưới, sau đó tay hắn dò xét vào trong khe, nhẹ nhàng từ chân trái cô gái tìm tòi xung quanh. Cô gái phẫn nộ kháng nghị đứng lên, ông làm gì thế? bỏ cái tay bẩn thỉu của ông ra a à, trên tay trương dương thoáng tăng lực cô gái đau điếng hét lên một tiếng trương dương thấp giọng nói bắp đùi trái của cô bị gãy thực sự là phiền phức rồi hắn dùng tay ước lượng một chút cô gái bị khối đá dày đè lên thấp giọng nói cô ôm của tôi tôi phải đem khối đá đẩy ra mới có thể giúp cô thoát khỏi cô gái nhìn khuôn mặt trương dương trong sương mơ mơ hồ hồ cô hầu như tuyệt vọng tại đây không thể chạm vào mặt đất trên vách núi bên người lại không có bất luận cái gì làm điểm tựa, muốn đẩy khối đá cứng rắn này nứt ra không hề dễ. Trương Dương thấp giọng nói, ôm chặt tôi đi. Cô gái do dự một chút, rồi vươn tay cánh tay vững vàng ôm cổ Trương Dương, hiện tại cô tựa như một người đã chìm đắm, mà Trương Dương không may cứu lấy cái mạng rơm dạ này. Cô gái trong lòng nghĩ, chết đi đối với cô coi như công bằng, chỉ ít cô cũng không chết lẻ lo. Cô tên gì? Trương Dương thấp giọng hỏi. Làm gì? Cô gái nhịn đau, nhưng vẫn hỏi lại có vẻ cảnh giác trương dương nhàn nhạt cười cười nếu không may cô chết cho tôi lập bia đồ đều cáng cô gái phẫn nộ mắng một tiếng nhưng cảm giác được trương dương nói cũng không phải không có đạo lý mũ bảo hiểm cứng rắn lạnh như băng để trên đầu trương dương tôi là sở yên nhiên còn tôi là trương dương trương dương nói ra tên bản thân tay phải vận nội lực đánh mạnh vào tảng đá giải vây sở yên nhiên một trường nhìn như bình thường thế nhưng trong đó ẩn chứa nội lực cùng kỹ xảo huyền diệu Trương Dương phải cam đoan đánh nát khối đá, hơn nữa trưởng lực phải được khống chế phạm vi nhất định, tránh cho nội lực lan đến gần sở yên nhiên, nếu không cô sẽ càng thêm tổn thương. Một trường Trương Dương từ khoảng không, xem ra tảng đá biểu hiện không có bất luận thay đổi, thế nhưng cũng đã bị nội lực Trương Dương dũng mãnh làm tan vỡ bên trong. Sở yên nhiên cũng không ý thức được đã phát sinh biến hóa bên người, cô ngơ ngác nhìn Trương Dương, thẳng đến bên tai truyền đến không ngừng tiếng dặn nứt, lúc này mới ý thức được khối nham thạch vây khốn nàng đang vỡ vụn, khối đá này rốt cục hoàn toàn hé ra. Sở yên nhiên tại chỗ kinh ngạc bỗng nhiên cô lại bị đau quặn chỗ bụng dưới, hai tay cô gắt cao ôm cổ Trương Dương, Trương Dương thân thủ dịu dàng nắm ở eo cô, thể trọng hai người đều dựa vào cánh tay trái Trương Dương chống đỡ. Gió núi lạnh thấu xương, xương đêm dày đặc, bất quá nguyên nhân là vì xương mù đặc khiến sở yên nhiên cũng không ý thức được vị trí của cô rất nguy hiểm. Thị lực Trương Dương tuy rằng vượt xa người thường, Thế nhưng tại đây sương mù dày đặc, cũng chỉ có thể thấy chỗ phía trước không quá 2 mét, từ nơi này tới đỉnh vách núi đại khái khoảng 230 mét. Nếu hắn tay không mà leo lên hẳn là không có vấn đề gì, thế nhưng hiện tại cóng thêm sở yên nhiên cho nên khó khăn tự nhiên gia tăng gấp bội phần. Mũ bảo hiểm rất nặng làm cho sở yên nhiên cảm thấy bực bội, cô dùng tay vứt mũ bảo hiểm ra ngoài. Trương Dương mất rất nhiều khí lực mới giúp sở yên nhiên leo lên lưng mình, như vậy hắn mới có thể sử dụng hai tay bám vào vách núi sở yên nhiên nằm trên lưng trương dương, thân thể mềm mại của nàng không ngừng run rẩy chân trái đau đớn vì chuyển động lại càng ngày càng trở lên kịch liệt. Cô bỗng nhiên cúi xuống cắn vào đầu vai trương dương, cử động tiềm thức nhưng đau điếng trương đại quan nhân kêu thảm thiết một tiếng, xong nhẹ buông tay, dựa vào vách núi trượt một mét mới một lần nữa đứng vững tại khe núi, giận dữ hết cô bị bệnh à, muốn chết thì tự đi tìm cái chết đừng lôi kéo tôi. Sở yên nhiên vẫn không nhả ra, thân thể mềm mại run cũng trở nên càng phát ra kịch liệt, Trương Dương vẻ mặt đau khổ chấp nhận sự tra tấn của cô, lại không dám sử dụng nội lực, rất sợ nội lực phản lại sẽ đem nha đầu kia đánh bay ra ngoài. Trương Dương biết cô cắn hắn cũng không phải để trả thù, mà là mượn đầu vai hắn chỉ chịu đau, hắn chỉ có thể tự nhận không may. Hắn ổn định tâm thần, bắt đầu chậm rãi hướng về phía trước leo lên, thế nhưng một khó khăn nữa lại xuất hiện, Trương Dương cảm giác được hai tay sở yên nhiên sức lực yếu bớt, để tránh cho cô hoạt động nhiều bị tụt xuống, Trương Dương phải vòng ra tay phải nâng mông của nàng lên. Trương Dương khinh công cường thịnh trở lại, chỉ bằng một tay rất khó bỏ lên sườn dốc, huống chi sau lưng hắn còn có Sở Yên Nhiên. Trương Dương không ngừng phàn nàn nói, tôi nói cô biết, cô phải kiên nhẫn, cắn môi mà chịu đau. Chúng ta lên đến nơi rồi, muốn làm tôi cùng ngã chết phải không? Sở Yên Nhiên gật đầu, thế nhưng đau đớn kịch liệt làm cho cô nói không ra lời. Hai tay cô cố sức bám chặt cổ Trương Dương. Trương Dương cười nói, cho cô ôm nhưng cũng không được ôm như thế chặt, nghĩ muốn ghim tôi đến chết à. Sở yên nhiên run giọng quát lớn, đi mau, đừng có, nhiều lời vô ích. Trương Dương vui vẻ đứng lên, nghĩ không ra cô nàng này còn có chút tính khí. Trương Dương đối với sở yên nhiên chịu đựng cũng không có lòng tin lớn như vậy. Hắn trở tay tại cái mông sở yên nhiên điểm một cái chúng huyệt vĩ lưu cùng đoan hòa hậu môn, bắn chúng hậu thế nên trở ngại chu thiên khí cơ, lệnh đan điền khí cơ bất thăng, có thể khiến cho người bị thương tạm thời quên đau đớn sở yên nhiên nào biết đâu rằng ngón tay trương dương thật huyền diệu chỉ cho rằng tên này là nhân cơ hội này muốn lợi dụng hơn nữa tự nhiên lấy tay chỉ vào hậu đình của nàng cô nổi giận lại cắn vào vai trương dương bởi vì thân thể đau đớn đột nhiên giảm bớt cho nên lần này dùng toàn lực để cắn trương dương cả tiếng kêu thảm thiết trương đại quan nhân cực kỳ bực bội không phân biệt được người tốt kẻ xấu mẹ nó làm việc tốt sao mà khó thế đỗ phú phong vừa trở lại thôn thanh hà thì sương mù bao phủ rất lớn hắn tuy rằng lái xe rất tốt thế nhưng tại đây sương mù cũng không dám tiếp tục lái xe đem xe đứng ở trong thôn sau đó gọi lưu truyện khôi cùng bốn thanh niên trong thôn đi trước gặp chuyện không may may mà có lưu truyện khôi dẫn đường bằng không trong sương mù như vậy nếu là người khác thì không thể tìm ra hướng mà đi đỗ phú phong chỉ là nói đã xảy ra chuyện cũng không nói rõ tình huống cụ thể cho những người khác mọi người bước đi trong sương mù dày đặc nửa tiếng đồng hồ mới đến tới chỗ gặp chuyện không may Đỗ Phú Phong gọi mãi cũng không thấy Trương Dương đáp lại, nhất thời trầm xuống, sự tình vừa xảy ra giờ lại không thấy Trương Dương đâu khiến đầu óc rối loạn, giờ nhớ lại không nên để cho Trương Dương chờ ở chỗ này, sương mù đầy trời như vậy, biết đâu hắn không cẩn thận trượt chân ngã xuống sườn núi làm sao bây giờ. Đỗ Phú Phong nghĩ tới đây trong lòng ảo não sầu muộn, liền mơ hồ cảm thấy một tia may mắn, giả như Trương Dương thực sự ngã xuống sườn núi, chuyện này chẳng phải là chết vô đối chứng trong lòng hắn lập tức khinh bỉ chính mình, Đỗ Vũ Phong ơi Đỗ Vũ Phong, người thế nào lại như một kẻ đê tiện, chính mình gây nên việc này, chính mình phải dũng cảm mà gánh vác, làm sao có thể tìm cách trốn tránh trách nhiệm. Lưu chuyện khôi đứng thẳng dậy lớn tiếng gọi, Trương Dương, Trương chủ nhiệm. Tiếng hắn vang lên quanh quẩn trong sơn cốc rất lâu, dư âm cứ lượn lờ. Ngay lúc bọn họ cảm thấy nhục trí nhất thì dưới chân núi chuyển đến thanh âm của Trương Dương, tôi ở dưới này. Tiếng gọi với của Trương Dương tuy rằng không lớn, thế nhưng lại có lực xuyên thấu rất mạnh, rõ ràng truyền vào tai mỗi người. Lưu truyện khôi người đầu tiên nhận ra vị trí âm, hắn ghé vào sát vách núi, con mắt nheo lại nhìn xuống, ngờ ngỡ thấy phía dưới chợt lóe tia sáng, vui mừng vạn phần kêu lên trương chủ nhiệm ở phía dưới kia. Đỗ Phú Phong nghe được tin này cũng vui sướng vạn phần, bởi vậy hắn cảm thấy mình là một người lương thiện, tuy rằng vừa sinh một chút ích kỷ, thế nhưng hắn rất nhanh ý thức được sai lầm của mình. Niềm vui qua đi, Vài người trong đó không thể tin vào mắt mình vị tiểu Trương chủ nhiệm này làm thế nào mà đi xuống phía dưới được. Phải biết rằng từ chỗ ngồi vách núi này mà ngã xuống thì không thể sống sót. Nơi này, người địa phương cũng không dám leo trèo vách núi, tiểu Trương chủ nhiệm một người công tác kế sinh tự nhiên trèo xuống phía dưới, khiến bọn họ càng thêm kinh ngạc mà chưa lời giải đáp. Trương chủ nhiệm bò lên trên không phải có một mình, trên lưng còn có một cô gái mặc quần áo màu đen, cô gái ghé mặt vào vai Trương Dương sở dĩ vậy nên không ai thấy rõ cuộc khuôn mặt của cô. Năng lực đặc biệt của một cảnh sát đã cho Đỗ Vũ Phong phỏng đoán được cô gái này hiển nhiên là người lái chiếc xe bị á kiểu màu hồng trên sơn đạo. Trong lòng nguyên bản trầm tư bỗng nhiên trở nên dễ dàng rất nhiều, chỉ cần người còn sống, tính chất sự kiện sẽ hướng mặt tốt nhất phát triển. Cuộc đời Đỗ Vũ Phong lại thêm một lần nữa khôi phục sáng sủa, hắn là một người biết cảm ơn, chuyện này sở dĩ có thể xoay chuyển được tình thế, tất cả đều là nhờ trương chủ nhiệm. Đỗ Vũ Phong tự đáy lòng đã thừa nhận ân tình lớn lao. Quần áo trên người Trương Dương bị bụi gai cành cây xẻ rách nhiều chỗ, trên mặt cũng có vài vết máu, thế nhưng tinh thần vẫn đang sung mãn, Đỗ Vũ Phong bình ổn lại tinh thần bước đến xem, Trương Dương đúng là có một thể lực hơn người. Đỗ Vũ Phong muốn tiếp nhận trọng trách của Trương Dương, dù sao đường về còn phải đi lên một đoạn sơn đạo, không nghĩ tới Sở Yên Nhiên lại ở trên người Trương Dương, cứ để anh ta cõng tôi, những người khác đừng chạm vào tôi. Đỗ Phú Phong thấy cô tính mạng không có nguy hiểm, tự nhiên tâm trạng khôi phục sảng khoái hết hẳn lo lắng, thanh âm nghiêm khắc nói: "Cô còn dám đặt điều kiện, ngày hôm nay cô là kẻ khả nghi gây chuyện còn dám chạy xe trên sơn đạo, tôi sẽ kiện cô tội gây mất trật tự an ninh công cộng." Sở Yên Nhiên hiện tại trên đùi đau đớn giảm bớt rất nhiều, cô cười nhạt một tiếng: "Anh là cảnh sát, cảnh sát là có thể cố tình phạm pháp à? Cảnh sát là có thể giết người bừa bãi, anh nói cho tôi xem, anh không tố cáo tôi thì tôi cũng sẽ tố cáo anh." tôi nói cho anh biết anh cũng chỉ là một cảnh sát nhỏ nhoi mà thôi. Tin hay không tôi sẽ làm cho tới cùng. Ôi trời ơi, chân trái bỗng nhiên truyền đến một trận đau nhức, cũng bị Trương Dương huyết một cái, sở yên nhiên trên trán đổ mồ hôi lạnh, nhìn hắn ngẩng đầu lên, đầu gối đứng thẳng, hận không thể một bà tai. Sở yên nhiên ý thức được tình trạng của mình, hiện tại xung quanh tất cả đều là những người thế lực, người đang dưới mái hiên không thể không cúi đầu, bất luận thế nào đầu tiên phải qua được đêm nay đã. Ở đây, Mỗi người đối với Trương Dương mới nhận thức được thể lực hết sức dồi dào, Trương Dương cõng sở yên nhiên trên lưng không ngừng nghỉ chút nào đi tới thôn Thanh Hà, dáng dấp định thần mạnh mẽ, ngay cả từ trước đến nay Đỗ Vũ Phong tự cho mình là người có thể lực mãnh liệt đều phải thờ hồn hên, còn hắn chỉ tỏ thái độ bình thường. Xem ra tiểu trương chủ nhiệm này một mình hạ gục bốn người ba tráng hán thôn Thanh Hà cũng không phải tin nhảm đồn bậy. Tổ công tác được sắp xếp tại thôn ủy hội một loạt nhà trệt rừng chân, nơi này vốn là trung tâm hoạt động của người dân, Thế nhưng dân chúng đối với kỳ bài các loại xe không bằng đánh bạc mưu cầu danh lợi, thôn ủy lại không cho phép bọn họ ở chỗ này ngang nhiên đánh bạc. Sở dĩ ở đây rất nhanh để đó không dùng, lưu bí thư chi bộ cải tạo lại, đem nơi đây thành gian phòng nghỉ ngơi, bình thường dành cho cho cán bộ thôn nghỉ ngơi, hoặc biến đây thành nhà khách để tiếp đón người nhà, có thể cung cấp nơi nghỉ ngơi dừng chân. Tuy rằng điều kiện đơn sơ, nhưng thực sự cũng được dọn dẹp sắp xếp sạch sẽ. Lưu Đại Trụ mang theo con gái triều đệ cũng đứng bên cạnh chờ. Lúc này, triều đệ đã không còn kinh hãi, chỉ nấc lên từng hồi, đứa nhỏ vốn không nhận ra loại xe này, thế nhưng hầu như chạy ở Thanh Thai Sơn đều là con xe hạnh phúc 250, sở dĩ thế nên đứa nhỏ này nhận được cực chuẩn, thậm chí ngay cả biển số xe cũng có thể nhận ra. Đỗ Phú Phong mới hiểu được bản thân truy đuổi bọn họ là sai lầm, thế nhưng ngẫm lại tình huống lúc đó, ai cũng muốn biết tên nào đụng phải triều đệ, Sở Yên Nhiên vẫn đang ghé trên lưng Trương Dương, đau đớn lại bắt đầu phát tác, thân thể của cô không ngừng run lên, khuôn mặt trôn ở trên vai Trương Dương, không biết là nước mắt hay mồ hôi đã làm vai áo Trương Dương ướt đẫm. Lưu Đại Trụ muốn làm rõ chuyện này, lập tức mang theo chiêu đệ đi, mấy người trong tổ công tác, nghe nói không có phát sinh điều gì quan trọng, đám người cũng đều quay về phòng ngủ. Nguyên bản mọi người chủ yếu nhiệm vụ hay xuống nông thôn kiểm tra cơ sở công tác, là Đỗ Vũ Phong chính mình thiếu kiên nhẫn mới gây nên phiền phức này, Quách Đạt Lượng tuy rằng không nói lời nào, thế nhưng thái độ của hắn chủ động lảng tránh đã biểu lộ, chuyện đêm nay với hắn là không có quan hệ gì. Vẻ đẹp Việt Trần của cô được tác giả miêu tả thật kỹ càng, từ đôi mắt tinh tú, chiếc mũi gọn gàng, nước da trắng nõn như tuyết, nhưng có một tình huống thật khó xử lý đó là muốn chữa trị cho cô thì đầu tiên phải thoát y cái đã. Liệu cô có đồng ý cho Trương Dương chữa trị cho cô hay không? Mời các bạn đón đọc lưu truyện khôi giết một điếu thuốc lá, làm ra bộ dạng suy nghĩ cặn kẽ, đêm nay sương xuống rất nhiều, cũng không có biện pháp nào đưa đi bệnh viện, nếu không mọi người cứ nghỉ ngơi trước, sáng mai Minh Nhi sáng sớm sẽ đem cô ấy đưa vào bệnh viện. Sở yên nhiên nghe lão đầu Nhi nói như vậy kéo dài thương tình của mình, hận không thể nhảy lên mắng vào mặt hắn, đáng tiếc đau đớn làm cho cô ngay cả muốn nói cũng không thể. Nhìn lưu chuyện khôi đóng cửa đi ra ngoài, Đỗ Vũ Phong cùng Trương Dương hai người trừng mắt choáng váng, không ngờ sự tình đêm nay như thế, bọn họ đều tự mình xử lý mọi việc, Đỗ Vũ Phong có chút áy náy thở dài, người anh em, tôi làm liên lụy đến cả anh. Trương Dương cười cười, không có việc gì, anh đi ngủ đi, cô gái kia cứ giao cho tôi. Đỗ Vũ Phong ngẩn người, hắn trung quy cảm giác trong câu nói của Trương Dương có hàm ý gì, tuy rằng thấy không rõ bộ dáng nhưng cô nương này vóc người hẳn là không tồi, Trương Dương sẽ không gì đối với cô ấy chứ. Tuy rằng cảm giác có chút thừa thái, Đỗ Phú Phong chỉ nói một câu, Trương Dương à, chúng ta là cán bộ quốc gia đấy. Trương Dương biết tên này đang hiểu sai ý mình, ha hả nở nụ cười một tiếng, anh Đỗ, anh đi ra ngoài trước đi, tôi trước kia học qua y thuật núi xương, cô ấy chân bị gấy, không thể để cho cô ấy chịu tra tấn bởi vết thương qua một đêm được. Đỗ Phú Phong lúc này mới hiểu được mình hiểu sai ý, xấu hổ cười cười, hướng lui ra bên ngoài cửa, Trương Dương, tôi chờ ở bên ngoài nhé, nếu như cần hỗ trợ thì gọi tôi. Thấy Đỗ Phú Phong đi ra đóng cửa phòng lại, Trương Dương lúc này mới đem Sở Yên Nhiên chậm rãi đặt lên giường, ngọn đèn bên cạnh mờ nhạt. Sở Yên Nhiên mái tóc đen, mềm mại giống như những sợi tơ tầm xóa ra trên chiếc đệm trắng, nước da cô trắng nõn như tuyết, đôi mi thanh tú bởi vì đau đớn nhăn lại một chỗ, sắc đẹp mỹ lệ cộng thêm khuôn mặt cười tăng thêm vài phần điềm đạm đáng yêu, hai mắt nhắm nghiền, lông mi đen dài uốn lượn giống như cánh bướm hơi rung động, mũi dọc dừa trông gọn gàng biết bao, thần sắc có vẻ có chút tái nhợt, nhưng trong đó hiện ra vài phần quật cường, vài phần tự tin. Trương Dương cũng không ngờ mình đã cứu một cô gái sắc đẹp mỹ lệ như vậy, ánh mắt theo từng đường cong cổ duyên dáng trắng noãn dừng lại trước ngực cô đang phập phồng, lúc này mới vừa mới bình tĩnh nhớ lại mùi hương cùng cô kể sát một chỗ trên vách núi. Sở yên nhiên tuy rằng nhắm mắt lại vẫn có thể cảm nhận được đối phương đang ở nhìn chăm chú vào mình, rốt cuộc nhịn không được mở to hai mắt, đôi mắt đẹp sâu sắc mà sáng trong tỏa ra ánh mắt phẫn nộ, ánh mắt làm cho cô có vẻ nói không nên lời bất mãn, nhìn đủ rồi. Không có, đau đớn làm cho không nhịn được tiếng rên rỉ lên. Trương Dương đồng tình thở dài, bên đùi trái của cô bị gãy rồi. Hắn lôi một cái ghế tại ngồi đối diện, cùng sở yên nhiên vẫn duy trì một khoảng cách tế nhị. Mau đưa tôi đi bệnh viện, trong lời nói sở yên nhiên bao hàm luôn một mệnh lệnh, điều này làm cho Trương Dương cảm thấy rất khó chịu. Hắn lắc đầu, xương xuống rất nhiều, hiện tại nếu đi bệnh viện thì rất nguy hiểm có thể tự tìm cái chết. Nói láo, sở yên nhiên mắng một câu, cô chửi bới lung tung nhưng mục tiêu cũng chẳng là ai cả, như để chút hết cõi lòng. Trương Dương hai tay nâng má, sự tình không liên quan dáng dấp hỏi thăm có đúng rất đau không? Đúng là lời thừa thải, nước mắt sở yên nhiên nhanh chóng rớt ra trên gò má. Xương đùi trái của cô bị gãy, nếu như không chữa chạy kịp thời, sợ rằng sau này sẽ thành tàn tật, thực sự là đáng tiếc cô đẹp như thế nếu như thành người thật thì sau này cô sẽ cảm thấy tiếc nuối cuộc đời nghiêm trọng hơn sợ rằng về sau cả đời cô gắn với chiếc ba tông nhé trương dương vui tươi hớn hở nói tên này cũng không đồng tình nhìn sở yên nhiên chịu tội tự nhiên còn cảm thấy vui vẻ khiến cho sở yên nhiên suy nghĩ lại sợ rằng ngay cả giết hắn cũng khó mà làm được sở yên nhiên biết rõ trương dương là cố ý dọa cô thế nhưng trong lòng vẫn cảm thấy sợ đối với một cô gái mà nói chết cũng không đáng sợ bằng việc mất đi dung nhan mỹ lệ đặc biệt là chân lại bị thọt nữa. Sở yên nhiên phảng phất thấy hình dạng bản thân khập khiếng, nước mắt nhất thời không kìm được chảy xuống má. Trương Dương vẫn nhẫn tâm cho biết, núi xanh không lo thiếu củi đốt, trên đời này nhiều người thân tàn nhưng trí vững, tôi tin tưởng cô nhất định sẽ không bởi vậy mà tiêu nản chí Sở yên nhiên chịu đựng đau đớn lớn tiếng quát, nếu như ta qua khỏi, người đầu tiên giết chính là ngươi. Nha đầu, làm người không thể không có lương tâm, tôi khắc khổ đem cô từ vách núi trở về, đáng lẽ cô phải lấy thân mà báo đáp, trái lại còn lợi oán trả ơn, cô có phải là người không? Ta đã thê thảm tới vài phần, người vẫn còn pha trò được à, ta? Sở yên nhiên nếu có thể hành động, nhất định hung hăng cho Trương Dương một cái tắt tai, đánh cho hắn nếu không còn chút hả hê. Trương Dương cười tủm tỉm nói, tôi đúng là có bệnh, trời sinh tôi thích nhìn được hả hê, tôi vui sướng cho tới bây giờ đều là hình thành trên sự thống khổ của người khác. Đồ biến chất, sở yên nhiên dương dương phản bác. Trương Dương trêu chọc xong rồi, đứng dậy, sở, gì ấy nhỉ? Sở yên nhiên, sở yên nhiên thực sự là cũng bị hắn trêu cho tức tối, nói như thế nào cô cũng là mỹ nữ dáng trần, hắn lại tự nhiên ngay cả tên của nàng cũng không nhớ được. Trương đại quan nhân chi tiết nhỏ biểu hiện ra đại trí tuệ, có như vậy mới để cho cô gái xinh đẹp này ấn tượng khắc sâu ta trước kia học qua một chút y thuật núi xương, không bằng để ta thử xem. Trương Dương khó có được biểu hiện ra thái độ khiêm tốn. Sở Yên Nhiên còn có thể có phương án nào mà lựa chọn, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Tình huống không thể nào đi bệnh viện, chỉ có thể để cho hắn thử xem. Được rồi. Trương Dương đi tới trước mặt Sở Yên Nhiên, biểu hiện có chút do so dự thế nhưng. Trước tiên, tôi phải cởi bỏ quần cô. Sở Yên Nhiên mặt mũi tái nhợt không khỏi hiện ra đỏ ửng. Tên này quả thực là vô liêm sỉ, điều đó mà cũng nói ra miệng. Cô cắn cắn môi, người cút đi. Ta dù đau đến chết cũng không cho người chạm đến ta. Trương Dương nở nụ cười cô, cô thực sự là một người thuần khiết. Nếu như tôi nghĩ ngưu đổ đổi bại với cô, thì vừa nãy trên vách núi đã hành động. Hơn nữa làm xong thả rơi xuống sườn núi, hủy đi tam chứng chẳng phải là sạch sẽ, tuyệt không có hậu hoạn. Hà Tất Khổ sở đem cô đến nơi đây, nói thật cho cô biết cũng hay chính cô có vẻ tuyệt sắc nhiên nước nghiêng thành, bất quá. Chịu què một chân tôi thấy cô là người lần đầu tiên. Sở yên nhiên thiếu chút nữa bị Trương Dương tức giận đến quay lưng lại. Trương Dương đi tới trước giường, thân thủ cưỡi lên eo lưng nàng, sở yên nhiên hai tay bao che sau lưng, trên mặt tràn đầy căm phẫn, hận không thể xé xác Trương Dương. Trương Dương cười nói, khác giới ư, cô là con gái thành thị ở Trung Hoa, bày đặt ra sự hận thù lớn trên mặt làm gì, Cô yên tâm tôi chỉ giúp cô trị thương, tuyệt không có ý khác, không tin tôi ư? Tôi là cán bộ quốc gia đấy. Sở Yên Nhiên vẻ mặt hoài nghi nhìn hắn, "Thì ngươi là cán bộ quốc gia?" trong lời nói tràn ngập khinh thường. Audio điện tử Võ Tấn Bền